nhất thời như thánh quang mãnh thú vậy, đáng sợ quang minh năng lượng như đạn đạo vậy xông ngang trực tiếp ra, cùng kèm theo, còn có rậm rạp bầy khắp không khí chính là thánh quang. Kỳ sở trải qua, mang tất cả chỗ, thậm chí ngay cả không khí đều tốt giống như phảng phất là bị trưng khô, xa xa nhìn lại lại còn có từng cái, xì xì, khói trắng ở hướng về phía trước mạo hiểm, tràng cảnh dị thường huyến lệ. Chỉ bất quá, loại này huyến lệ dưới, cũng ẩn chứa làm người sợ hãi nguy hiểm. Tự ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng con người hơi phóng đại mấy phần, khuôn mặt trên, thoáng nổi lên mấy phần lạnh lùng, còn có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, cái này cái gọi là trung phẩm thánh khí Đỗ Luân Trạch Thú Vương Quyền 6 mặc dù so ra kém trước hắn đã gặp qua thần khí, bị lớp Strickland gia tộc đệ nhất cường giả lão Howard cầm ở trong tay gò núi cự nhân chi chiến phủ, có thể, loại này cấp bậc binh khí nhưng cũng còn là đầy đủ kinh người. Nhất là khi hắn hiện tại không muốn bộc lộ ra nhiều lắm thực lực cùng lá bài tẩy dưới tình huống, loại này cấp bậc binh khí có thể mang đến cho hắn áp lực, thì càng là càng rõ ràng. Hô! Oanh! Nghĩ đến đây, đã thấy kỳ con người bỗng nhiên ngoan lệ, kiệt ngạo hiện lên lau một cái lợi hại quang. Sau đó lau một cái giống như là nước lũ vậy nóng kiếm quang liền từ hắn bên trong thân thể điên cuồng bộc phát ra, cuồng liệt xâm nhập hắn xương cốt, cơ thể, máu, gân mạch. Nhất thời hắn liền cảm giác mình lực lượng của thân thể ít nhất bị phóng đại mấy lần, nguyên bản cũng đã không gì sánh được khí thế kinh người cũng theo xoay mình phồng lên. Nhất thời ở đây tất cả mọi người đã nhận ra hắn cái này biến hóa kinh người. Tiểu tử này đến từ Bắc Âu Odin thần cung tuyệt đối cao tầng lót, trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên không gì sánh được âm trầm, không nghĩ tới Trần Phi cư nhiên có thể cho thấy loại tầng thứ này lực lượng. Nếu hắn sớm biết rằng, chắc chắn sẽ không đơn giản đắc tội, nhưng bây giờ, sự tình nhưng thật giống như đã xảy ra. Nói riêng về bản thân thực lực của bản thân, tiểu tử kia hẳn là so với hổ mạnh hơn, thế nhưng, lẽ nào trong tay hắn mặt không có có thể cùng trung phẩm thánh khí sánh ngang bảo vật. Nhận thấy được Trần Phi hiện vào lúc này quanh thân nhộn nhạo, truyền lại mà đến kinh người khí thế cường độ, dù là hiện nay đến, trên cái bàn tròn lớn nhất SS cộng cực hạn cường giả. Đất khô cằn minh hoàng mô đần cũng không khỏi không cảm thán. Loại trình độ này tuyệt đối đã vượt qua hồ bản thể đỉnh chiến lực. Nhưng vấn đề là hiện tại, hắn hồ trong tay lại cầm một bộ trung phẩm thánh khí. Mà tiểu tử kia trong tay, nhưng thật giống như không có gì cả. Cái này có thể thì không phải là cái gì đùa giỡn. Trong tay có hay không kiềm giữ loại trình độ đó binh khí, đây tuyệt đối là trên thực lực không gì sánh được chênh lệch thật lớn. Cử cái đơn giản nhất ví dụ, hồ hiện tại kiềm giữ trung phẩm thánh khí Đỗ Luân Trạch Thú Vương Quyền 6, chỉ sợ cũng xem như là đối mặt chân chính bàn tay Trần SSS cấp cường giả, cũng có thể có tranh hùng lực, 5 năm mở. Phanh! Cái gì? Đã có thể sau đó một khắc, làm hắn không gì sánh được khiếp sợ chuyện này lại xảy ra. Chỉ thấy mặt mang nhe răng cười hồ từ trên trời giáng xuống. Một quyền hung hăng cùng tự trên mặt đất chào đón đón đánh lay động ở chung với nhau thời gian, một vòng như sóng xung kích vậy rung động bỗng nhiên run rẩy tản ra, chấn động nhân tâm quý. Mà cái này còn chưa phải là kinh khủng nhất vâng, hồ. Cư nhiên lần này ngạnh hám giao phong trong bị lực phản chấn hướng bay ra ngoài, bàn chân hung hăng trên mặt đất trà sát ra 7-8 mét, lúc này mới chật vật dừng lại, có thể trên mặt đất, cũng đã xuất hiện làm người ta sợ hãi, thật sâu trà sát vết. Điều này làm cho hắn không tự chủ được sắc mặt đại biến lên, cũng khiến mọi người tại đây một giây không gì sánh được hoài nghi hai mắt của mình, cho rằng cái này. Chẳng lẽ không đúng đang nằm mơ sao? Cái này, điều này sao có thể? Thậm chí đều có người một giây kế tiếp trực tiếp không dám tin tưởng, sợ hãi ra. Bởi vì, này xác xác thật là làm cho người ta rung động. Chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể. Cư nhiên có thể đem đã vận dụng thánh khí hồ đẩy lùi. Lẽ nào thân thể hắn đã cường đại đến đủ để sánh ngang trung phẩm pháp khí trình độ? Có thể điều này sao có thể a? Vào giờ khắc này coi như là Beirut cũng không nhìn được thất kinh lên, đôi mắt nhỏ trong tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn là ẩn núp sâu nhất một cái, vì vậy theo lý thuyết cũng có thể là tối không dễ dàng bị chấn động đến một cái, nhưng bây giờ. Hắn thực sự chân thực khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao làm được như vậy, chuyện bất khả tư nghị. Chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, ngạnh hám trung phẩm thánh khí. Tối trọng yếu là còn chiếm đến thượng phong. Cái này, đây quả thực. Tiểu tạp chủng, ta làm thịt ngươi. Giống. Mà nhưng vào lúc này,
mọi người bên tai lại nghĩ tới hổ nộ nhưng mà tới cực điểm thanh âm. Sau đó một làm cho khí tức vọt lên, như có thể bao phủ hết thảy quang minh nước lũ vậy, lóng lánh chói mắt quang hoa, hướng về Trần Phi lại một lần nữa bao phủ đi. Sau đó mọi người chỉ thấy đến chói mắt quang hoa trong hồ như là cảm giác bị nhục nhã tới cực điểm, dữ tợn vô cùng mặt, cùng với kinh khủng kia đến đủ để oanh phá không khí chính là quả đấm. Phanh! Trong chớp mắt, chỉ thấy kinh khủng kia vô cùng một quyền lại nhanh chóng oanh kích đến Trần Phi đứng thân mà ở khu vực, thế mà lại bị người sau tiện tay đơn giản trợ đỡ được, và lại trương gương mặt trẻ tuổi, khóe miệng còn lộ vẻ lãnh đạm châm biếm. Cứ như vậy, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu con ngươi lạnh lạnh lóe lên, thân thể như cung, khuỷu tay hơi lui, sau đó liền một quyền đánh ra. Một quyền này, tuy rằng thoạt nhìn tốc độ tựa hồ rất chậm, có thể hồ lại cư nhiên cảm giác mình như là lâm vào vũng bùn vậy, căn bản không cách nào dẫy đi ra ngoài. Trong nháy mắt chỉ thấy kỳ sắc mặt hắn giọng lần thứ hai xuất thủ, cũng một quyền đánh ra. Oanh! Quyền cùng quyền trong lúc đó triển khai nguyên thủy nhất, tối xích lõa khỏa thân dã man giao kích, bắn tóe ra máu tanh, hỏa âm. Chỉ là trùng kích, cũng đủ để ở đây trong lòng mọi người chợt run lên. Ngay tại lúc bọn họ đều còn không có từ lúc này đây giao phong chấn động dư ba trong dãy đi ra, lại một lần nữa làm cho vô cùng từng quyền đến thịt lại lần thứ hai bắt đầu rồi. Giữa không trung, hồ khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn, già nua thân thể vây quanh thánh quang, mạnh một bước, lại một khom lưng quả đấm đập một cái, nhất thời như là tiểu ải núi vậy trọng áp huyền hệ xuống. Từ xa nhìn lại, trong nháy mắt đó, thậm chí tất cả mọi người có một loại ảo giác, đó chính là sợ rằng bất luận kẻ nào tới cũng phải bị cái loại này khổng lồ làm cho lực lượng cho áp đổ. Siêu! Đã có thể ở giữa không trung, hồ làm được kinh khủng này thế tiến công sau, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nhưng ở nơi này chớp mắt trong nháy mắt dưới nửa giây, ở đây thực lực đỉnh cấp Beirut, Modern lại bỗng nhiên ánh mắt quét về phía sau hắn phương hướng, khó có thể tin nhìn chằm chằm, con người thậm chí có một ít co rút lại. Phanh! Một đạo thân ảnh. Chẳng biết lúc nào lại quỷ dị xuất hiện ở, khóe miệng vén theo nhàn nhạt cười nhạt. Chợt chỉ thấy kỳ song quyền vừa nhấc, trừ cùng một chỗ, tựa như cùng đạn pháo vậy hung hăng nện xuống, trong nháy mắt hồ trên vai liền như bị đạn đạo bắn trúng vậy, con người lập tức co rút lại, cả người thân thể như lưu tinh quỹ tích tuyến rơi xuống giữa không trung, ngoan ngã trên mặt đất bộc phát ra làm người ta màng tai rung động tiếng vang, làm người ta cứng ngắc. Sau đó, thật cao nâng lên cát bụi cho giỏi tự chôn vùi tất cả. Cũng để cho người cả người lạnh lẽo, ánh mắt dại ra. Tiết lộ ra tử quang cường đại lục mang tinh ma pháp trận trên, một đạo nhuốm máu thân ảnh hung hăng vây quanh đang dung chuyển ma pháp trận quang mang nội, dọc theo thân thể dưới, mặt đất nham thạch bất ngờ đã có một ít vỡ vụn, xuống phía dưới sụp đổ nước cờ xiêm. Nếu không phải là bởi vì có mạnh mẽ vô cùng lục mang tinh ma pháp trận làm thủ hộ, sợ rằng hiện tại cái này mặt đất quang cảnh, cũng không phải như vậy thông thường dáng dấp. Nhưng coi như là như vậy, một màn này cũng quá khiến hiện đang lúc mọi người sợ hãi cùng rung động. Trong nháy mắt này, hầu như mọi người, kể cả theo Beirut, Modern, Lot như vậy SS cộng cực hạn cường giả đều có chút thất thần nói không ra lời. Bởi vì mặc dù là bọn họ hiện tại thực sự tận mắt nhìn thấy đến rồi, nhưng vẫn là khó có thể tin, hồ, cầm trong tay Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền sáo hồ, cư nhiên thật cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị đánh hộc máu. Từ cao cao tại thượng giữa không trung ngã xuống, cái này hắn ma đến tột cùng là cái gì a? Ưng ực, cơ hồ là cái này như vậy rung động trong nháy mắt kế tiếp, ở đây tuyệt đại đa số mọi người không kiềm hãm được vô ý thức gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tùy theo trong lòng hiện ra vô cùng kiêng kỵ. Đến bây giờ, bọn họ đâu còn có thể không rõ, tiểu. Người Đông Phương là thật đáng sợ, coi như là hồ cầm trung phẩm thánh khí, còn là hoàn toàn ngã vào hạ phong. Mà đây không thể nghi ngờ là tối làm bọn hắn sợ hãi cùng kinh hãi sự tình. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, thành danh đã lâu, uy danh hiển hách SS cộng cực hạn cường giả, hồ, cư nhiên sẽ không địch lại một thanh niên nhân. Phanh! Giống! Người tiểu tạp chủng này đừng quá điên! Mà tự sau đó một khắc, lại một cổ đáng sợ khí tức từ hung hăng ngã xuống đất hồ, hắn không gì sánh được dữ tợn và lại máu đỏ trong con ngươi phóng đi ra. Trong lúc mơ hồ, phảng phất là có một đầu quang minh quái thú từ trong cơ thể hắn cởi áp ra, hơn nữa tràn đầy cái loại này đã mất đi khống chế giết chóc cùng thị huyết sát ý. Rất hiển nhiên, như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần bị đối phương tiểu tạp chủng đánh rất phân vô ích,
hắn hồ đã hoàn toàn không có biện pháp thừa thụ cái này sỉ nhục cùng làm nhục. Dù sao ngày hôm nay một trận chiến này, nếu là truyền đi, hắn hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, lại dĩ nhiên sẽ bị có thảm như vậy, từ đầu tới đuôi tất cả đều là hạ phong, cái này nếu là bị bên ngoài này người biết, mặt của hắn muốn đã qua chưa để xuống để nơi nào. Vì vậy, từ hắn đã có một ít mất đi khống chế trên thân hình, làm cho kinh hãi một màn xuất hiện. Quay chung quanh khi hắn trên thân hình thánh quang, lúc này lại một tấc thốn cởi rơi xuống. Ông! Cùng lúc đó, phảng phất là một đạo thần thánh thần linh tiếng vang lên, cởi rơi xuống thánh quang tựu thật giống như bị dính vào tiên huyết vậy, một chút trở nên ửng đỏ, lại một chút làm cho bay lên dựng lên, cùng hồ phía sau chẳng biết lúc nào không ngờ nhô thật cao quang minh năng lượng trụ dung hợp ở tại cùng nhau. Sau đó trực tiếp là hóa thành một thanh thánh kiếm. Nhất thời, cái này không khí đều làm người ta hít thở không thông. Chúa tể đây hết thảy quang minh thần A, xin ban cho ngươi tối thành phó tín đổ lực lượng đi. Thánh quang thần kiếm, tài quyết, khuôn mặt không gì sánh được dữ tợn hồ con ngươi vặn vẹo chết nhìn chằm chằm Trần Phi, lành lạnh tiếng gầm nhỏ, vang dội dưới đất khu vực. Oanh! Vào giờ khắc này, kinh khủng kia thánh kiếm như phong long cuốn vậy hướng về phía trước trọng trọng đè xuống. Loại tràng cảnh đó làm cho cảm giác hoàn toàn là nghiền diệt vậy, dị thường làm cho cùng khủng bố. Sau đó, mọi người tại đây nhìn thấy cái này một màn kinh người, không khỏi là sắc mặt chợt kịch biến. Thậm chí ngay cả Beirut, Modern đám người, hiện vào thời khắc này sắc mặt đều trở nên dị thường rung động cùng đặc sắc. Phu, CK, cái này hồ có phải điên rồi hay không? Beirut sắc mặt không gì sánh được hắng giọng, hiếm thấy. Sắc mặt cực kỳ điềm nhiên nói hắn cư nhiên sử dụng một chiêu này, lẽ nào hắn không biết đây là địa phương nào? Nếu ngoài ý muốn phá hủy trên cửa đá phong ấn, vậy phải làm thế nào? Hắn đương nhiên rất rõ ràng hồ hiện vào lúc này sở triển lộ ra một chiêu này, hoàn toàn là kỳ đối phương tối áp đáy hòm, tột cùng nhất sát chiêu. Loại trình độ đó thậm chí ngay cả SSS cường giả cũng phải tạm lánh kỳ núi. Nếu là vì vậy mà dung chuyển trên cửa đá phong ấn. Mà Lót, Modern đám người lúc này cũng đều đồng dạng ra đầu có chút tê dại, không nghĩ tới hồ cư nhiên có thể bị ép thành loại này hình dạng, vận dụng cái này hắn cường đại nhất, tột cùng nhất áp đáy hòm sát chiêu. Liên bọn họ loại tầng thứ này SS cộng cực hạn cường giả, đều bị kinh thành như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng, những người khác giờ này khác này là có cỡ nào sắc mặt trắng bệch, cỡ nào ra đầu tê dại. Thế mà loại ý niệm này vừa mới tại bọn hắn trong đầu xoay quanh quá 1-2 giây, không bao lâu. Một lạnh lẽo ngoan lệ thanh rồi lại trở tại bọn hắn trong trái tim gõ. Lão tạp mao, ngươi có phải là thật hay không đã cho ta không dám giết ngươi? Chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lùng híp mắt, chợt khóe miệng chợt một hiên, lộ ra một cương quyết rất ngoan lệ mạc cười. Hoa liên. Sau đó chỉ thấy kỳ đã nhanh tựa hồ bị vậy cũng phố thánh quang năng lượng hải bao phủ khu vực, lại bỗng nhiên như là động tác chậm vậy, chợt run lên. Chợt mọi người nhìn về nơi xa đi trong tầm nhìn, từng cái xích hồng sắc tuyến, như văn lộ vậy rậm rạp tự thánh quang nội biên giới, hướng về bốn phương tám hướng duyên triển khai, thật giống như một đóa thật lớn, nở rộ hoa liên vậy. Mà ở thấy tình cảnh này, nguyên bản trên mặt còn tràn đầy vô cùng sát ý cùng lạnh lẽo hồ nhất thời mạnh biến sắc, lau một cái khó có thể ức chế băng lãnh tự chân của hắn để trần tâm điên cuồng trên lùi. Bất quá đều còn chưa kịp chờ hắn quá nhiều muốn, một đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đã vang dội đến. Lau một cái diễm quang vọt lên, đem phiến Trần Phi nguyên bản đứng thân khu vực mang tất cả bao trùm. Sau đó thánh kiếm lực lượng như bộc bố vậy kinh khủng phát tiết xuống, đem bao phủ. Nhưng vấn đề là, lực lượng kia lại dĩ nhiên hoàn toàn hướng không phá hoa liên bảo vệ mảy may. Nói cách khác, cái này hồ cường đại nhất, tột cùng nhất sát chiêu. Thậm chí ngay cả chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu phòng ngự, đều không phá được. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người thực sự choáng váng. Modern ánh mắt ngốc lăng, Lót càng nhãn thần cứng ngắc, ngón tay phát run lên. Nhưng này cư nhiên cũng còn không coi xong. Siêu. Sau một khắc, chỉ nghe được một loại tương tự với thân ảnh thần tốc xuyên toa bay nhanh tiếng vang lên, mọi người con ngươi nội đã bất ngờ có chút mở lớn nhìn thấy, tiểu. Người Đông Phương. Không ngờ chẳng biết lúc nào từ quỷ dị kia mà lại lực phòng ngự làm cho hỏa diễm liên hoa trong thoát khỏi đi ra, xuất hiện ở hồ trước mặt không được một thước chỗ, đón người sau đầu đầy mồ hôi, sợ hãi ánh mắt, vươn tay. Ken két. Chỉ nghe được một loại tương tự với đầu khớp xương rạn nứt thanh âm, hồ liền a kêu thảm một tiếng,
Sau đó, một máu rầm rề cánh tay liền lên tiếng trả lời bị bẻ gãy, rơi xuống đất, phát sinh phù phù một tiếng. Nhất thời cái này mọi người liền con người kịch liệt co rúc lại, bầu không khí không gì sánh được tĩnh mịch. Cái này, ta, tê. Đừng nói là này đến từ phương Tây hắc ám thế giới các đại tầm thường SS cộng hoặc SS cộng đỉnh cường giả, coi như là Beirut, Modern, Lord đám người, hiện vào lúc này cũng không nhịn được hết hồn, một trận ra đầu tê dại. Không có biện pháp, hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng hoàn toàn nghĩ không ra, đây chính là Hồ A. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, chân chính SS cộng cực hạn cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại cư nhiên thua ở một cái thoạt nhìn tối đa chỉ có 20-30 tuổi, đông phương thanh niên nhân tay, tối trọng yếu là, hắn còn bị đối phương bẻ gãy một cái cánh tay. Loại này chiến tích, chỉ sợ cũng xem như là Modern, thậm chí Beirut. Cũng không thấy thật có thể đủ làm được đi, càng trọng yếu là bọn họ còn chưa nhất định dám. Đem Hồ một cái cánh tay đều cho bẻ gãy, đây không phải là dở mặt, là cái gì? Phải biết rằng Hồ phía sau thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội a. Mà trừ bọn họ ra những người khác, hiện tại cũng đã có thật nhiều cũng bắt đầu đủ số đầu đổ mồ hôi lạnh lên. Bởi vì ngay vừa rồi, bọn họ vẫn còn đỏ sậm bên trong cung điện xuất khẩu châm chọc Trần Phi, cũng từng đi theo Hồ phía sau cùng nhau ồn ào, cho Trần Phi khó xử, hiện tại chế giễu, liên Hồ đều bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy một tay, bọn họ. Sợ rằng liên thí cũng không coi là. Phanh. Lão Tạp Mao, ngươi mới vừa nói muốn giết ta. Vậy ngươi nói, nếu ta một cước này đạp đi, sẽ như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một chân hung hăng dẫm ở bị thương nặng nằm xuống đất, già nua khuôn mặt hoảng sợ Hồ trên ngực, phảng phất là tùy ý vậy nói rằng, lại khiến mọi người tại đây mạnh đều có chút rợn cả tóc gáy. Không, không phải đâu. Cái này, người này chẳng lẽ còn muốn giết người? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Thân ta sao thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội? Hồ nhuốm máu thân thể bị Trần Phi bàn chân trọng trọng đạp, nếu đổi lại là bất luận kẻ nào bị loại hành vi này cử động sở đối đãi, đều tất nhiên là to lớn sỉ nhục. Nhưng lúc này Hồ lại thực sự không công phu cân nhắc nhiều như vậy, mà là khuôn mặt lạnh lùng sắc lệ nội cha quát. Hắn không biết, Trần Phi đến tột cùng là có cái gì lá gan, cư nhiên dám làm như thế. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại lại quả thực cảm giác được sát khí a. Tiểu huynh, Trần tiên sinh, thỉnh thủ hạ lưu tình. Mà nhưng vào lúc này, Beirut thân ảnh bỗng xuất hiện ở hai người trước mặt, sau chỉ thấy Kỳ hơi cắn răng, ánh mắt phức tạp nói. Nếu đổi cái địa phương, hắn khẳng định không muốn đứng ra vi Hồ xuất đầu, do đó đắc tội như vậy quái vật, kinh khủng như vậy Trần Phi. Có thể dù sao hôm nay cái này Hồ là bọn hắn Brett gia tộc mời tới, vì vậy phải đứng ra cái này đầu. Nhất thời, hiện trường mọi người lại nhìn không được ánh mắt có chút cứng ngắc, mà là cực kỳ phức tạp. Không có biện pháp, ai có thể ngờ tới, đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, SS cộng cực hạn cường giả Hồ, hiện nay lại bị đánh thành loại này hình dạng, còn muốn cho Beirut đại nhân tiến lên cầu tình. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ bọn họ Âu Châu sẽ trực tiếp nhấc lên động đất đi. Tiểu, người Đông Phương, chân thực quá khủng bố, thật là đáng sợ. Thế mà tối làm bọn hắn giật mình cũng cái này, mà là. Làm Beirut đại nhân cái này thanh cầu tình hạ xuống, tiểu tử kia, người Đông Phương thậm chí ngay cả biểu tình đều không thay đổi một chút, như trước con ngươi lạnh lẽo nhìn Hồ, dùng chân đạp, thật giống như cái này Beirut đại nhân cái này thanh cầu tình, hắn căn bản không có nghe gặp. Nhất thời Beirut chân mày mạnh run lên. Chuyện gì xảy ra, ai tại đây phong ấn nơi động thủ, cũng chính là vào lúc này. Một đạo tràn đầy nhiệt giận khàn giọng thanh tự dưới đất khu vực lối vào truyền đến. Nhất thời, mọi người ánh mắt đảo qua đi, liền nhìn thấy có hai vị khí thức kinh khủng phương Tây lão nhân chậm rãi từ lối đi kia nội vào được. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người bị chậm rãi tới hai đạo thân ảnh sở ánh mắt hấp dẫn đi. Bởi vì hai người kia, trên thân thể sở nổi lên khí thế loại này. Cường thế quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Bắc Âu Odin thần cung lót. Đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu Modern thậm chí Beirut, đều có sở không kịp. Hanh! Mà nhưng vào lúc này, tràn đầy nhiệt giận khàn giọng thanh lại lần thứ 2 vang lên, trầm trọng đến trong lòng mọi người phảng phất như là đất bằng phẳng một tiếng sấm mùa xuân vậy, từ hai đạo thân ảnh kia trong một người trong đó trong miệng truyền ra, sau cùng ầm ầm quanh quẩn ở dưới đất này khu vực.
mà ở cái này thân rõ ràng mang theo nhiệt giận trầm trọng hừ lạnh dưới, ngay cả khàn khàn không khí đều tốt giống như run rẩy, cũng mọi người biến sắc. Bởi vì bọn họ lúc này đã hoàn toàn cảm thấy, một cực đoan cường đại cảm giác áp bách, chính trong nháy mắt này, từ thân ảnh kia khô lục xoát thân thể nội trực tiếp mang tất cả đi ra, cuối cùng trực tiếp là đem dưới đất này khu vực. Nhất là chiến trường, hoàn toàn bao phủ. Chỉ thấy thân ảnh kia người mặc ám kim sắc kim văn quý tộc trường bào, lại thoạt nhìn dị thường già yếu, tóc hoa dâm, vẻn vẹn đều biết 10 gần 100 cây lão viết ngoáy thảo oai đảo ở nơi này, có thể già yếu thân thể, huyết hồng, khàn khàn già nua con ngươi, nhưng thật giống như là tràn ngập, tràn đầy vô cùng làm cho lực lượng vậy. Cảm giác kia hoàn toàn làm cho hít thở không thông. Thân vương, chủ nhân. Mà khi Brett gia tộc những cường giả kia cùng với Beirut nhìn thấy mặc ám kim sắc kim văn quý tộc trường bào lão giả lúc, cũng sắc mặt rồi đột nhiên kinh hỉ xuống tới. T, đó là, gặp qua Tu Mã Hách thân vương, Myersdorf thánh ma đảo, mà khi Lord, Modern đám người ở nhìn thấy quý tộc trường bào lão giả, cùng với phía sau hắn bất ngờ mù một con mắt, phía trên kia có điều này từ dưới mà lên thật sâu sỏ xuyên qua, ám hồng sắc sẹo lão giả lúc, không khỏi sắc mặt cũng cả kinh, chợt cung kính nói. Tu Mã Hách đặt mình đức, chính là Brett gia tộc tối trí cao vô thượng lão tổ, cũng là cần gia tộc hiện nay duy nhất huyết tộc thân vương tồn tại. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, cưỡng chế quá cùng giai. Thậm chí ngay cả cùng cùng nổi danh không ít huyết tộc thân vương hoặc SSS cấp tồn tại, đều là từng có quá bại vào trên tay hắn ghi lại, mà bởi vậy, cũng đủ lấy nói rõ rất nhiều vấn đề. Mà Myersdorf thánh ma đạo. Tắc là hoàn toàn kiêu ngạo ở Tu Mã Hách thân vương loại này siêu cấp cường giả phương Tây hắc ám thế giới ngón tay cái tồn tại, kỳ thực lực, tuyệt đối cũng cái loại này làm người ta khó có thể tưởng tượng, thậm chí đáng sợ, hít thở không thông vậy, mà bây giờ. Không nghĩ tới vị kia đều bị Brett gia tộc cho tự mình mời tới. Phải biết rằng, có người nói, cái này Myersdorf thánh ma đạo, thế nhưng liên thánh ma đạo đỉnh cảnh giới, cũng chính là SSS cộng cấp, đều đã hoàn toàn kém không xa. Vẻn vẹn có nửa bước xa. Mà loại này chân chính đáng sợ siêu cấp nhân vật, sợ rằng chỉ cần một tay, là có thể tùy tùy tiện tiện, dễ dàng đem hồ giáo chủ loại trình độ đó. Cho tiêu diệt. Ha ha. Myersdorf thánh ma đạo đồng dạng là một bộ giả yếu tới cực điểm lão giả dáng dấp, có thể hắn một đầu lửa đỏ tóc, cùng với dữ tợn không gì sánh được, ám hồng sắc sỏ xuyên qua đôi mắt sẹo, lại làm người ta trong lòng dị thường sởn tóc gáy, thậm chí có một ít da đầu tê dại. Mà lúc này, hắn tựa hồ có chút chú ý rõ ràng hiện trường đã xảy ra chuyện gì, chợt có nhiều ý tứ hàm xúc nhìn lướt qua Trần Phi dưới chân hồ, lại đem mâu quang giơ lên, rơi xuống Trần Phi trương thực sự rất trẻ tuổi trên mặt, nhất thời giật mình. Sau đó chỉ thấy kỳ già nua khuôn mặt hàm chứa nụ cười khóe miệng độ cung triển khai, kỳ khàn khàn đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia tinh mang, hướng Trần Phi ý vị thâm trường cười cười, nhưng không nói gì nói. Vẫn duy trì trầm mặc. Lão gia hỏa này, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lại nhất thời chân mày lặng yên không hơi thở đã nhíu lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, lão nhân này, lại không sai biệt lắm cho hắn một luyện khí lục trọng cường giả mới có khả năng dành cho đến hắn rất nặng áp lực. Mà loại cấp bậc đó cường giả, lấy hắn hiện thực lực hôm nay, nếu không phải vận dụng huyền thạch kính nói. Sợ rằng cũng chỉ có cùng với 5 năm mở. Không nghĩ tới lại có loại này lão đầu nhi được mời tới. Trần Phi chân mày lần thứ hai cau, trong lòng cảm giác được một chút áp lực. Bởi vì hắn hiện tại xem như là biết rõ, mặc dù trong tay hắn là có trung phẩm pháp khí huyền thạch kính, nhưng đối phương cái loại này phương Tây hắc ám thế giới ngón tay cái, làm sao thường không có cái gì trung phẩm thánh khí. Thậm chí thần khí ni. Mà đến lúc đó, làm trong tay bọn họ chân chính con bài chưa lật bị xốc lên, hắn còn có thể hay không chiếm thượng phong, tự thật khó mà nói. Hanh, đến cùng thế nào hồi, ngươi, mà nhưng vào lúc này, người mặc quý tộc trường bào Tu Mã Hách thân vương lại nhãn thần vẻ lo lắng lên tiếng, phải biết rằng đây chính là phong ấn nơi, tại đây động thủ, nếu hủy hoại phong ấn, bởi vậy mà dẫn phát ra hậu quả nghiêm trọng cùng nhiễu loạn, ai tới gánh chịu. Có thể hắn những lời này đều còn chưa nói hết lại đột nhiên dừng lại, sau đó vẻ lo lắng con người run lên động, đó là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi cái này tuổi trẻ trên mặt. Sau lại dọc theo trượt xuống dưới động, sau cùng rốt cục rơi xuống bị Trần Phi dẫm ở dưới chân mặt, hồ nhuốm máu khuôn mặt trên, kinh dị lẩm bẩm nói ngươi là. Hồ, hắn lúc này rốt cục đem hồ nhận ra. Có thể càng là nhận ra, trên mặt hắn kinh dị, rung động vẻ, lại càng là khó có thể bị hắn khống chế.
hắn là rất rõ ràng hồ bối cảnh cùng thực lực, thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, SS cộng cực hạn cường giả. Mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không đến mức như vậy tùy tùy tiện tiện, bị người dẫm ở dưới chân, vẻ mặt là máu, giống như là một vô lực chó chết vậy đi. Dù sao phải biết rằng nếu là thật động khởi tay đến, coi như là tầm thường SSS cường giả, cũng không thấy có thể có thực lực như vậy, có thể đem kỳ đánh thành như vậy chật vật chó chết dáng dấp đi. Cái này. Đây tột cùng là tình huống gì a? Tu Mã Hách cứng ngắc ngẩng đầu, ánh mắt thật sâu rơi vào chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trương trẻ tuổi người Đông Phương trên mặt, ánh mắt phức tạp, thật lâu không nói gì. Mà chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng không có lại để ý đến hắn các, chân như trước dẫm ở hồ trên ngực, thậm chí mạnh một chút bắt đầu cố sức. Phanh, phốc, cứu ta, Tu Mã Hách thân vương cứu ta. Nhất thời hồ lại một búng máu phun ra ngoài, trong ngực khu vực cũng bị Trần Phi một cước này đạp được sụp đổ, liên hô hấp cũng không thông thuận, cũng bị dọa đến hồn phi phách tán, rốt cục sắc mặt tái nhợt ho khan cầu xin tha thứ, cầu cứu. Nhất thời toàn bộ hiện trường lại tái biến được tĩnh lên, không gì sánh được tĩnh mịch. Ngoại trừ Mô Đần còn có thể dùng một tia ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi ngoại, những người khác, giờ này khắc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy khó có thể tiếp thu, thậm chí sợ hãi. Không có biện pháp, ai có thể ngờ tới, vốn tưởng rằng là một hồi nghiền ép giao phong, hiện tại lại cư nhiên sẽ là như thế này một loại kết quả. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, đường đường chính chính, chân chân chính chính SS cộng cực hạn cường giả, giờ này khắc này lại bị có chật vật cầu xin tha thứ, đây là hạng chấn động lòng người một màn. Lại là hạng làm người ta khó có thể tin. Các hạ, sau một hồi, Tu Mã Hách thân vương còn là ánh mắt phức tạp hướng Trần Phi mở miệng nói. Mặc kệ nói như thế nào, hồ là gia tộc bọn ta mời tới giúp một tay, chỉ điểm này, hắn thì không thể đủ bỏ mặc. Bằng không đến mặt sau thần thánh giáo duyên giáo hội bên kia truy trách lên, tự thật phiền toái. A, à, biết tìm trợ thủ, ta có thể xem ở thân vương mặt mũi, bỏ qua cho ngươi lúc này đây, bất quá ngươi vừa rồi đều đối với ta sát tâm lộ, tử tội ngay cả có thể miễn, nhưng mang vạ, như trước khó khăn tha. Gặp Tu Mã Hách thân vương mở miệng, Trần Phi liền biết cái này ngoan thủ chỉ sợ là dưới không nổi nữa, chợt cười lạnh một tiếng, nói. Mà ở nhìn thấy Trần Phi nhả ra, Tu Mã Hách lại không khỏi trong lòng thở dài một hơi, thậm chí có loại trên mặt hơi có chút mặt mũi cảm giác xa lạ giác. Hiển nhiên trong lúc vô tình, hắn đã xem Trần Phi trở thành là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, mà không chỉ là cái thanh niên nhân. Ngươi, vậy ngươi còn muốn thế nào? Có thể hồ nghe vậy lại không thế nào muốn. Mà là vặn vẹo, nhuốm máu khuôn mặt trên, vừa sợ vừa giận lên. Không nghĩ tới đối phương đều như vậy, lại vẫn không chuẩn bị buông tha hắn. Chẳng lẽ tiểu tạp chủng thật cho là hắn hồ sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội, là giả? Ta còn muốn thế nào? Xem ra ngươi cái này lão tạp mao trí nhớ thật không vậy tốt. Ngươi đã quên trước ở trong cung điện mặt, ngươi là nói như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng một hiên. Lạnh lạnh ánh mắt để lộ ra đến, lạnh giọng nói. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái rất mang thù người. Mà cái này lão tạp mao, không phải là muốn bẻ gãy hắn một tay, muốn cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt lắm, chúng ta đây tự bây giờ nhìn xem, đến tột cùng là ai bị bẻ gãy tay. Đến tột cùng là ai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến mức nói cái gì đối phương sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội. Dù thế nào đều việc đã đến nước này, bọn họ từ nay về sau cũng không quá khả năng thiệt, vì vậy cũng liền không có vấn đề cái gì sau không hậu quả. Dù thế nào việc này sau khi chấm dứt, hắn sợ rằng cùng hồ sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội sớm muộn sẽ có đánh một trận. Dù sao cũng là bản thân giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ cho hắn đánh thành cái loại này chó chết dạng, đối phương không vì xuất đầu, sao hiện thực. Ngươi nói cái gì? Mà hồ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt tự thay đổi. Trở nên dị thường dữ tợn cùng xấu xí. Phải biết rằng hắn hồ hạng thân phận hạng địa vị, hắn thế nhưng đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, chân chân chính chính SS cộng cực hạn cường giả. Coi như là tại nơi không gì sánh được khổng lồ cùng cường đại thần thánh giáo duyên giáo hội trong, cũng là tuyệt đối cao tầng, quyền cao chức trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này lại cư nhiên, lại muốn hắn làm trò như vậy chúng con mắt nhìn chừng mặt mà. Hướng kỳ cầu xin tha thứ.
phải biết rằng hắn hồ làm khổng lồ như vậy, thế lực cao tầng, nhân vật như vậy, lo lắng không biết có bao nhiêu chân. Vì vậy coi như là hắn thực lực bây giờ không bằng đối phương, nhưng bị giáo huấn, chèn ép một phen, cũng liền chỉ sợ là đính thiên đi. Cầu xin tha thứ, người hắn ma là đang nằm mơ chứ. Phu, CK. Mà Tu Mã Hách Thân Vương hiển nhiên cũng minh bạch cái này, không gì sánh được rõ ràng, đạo lý, trên mặt thần sắc âm tình thay đổi một chút, sau đó chỉ thấy Kỳ chậm rãi mở miệng nói các hạ, chuyện này. Thân Vương, ta tựa hồ đã cho ngươi một lần mặt mũi đi. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi Thanh âm lạnh lùng theo cắt đứt. T. Nhất thời hiện trường lại là một mảnh ồ lên. Hầu như tất cả mọi người dùng một loại cứng ngắc nhãn thần nhìn Trần Phi. Tiểu tử này, hắn, phải biết rằng đây chính là Tu Mã Hách Thân Vương mà không phải Hồ Giáo Chủ A. Đường đường một vị huyết tộc thân vương tồn tại, cái này tiểu. Cái này người Đông Phương, lại thật còn dám dùng cái loại này giọng nói cùng thái độ, cùng nói đến nói. Nhất thời ngay cả bị Kỳ dẫm ở dưới chân Hồ Giáo Chủ, cũng không từ sắc mặt có chút thay đổi lên, trở nên hoảng loạn. Sau cùng hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt cầu trợ, chuyển tới Tu Mã Hách Thân Vương trên người. Hắn không muốn cầu xin tha thứ, bởi vì như vậy sẽ làm hắn hồ tang cố gắng bộ mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng nếu là hắn thật không nói, lúc này đây hắn lại cảm giác được tiểu tạp trùng. Hình như thật đối với hắn nổi lên sát tâm a. Hanh. Mà Tu Mã Hách Thân Vương ở nhìn thấy hồ lại hướng về bản thân trông lại, trong lòng không khỏi mọc lên đến một đoàn lửa. Hắn từng tuổi này siêu cấp cường giả, coi như là óc lại chuyển bất quá loan đến, lại có thể nghe không ra tiểu tử kia hiện tại những lời này hoàn toàn là đang cảnh cáo hắn. Trước bởi vì hắn Tu Mã Hách một câu nói, đối phương liên có chút nhớ nhung sát nhân ý niệm trong đầu đều bỏ qua. Mặt mũi này tự nhiên đã cho rất đủ rất vậy là đủ rồi, mà bây giờ, hắn Tu Mã Hách nếu là mở miệng nữa, vậy thì không phải là đang vì hồ nói rõ, mà là đang cùng Trần Phi không qua được. Có thể tuy rằng đạo lý là nói như vậy, nhưng ở nhìn thấy Trần Phi như vậy không cho mình mặt mũi, thậm chí cầm những lời như vậy chen nhau đổi tiền mặt hắn, hắn Tu Mã Hách trong lòng tự nhiên rất không thoải mái, rất không thoải mái. Mà khi hắn lại ánh mắt quét đến Trần Phi dưới chân, chật vật thành bộ dáng gì hồ lúc, không khỏi còn là trong lòng dừng một chút, tùy theo trầm giọng chậm rãi nói chung còn là đừng làm rộn được quá phận đi. Cái này không đến nơi đến chốn một câu, chỉ sợ là cá nhân cũng đã minh bạch thái độ của hắn. Đừng làm rộn hơi quá đáng, dù thế nào hắn cũng chỉ là kiến nghị mà thôi. Coi như là huyên náo hơi quá đáng, cũng không quan chuyện của hắn mà. Tu Mã Hách Thân Vương. Nhất thời Hồ Giáo Chủ sắc mặt đã trở nên vạn phần khó xem, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, xem ở phía sau hắn thần thánh giáo duyên giáo hội mặt mũi, đối phương sẽ phải đứng ở hắn bên này, giúp hắn nói. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất Hồng Y giáo chủ, bị người như vậy như là chó chết vậy nhục nhã dẫm ở dưới chân, cái này đã đủ mất mặt. Vì vậy hắn vốn còn muốn vì mình bảo lưu lại cuối cùng một khối nội khố. Dù sao nếu là hắn hắc người thì thật cầu xin tha thứ, truyền đi, vậy hắn gương mặt này, trên mặt mặt mũi, tự sợ rằng sẽ hoàn toàn trở thành bàn chân dưới bụi, bị ma diệt không dư thừa chút nào. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí còn bởi vì cảm thấy thẹn mà nhìn không được trong cơ thể huyết khí lăn lộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi xông tới phun ra. Nhưng sau cùng hắn vẫn đem trong lòng sỉ nhục cùng nghịch huyết ép xuống, âm trầm gương mặt, hung hăng cắn răng, khớp hàm run rẩy. Từ hàm răng trong khe nặn ra mấy cái như vậy mũi vậy thanh âm tự đúng, xin lỗi, xin bỏ qua cho ta lúc này đây. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người hình như trên mặt thần sắc cứng vậy, bầu không khí tùy theo yên lặng đến thậm chí xưng là quỷ dị. Hiển nhiên coi như là bọn họ, cũng thực sự không nghĩ tới, đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất Hồng Y giáo chủ, hồ, cư nhiên hiện vào thời khắc này thực sự cầu xin tha thứ. Loại sự tình này mà nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ nhấc lên địa chấn. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Myers Dorp Thánh Ma Đạo lúc này đều vẫn híp mắt, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên người quan sát, không biết đang suy nghĩ chút gì. Các hạ, các vị, chúng ta cùng đi hội nghị thính thương lượng sự kiện kia đi. Còn sót lại thời gian đã thừa lại không nhiều lắm, mà nhưng vào lúc này, Tu Mã Hách Thân Vương thanh âm khàn khàn lại vang lên, mời mọi người tiến nhập hội nghị thính thương lượng sự kiện kia. Trên cửa đá phong ấn,
rõ ràng đã sắp nhịn không được. Vì vậy dư xuống thời gian, thật không nhiều lắm. Mà ở nhìn thấy Tu Mã Hách Thân Vương mời mọi người tiến nhập phòng hội nghị, mọi người hơi chút do dự một chút, tự không chậm trễ chút nào rơi vào Trần Phi trên người, chờ hắn dẫn đầu đạp ra bước chân sau, bọn họ mới đuổi kịp. Không có biện pháp, trước khác nay khác, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này mới vừa đại hiển thần uy, khiến Hồ giáo chủ đều nhuốm máu cầu xin tha thứ, tự nhiên phân lượng hãy cùng trước hoàn toàn khác nhau. Mà duy nhất có thể bảo trì bình tĩnh, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia thánh ma đạo cấp bậc siêu cấp tồn tại Myersdorf. Chỉ thấy kỳ con người thật sâu quan sát Trần Phi liếc mắt, liền sau đó nhếch miệng nở nụ cười, ở Tu Mã Hách Thân Vương mời mọc hướng phòng hội nghị cất bước đi. Mọi người thấy thế, liền cũng đều đi theo. Chỉ có vẻ mặt là máu, diện mạo dữ tợn hồ, nhìn Trần Phi bước vào phòng hội nghị bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc oán độc cùng vặn vẹo. Sau cùng mạnh quay người lại, không nói được một lời ly khai. Hồ chủ, Beirut thấy thế đưa tay ra mời tay, có thể người trước nhưng thật giống như căn bản không nghe được dường như, dưới chân bước tiến hoàn toàn không có ý dừng lại. Thấy tình cảnh này, hắn Beirut cũng chỉ có trên mặt ánh mắt phức tạp lắc đầu, tùy theo thân hình liền ở tại chỗ lóe lên. Cấp tốc đuổi theo, tuy nói hầu ngày hôm nay tại đây bại thảm như vậy, bị nhục nhã, giày xéo rơi khổng lồ như vậy tôn nghiêm, nhưng vấn đề là hắn đúng là vẫn còn vị kia thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, đường đường tránh tránh SS cộng cực hạn cường giả, vì vậy mặc dù là bọn họ Brett gia tộc, cũng tuyệt không dám nhẹ đãi. Các hạ, thỉnh vào ở đi. Một lần nữa về tới ám hồng sắc bên trong cung điện sau, Tu Mã Hách Thân Vương liền không chậm trễ chút nào mời Trần Phi vào ở trung ương nhất, đại biểu cho tối cao quyền uy cùng tối cao địa vị, thân phận 11 bàn tròn danh sách. Không có biện pháp, hắn hiện tại đã biết Trần Phi hai người, đến tột cùng là vì sao biết phát sinh xung đột. Nếu hắn bây giờ còn không cho Trần Phi nhập tọa, đây chẳng phải là lại tự tìm phiền toái. Nga, Trần Phi tùy tiện gật đầu trả lời một tiếng. Liền trực tiếp tại nơi 11 vị trên cái bàn tròn tuyển cái chỗ ngồi xuống. Mà vào lúc này, hắn như vậy lại đang lần thứ hai nhập tọa cái này 11 vị bàn tròn, lại hoàn toàn không có bất cứ người nào còn dám biểu diễn chào phúng. Ngược lại thì này trước có nói chào phúng quá hắn người, thậm chí là Bắc Âu Odin thần cung Lót, lúc này đều không hẹn mà cùng có dũng khí như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí cảm giác ra đầu tê dại. Không dám lên tiếng, thậm chí đều không dám vào tọa. Đều nhanh lên nhập tọa đi, phòng ấn nơi chuyện đã cấp bách, chúng ta đã không bao nhiêu thời gian sẽ ở cái này trì hoãn, người nói là đi. Tu Mã Hách Thân Vương, ngay tại lúc này, Myersdorf Thánh Ma Đạo lại đột nhiên mở miệng, mang mí mắt. Hiển nhiên, hắn chuyến này hoàn toàn là để phòng ấn nội bảo tàng lớn. Suy nhược tới cực điểm thánh vực ác ma tới, cũng không bao nhiêu thời gian rỗi tại đây đình lại. Myersdorf Thánh Ma Đạo nói không sai. Mọi người còn là nhanh nhập tọa đi. Bất quá phòng ấn nội chuyện bây giờ còn không thể gấp, bởi vì còn có một vị khách nhân trọng yếu không tới. Tu Mã Hách Thân Vương gật đầu, lại bỗng lại mở miệng như thế. Khách nhân trọng yếu, nghe vậy mọi người tại đây đều biến sắc, mà Myersdorf Thánh Ma Đạo càng nhướng mày, nhìn phía Tu Mã Hách Thân Vương chậm rãi nói Tu Mã Hách Thân Vương, việc này. Ngươi thật giống như không sớm nói cho ta biết. Xin lỗi, Myersdorf Thánh Ma Đạo. Cái này dù sao quan hệ đến chúng ta Brett gia tộc tương lai, không phải do chúng ta không nghiêm túc đối đãi. Phải bảo đảm không xảy ra bất cứ vấn đề gì à. Tu Mã Hách Thân Vương hiển nhiên đã sớm lường trước quá đối phương sẽ là loại phản ứng này, trên mặt thần sắc cũng không có thay đổi một chút, thản nhiên nói. Myersdorf Thánh Ma Đạo nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ có chút mất hứng. Nhưng cuối cùng vẫn không gặp hắn lại phản bác cái gì, con ngươi nhìn lướt qua Tu Mã Hách Thân Vương. Chậm rãi nói người nọ, là ai? Đát. Thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt vươn tay, dùng ngón tay ở trên bàn chậm rãi có quy luật nhìn, phát ra nhẹ vang lên thanh, mọi người trái tim đều phảng phất hơi bị khó chịu lên, cầm cổ họng. Có thể để cho cái này Tu Mã Hách Thân Vương hiện tại làm ra loại chiến trận này, còn trong miệng đều xưng hô một câu khách nhân trọng yếu. Cái này rất hiển nhiên, sợ rằng lại là một vị SSS cấp trở lên tồn tại. Mà tính như vậy, đều có ba vị A, còn thật là đại thủ bút. Là ai? Mà Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy, nhất thời thần sắc có chút khác thường nhìn Myersdorf Thánh Ma Đạo, trầm mặc nửa ngày, mới chậm rãi nói Myersdorf Thánh Ma Đạo, xin lỗi, trước chưa cùng ngươi sớm thương lượng một lần.
lại nói tiếp, vị kia với người vẫn có một chút quan hệ, nhưng ta nghĩ, người phải có một ít không quá muốn gặp đi. Nga, Myersdorf Thánh Ma Đạo hai mắt híp một cái, cười lạnh nói phải. Ta đây nhưng thật ra càng muốn biết, đến tột cùng là ai, là ta Myersdorf không muốn gặp. Được rồi, Myersdorf Thánh Ma Đạo, đây chính là ngươi nếu ta nói. Tu Mã Hách Thân Vương nhìn chằm chằm Myersdorf Thánh Ma Đạo, trên mặt lại đột nhiên hiện ra lau một cái quỷ dị cười nhạt vẻ, sau đó. Bỗng nói Bạch Bích Sơn, Ôn Thiên Hùng, lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời chỉ cảm thấy bầu không khí bỗng nhiên đọng lại đến băng điểm. Trong không khí nhiệt độ cũng chợt trở nên nóng bỏng, thế mà trong lòng mọi người cũng một mảnh lạnh lẽo. Bởi vì hầu như bọn họ tất cả mọi người gặp được, người Myersdorf Thánh Ma Đạo gương mặt, trong khoảnh khắc đó là như đáy nổi vậy đen xuống. Rất khó xem. Bạch Bích Sơn, Ôn Thiên Hùng. Hiện trường, mọi người nỉ non cái này rõ ràng có chứa Đông Phương đặc sắc tên, nhưng thật giống như không biết là ai. Chỉ có Bắc Âu Odin Thần Cung Lót, đất khô cằn cửa số 2 đứng đầu Modern, đang nghe tên này sau, tất cả nhìn không được sắc mặt một chút tự thay đổi. Trở nên hai mặt nhìn nhau, tất cả gặp được đối phương trong con người rung động cùng sợ hãi. Tu sửa Tu Mã Hách Thân Vương, cư nhiên đưa hắn cho mời tới. Làm thực lực cùng trình tự đi đến bọn họ loại trình độ này, thế giới đều biết trở nên, nhỏ rất nhiều, dĩ nhiên là cũng có nghe nói qua vị kia mặc dù là tại bọn hắn phương Tây hắc ám thế giới cao cấp nhất cường giả vòng tròn, cũng tiếng tăm lừng lẫy Hoa Kiều siêu cấp cường giả. Bạch Bích Sơn Ôn gia, người mạnh nhất Ôn Thiên Hùng, tên của hắn đúng là đỉnh cấp vòng tròn nội không người không biết không người không hiểu. Bởi vì tại bọn hắn Âu Châu hắc ám thế giới, thậm chí toàn bộ phương Tây, hắn đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cùng SSS cộng tồn tại chạy song song với siêu cấp tồn tại. Mà vị kia quật khởi làm giàu sử, cũng đồng dạng là nhất bộ làm người ta khó có thể tin cùng chỉ có sợ hãi than truyền kỳ. Bởi vì tục truyền nghe thấy, hắn đương nhiên tự vẻn vẹn chỉ là chiến tranh thời đại một gã tiểu binh, tại nơi đoạn đoạn loạn thời đại kết thúc sau tự lưu tại Âu Châu một quốc, hướng quốc gia mua một ngọn núi, mệnh lệnh vi Bạch Bích Sơn, sau lại từ từ sáng lập ra riêng lớn Ôn gia. Thậm chí còn ngạnh sinh sinh tan tác cần quốc cao cấp nhất cường đại gia tộc, giành lấy kỳ địa vị. Từ đó về sau, Ôn gia tại đây Âu Châu hắc ám thế giới phát triển liền càng không thể vãn hồi rất mạnh lên. Thậm chí năm đó còn có một món tối kinh người nhất sự tình, đó chính là từng có một nhà chính mình SSS cấp siêu cường tồn tại thế lực xem Ôn gia không quen, muốn kỳ tiêu diệt. Có thể đến cuối cùng, cũng Ôn gia lão tổ Ôn Thiên Hùng, đan thương thất mã tìm tới cửa. Tự một người lại đem thế lực đó cho toàn bộ bị diệt. Thậm chí ngay cả vị kia SSS cấp siêu cường tồn tại đều không ngoại lệ, rõ ràng chết trận. Như vậy, cái này thành tựu quả thực xưng là truyền kỳ. Cùng đáng sợ, đến mức Myersdorf Thánh Ma Đạo cùng đối phương sâu xa. Tu Mã Hách, người có ý tứ. Mà nhưng vào lúc này, Myersdorf Thánh Ma Đạo mạnh một chút đứng lên, trong mắt hàn quang lóe lên, như đao vậy sát khí. Lóe lên tức quá. Lạnh lùng nói. Myersdorf Thánh Ma Đạo, ta nhớ kỹ ta phải có với ngươi đề cập qua đi. Cái này phong ấn thánh vực ác ma phong ấn, là đông phương bên kia cường giả lưu lại, mà ở chúng ta phương Tây, trừ hắn ra Ôn Thiên Hùng, ai có thể đủ hiểu được cái này. Có thể đối mặt Myersdorf Thánh Ma Đạo như vậy thái độ, Tu Mã Hách Thân Vương cư nhiên một bước cũng không nhường. Mà đang nghe Tu Mã Hách Thân Vương nói, Myersdorf Thánh Ma Đạo nhất thời sắc mặt chính là biến đổi. Có thể lại mặt âm trầm, khó có thể phản bác cái gì, bởi vì hắn biết rõ, đối phương quả thực nói không sai. Ôn Thiên Hùng sở dĩ làm người ta kiêng kỵ như vậy, trong đó có rất đại một bộ phận, cũng là bởi vì hắn am hiểu vô cùng quỷ dị cái gọi là trận đạo. Mà nhưng vào lúc này, phòng hội nghị ngoại đột nhiên vang lên tiếng bước chân, đón cửa kia liền bị ù ù trầm muộn đẩy ra, từ bên ngoài một trước một sau đi tới ba người. Mà ba người kia trong... Một người trong đó như là đặt mình đức gia tộc tiếp dẫn người, mà hai người khác. T, thật là bọn hắn. Thân thể dị thường cao to lão giả đó là Bạch Bích Sơn Ôn gia lão tổ, Ôn Thiên Hùng. Mà ở bên cạnh hắn vị kia, hình như là đệ đệ hắn, Ôn Vĩnh Thọ. Gặp hai người này, bên trong phòng khách mọi người nhất thời một trận gây rối. Thậm chí tuyệt đại đa số lộ ra ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên, bọn họ là không nghĩ tới đối phương cư nhiên thật tới. Ôn Thiên Hùng, mà nhưng vào lúc này, Myersdorf Thánh Ma Đạo thần tình đã chợt âm lệ lên. Hắn nhìn phía ánh mắt của đối phương tràn đầy lạnh lẽo. Cùng sát khí. Ừ.
nhất thời Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai người liền bị cái này thanh âm lạnh lẽo hấp dẫn đến chú ý. Chỉ thấy người sau đầu tiên là không coi ai ra gì, ngạo mạn quan sát một chút trong phòng người, sau cùng ánh mắt dừng lại ở Myers Dorp thánh ma đạo trên người, thần sắc ngẩn ra, lập tức lại cười ha ha lên: đại ca, ngươi mau nhìn xem, ai vậy? Đây không phải là lần trước bị ngươi truy sát chừng 10 ngày chó nhà có tang sao? Ha 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 ha, xôn xao. Nhất thời hiện trường mọi người một mảnh sắc mặt ồ lên, khó có thể tin cái này Ôn Vĩnh Thọ lại dám như vậy cuồng vọng. Làm cho bọn họ nhiều người như vậy mặt, lại vẫn nói ra những lời này. Oanh! Một khó có thể tưởng tượng nóng bức bộc phát ra, đem mọi người tại đây, thậm chí coi như là Trần Phi Đầu đều chấn đắc ngất xỉu một chút. Sau đó hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Myers Dorp thánh ma đạo không gì sánh được lạnh lẽo, mặt mày xanh lét, còn người gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Vĩnh Thọ lạnh giọng nói: ngươi có đúng hay không muốn tìm cái chết? Khiến người sau thần sắc chợt biến. Ôn Vĩnh Thọ, mặc dù là Ôn Thiên Hùng đệ đệ, nhưng thật giống như cũng chỉ có cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cực hạn tu vi, tương đương với SS cộng cực hạn. Đang đối mặt nổi giận dưới thánh ma đạo sở bộc phát ra đáng sợ khí thế, tự nhiên đỡ không được. Nhưng sau đó, chỉ thấy một đạo dị thường thân ảnh cao lớn chắn Ôn Vĩnh Thọ trước mặt, đem thậm chí là nổi giận dưới bộc phát ra đáng sợ khí thế, lại đều toàn bộ triệt tiêu. Nếu như châu đất xuống biển vậy, một đi không trở lại. Sau đó chỉ thấy dị thường thân ảnh cao lớn, cũng chính là ngạo mạn vô cùng Ôn Vĩnh Thọ đại ca, Ôn Thiên Hùng, một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn phía Myers Dorp thánh ma đạo, trong miệng mặt đang nói âm thê thê, nói: Myers Dorp, ngươi có đúng hay không đang còn muốn bị ta truy sát một lần? Oanh! Nhất thời Myers Dorp thánh ma đạo trên mặt một mảnh xương lạnh, hai tròng mắt bộc phát ra nếu lưỡi dao vậy dày đặc quang mang, quả đấm nắm chặt, già nua thân thể không ngừng run rẩy. Chỉ cần là tại đây Âu Châu hắc ám thế giới vòng tròn nội, thậm chí bọn họ toàn bộ phương Tây, lại có mấy người chưa nghe nói qua, hoặc là không biết hắn Myers Dorp tên. Lại có mấy người không biết thực lực của hắn. Nhưng hôm nay, một cái Ôn Vĩnh Thọ chỉ vào hắn mũi không chút kiêng kỵ trào phúng cùng châm biếm, một cái khác. Ôn Thiên Hùng còn lại còn nói nếu đuổi giết hắn Myers Dorp một lần. Hắn Myers Dorp đến tột cùng là bao lâu không có bị người dám như vậy đối đãi. Đây không phải là nhục nhã là cái gì. Nếu đổi lại là những người khác dám ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ, nói ra những lời này, chỉ sợ hắn đã sớm sẽ nhịn không được giết người, nhưng bây giờ. Hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn chòng chọc Ôn Thiên Hùng liếc mắt, cuối cùng vẫn đem trong lòng lãnh ý cho mạnh mẽ ép xuống. Ôn Thiên Hùng, ta thừa nhận lực lượng của ngươi quả thực so với ta cường đại. Đối với ngươi hiện tại cũng khuyên ngươi làm rõ ràng một điểm, các ngươi Ôn gia, cũng chỉ có một mình ngươi so với ta Myers Dorp thực lực cường đại mà thôi. Hanh, Myers Dorp thánh ma đạo một bên lạnh lẽo con ngươi nói, một bên lại đem tràn đầy hàn quang con ngươi, quét về phía Ôn Vĩnh Thọ, chợt trọng trọng hừ lạnh một tiếng. Cái này cũng khiến người sau trên mặt chợt biến sắc lên. Chính là một cái đại ca của ta bại tướng dưới tay, tại đây kiêu ngạo thập. Sau chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ vẻ mặt khiêu khích. Được rồi, im miệng. Nhưng hắn lần này nói đều còn chưa nói hết, lại bị đứng ở hắn trước người thân hình dị thường cao to Ôn Thiên Hùng quát. Sau đó chỉ thấy người sau con người đạm mạc nhìn phía Myers Dorp thánh ma đạo, trong mắt hàn quang lóe lên, như đao vậy sát khí chợt lóe lên, sau cùng mặt lạnh mở miệng, nói: lần này ta không muốn với ngươi dây dưa cái gì, nhưng ngươi tốt nhất cũng đừng đến trêu chọc chúng ta, nếu không, giữa chúng ta cũng không thể thiếu muốn động thủ lần nữa một lần. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy kỳ ánh mắt quét ngang hướng đệ đệ mình Ôn Vĩnh Thọ, trong lời nói khá có vài phần không khách khí: an phận một chút cho ta. Vâng. Đại ca, nghe vậy Ôn Vĩnh Thọ tuy rằng sắc mặt thoáng cái cực vi khó coi, cảm giác mình ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới bị dày, là nhất kiện chuyện rất mất mặt tình. Có thể hắn nhưng vẫn là không dám ở đại ca của mình trước mặt làm càn, chỉ có thành thật câm miệng. Hanh, Myers Dorp thánh ma đạo nghe vậy mặc dù hừ lạnh một tiếng, lại cũng không nói thêm. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là thật rất kiêng kỵ vậy đối phương. Ôn Thiên Hùng, hai vị hà tất cơn tức lớn như vậy chứ? Tục ngữ nói thật tốt, oan gia nên giải không nên kết, hơn nữa lúc này đây chúng ta có thể cũng là vì cùng chung mục tiêu, mới như vậy tụ ở một khối. Cùng nho nhỏ mâu thuẫn so với, cũng còn là phong ấn sau bảo tàng lớn, quan trọng hơn đi. Hai vị, các ngươi nói sao? Mà vào lúc này Tu Mã Hách Thân Vương mới đứng ra hòa giải, khóe miệng hàm chứa dáng tươi cười nói rằng. Bảo tàng lớn,
Tu Mã Hách Thân Vương ngươi lời này có thể nói thật nhẹ a. Nếu bên ngoài trận kia pháp phía dưới bị trấn áp, thực sự là một đầu trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc ác ma, sợ là chúng ta hiện tại những người này, toàn bộ chung vào một chỗ, cũng không đủ cái loại này tồn tại một tay diệt. Có thể nghe nói, Myers Dorf thánh ma đạo lại cười lạnh nói. Bảo tàng lớn, loại đồ vật này nếu là thật dễ dàng như vậy đạt được, hoặc là dễ bị giải quyết, người Tu Mã Hách lại làm sao có thể sẽ như vậy đại phí chu trương, dành cho chỗ tốt, tìm khắp nơi người đến bọn họ Gret gia tộc hỗ trợ. Nếu không phải tình huống đã nghiêm trọng đến coi như là dốc hết bọn họ cả gia tộc lực, đều không giải quyết được, sợ rằng không ai sẽ ngu xuẩn đến, hoặc chuyên gia đến để cho bọn họ những này ngoại nhân đến chia một chén súp. Có hồi báo, vậy khẳng định cũng phải là phải có nỗ lực. Đây là trăm ngàn năm qua, không đổi chân lý. Vì vậy, nghe vậy Tu Mã Hách Thân Vương hơi biến sắc mặt thay đổi, minh bạch đối phương đây là đang hướng hắn biểu đạt trong lòng bất mãn, cũng không cùng với nói một tiếng, đã đem hắn cửu nhân cũng cho đồng dạng mời đến. Tu Mã Hách Thân Vương minh bạch là bản thân đối lý, liền giả bộ không nghe được Myers Dorf Thánh Ma Đạo nói, lại chậm rãi vừa cười vừa nói chư vị còn là thỉnh ngồi xuống trước đã. Hanh, Myers Dorf Thánh Ma Đạo hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa, cũng như là không muốn tái khởi chuyện gì bưng. Sau đó chỉ thấy Kỳ trực tiếp ngồi xuống. Thấy tình cảnh này, Ôn Thiên Hùng lạnh lùng con người quét một vòng Myers Dorf, Tu Mã Hách, Mô Đần đám người nhập tọa 11 vị bàn tròn, liền cư nhiên trực tiếp hướng về Bắc Âu Odin thần cung lót chỗ ngồi đi đến, chợt tại nơi người sau từ từ phóng đại trong con ngươi, chậm rãi mở miệng, dùng không cho cự tuyệt giọng nói ra lệnh ngươi đổi chỗ ngồi đi. Ta nghĩ ngồi ở đây. Nhất thời lót sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Bởi vì, này trên bàn cái này cũng không phải đã không có không vị, tương phản, còn không rất nhiều, nhưng bây giờ Ôn Thiên Hùng hết lần này tới lần khác chọn trên hắn, bá đạo nhượng hắn đem vị trí nhường lại. Đây là bực nào nhục nhã a. Nhưng sau cùng, hắn vẫn không dám ở Ôn Thiên Hùng loại này siêu cấp cường giả trước mặt muốn chết. Sau đó chỉ thấy Kỳ cúi đầu, cắn răng, đem vị trí nhường ra. Uy phong thật to a. Thấy tình cảnh này, Myers Dorf Thánh Ma Đạo không khỏi trào phúng lên. Coi như là Tu Mã Hách Thân Vương cũng có chút hơi biến sắc mặt, nói Ôn Thiên Hùng tiên sinh chắc là ưa cái vị trí kia. Lót tiên sinh, người đừng quá để bụng. Hắn hướng về người sau truyền âm. Bất quá hắn loại hành vi này nhưng thật giống như bị Ôn Thiên Hùng phát hiện. Chỉ thấy Kỳ con người hơi nhìn lướt qua Tu Mã Hách Thân Vương, lại đang rơi xuống lót trên mặt, lạnh lùng nói ta là người Đông Phương, vì vậy luôn luôn ưa ngồi ở tránh Đông Phương vị trí. Hắn cái này tuy rằng coi như là liên nói chuyện thái độ, đều không phải là tốt, có thể nghe vào lót cái lỗ tai, coi như là không tệ, rất nể tình. Vì vậy sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt lộ ra cung kính dáng tươi cười, nói Ôn tiên sinh ngài đây là nơi nào nói, thực sự là quá khách khí. Có thể vì ngài nhường chỗ ngồi, cái này là vinh hạnh của ta. Mà Tu Mã Hách Thân Vương tự nhiên có chút lúng túng cười cười, không nói chuyện. Nhưng ngay khi tiếp, Ôn Vĩnh Thọ ở nhìn thấy đại ca của mình như vậy, uy phong, cử động sau, liền lập tức nhịn không được trong lòng cũng tuôn ra muốn nếm thử ý niệm trong đầu. Theo chỉ thấy Kỳ ngẩng đầu ở trên cái bàn tròn kia nhìn, bỗng ánh mắt ngẩn ra, chợt lau một cái ngoài ý muốn cùng châm chọc tựu xích lõa trần đặt lên gương mặt của hắn. Sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt hiện ra ngạo mạn cùng cao cao tại thượng vẻ, muốn chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đi đến. Nhất thời, hiện trường tất cả mọi người mạnh biến sắc. Lan, vị trí này ta Ôn Vĩnh Thọ muốn. Chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ vẻ mặt ngạo mạn đi tới Trần Phi tới trước mặt, thật giống như cả người rất kiêu ngạo vậy. Trên cao nhìn xuống, nhãn thần khinh miệt, hai mắt nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói. Giọng nói kia, hình như căn bản cũng không có cân nhắc qua đối phương dám cự tuyệt hắn. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp mắt kia đã nheo lại, con người đen nhánh nội xẹt qua như đao phong vậy hàn ý, nhưng vẫn là từ vị trí ngồi dậy. Ha ha, ha ha ha, coi là tiểu tử ngươi thức thời, chỉ là, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là địa vị gì thân phận gì. Bằng chừng ấy tuổi, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ngồi vào cái này tối vị trí trung ương đến. Gặp Trần Phi đứng dậy, Ôn Vĩnh Thọ nhất thời trên mặt hiện ra uy phong lẫm lẫm vẻ, lại từ trong miệng hộc ra đắc ý vênh váo cuồng tiếu có tiếng, còn cao cao tại thượng, lấy một loại cường giả hoặc là cấp trên tư thái bao quát Trần Phi, dạy dỗ. Hiển nhiên hắn thấy, vị trí này căn bản cũng không phải là Trần Phi loại này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử có thể ngồi. Dù sao từng tuổi này, mới bây lớn.
tựu như thế chăng biết mình trình tự cùng thân phận, quả thực chính là không tự lượng sức. Lấy hắn Ôn Vĩnh Thọ tính tình, đương nhiên không quen nhìn loại sự tình này, trong lòng cũng không thoải mái. Thẳng thắn muốn cầm Trần Phi lập uy. Có thể hắn lại thật không ngờ, là hắn như thế vừa mở miệng, ở đây hầu như tất cả mọi người, bá, một chút liền đổi sắc mặt. Không có biện pháp, dù sao vừa rồi Hồ giáo chủ thảm trạng, bọn hắn bây giờ cũng còn cảm giác rõ ràng ở trước mắt. Còn nếu là đơn thuần chỉ thảo luận thực lực nói, Trần Phi Trần Tiên Sinh cũng là người Ôn Vĩnh Thọ có tư cách khiêu khích. Đây mới thật sự là không biết lượng sức còn không sai biệt lắm. Nhưng mặc dù Ôn Vĩnh Thọ thân phận không giống với, hơn nữa tối trọng yếu là hắn đại ca kia, Ôn Thiên Hùng, hiện tại dễ thân tự tại. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, nếu không ngươi tới ngồi ta vị trí này đi. Trần Tiên Sinh muốn làm bên kia sao, để hắn ngồi bên kia đi. Nhưng sau đó chỉ thấy Tu Mã Hách có chút suất mồ hôi chán đứng dậy lên tiếng, thậm chí còn nói ra đại thế Trần Phi nhường chỗ lời như vậy, bởi vậy hoàn toàn có thể thấy được, hắn trong lòng bây giờ mặt là có nhiều hoảng. Không có biện pháp, nếu là luận bối cảnh, sợ rằng thần thánh giáo duyên giáo hội so với Ôn gia mạnh hơn nhiều. Có thể coi là như thế này ni, vậy có theo thần thánh giáo duyên giáo hội làm bối cảnh Hồ giáo chủ, nhưng vẫn là bị đối phương đánh. Và lại vẫn bị đánh thành trọng thương, thậm chí bị bẻ gãy cánh tay, còn bị buộc trước mặt mọi người con mắt nhìn chừng dưới cầu xin tha thứ cái loại này. Loại này tánh khí nóng nảy tên, đừng xem hiện tại có Ôn Thiên Hùng ở, nếu là thật ép, sợ rằng hậu quả cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Đến lúc đó, nói cái gì nữa lời thừa tựu tự nhiên quá trễ. Tu Mã Hách thân vương ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là một cái lông cũng còn không dài đủ mao đầu tiểu tử. Ngươi xem hắn hiện tại mới bây lớn, có 30 sao. Đến mức đem ngươi sợ đến như vậy, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi a. Ôn Vĩnh Thọ ỷ vào đại ca của mình cường đại, bình thường uy phong đã quen, tự nhiên đầu cũng liền càng ngày càng tú đùa, cũng càng ngày càng chuyển không tới loan. Chỉ thấy kỳ nhìn thấy Tu Mã Hách thân vương ngăn cản bản thân, liền giống như là cảm giác đã đánh mất mặt mũi, thiếu uy như gió. Sau đó lập tức chỉ thấy kỳ lại đem hắn xong không coi ai ra gì ánh mắt nhìn phía Trần Phi, tàn bạo uy hiếp nói tiểu tạp chủng, người hắn mà hiện tại ngay tức khắc cút cho ta lên, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách. Có thể hắn những lời này nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, lại bỗng như là bị vật gì vậy ngạnh sinh sinh chèn vào, biến sắc, con ngươi chợt co rút lại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, dưới chân hắn lại có một vòng bạch quang bạo khởi. Sau đó cấp tốc vô cùng đem cả người hắn cho bao vây. Tại nơi trận pháp trong, có ba điều lớn bằng cánh tay viêm xà, tản ra khí tức kinh khủng, chiếm giữ ở trong trận pháp, thậm chí là tại nơi Ôn Vĩnh Thọ trên người, hộc xà hạnh, phát sinh, tê, làm cho thanh. Bá! Nhất thời mọi người mồ hôi lạnh trên trán chảy càng dữ hơn, mâu quang lóe ra, run run. Lại không ngoài ý muốn bao nhiêu vẻ toát ra. Phảng phất bọn họ sớm biết rằng sẽ là kết quả này. Có câu lời nói tốt, đó chính là tự làm bậy không thể sống, không làm chết. Đương nhiên sẽ không phải chết. Bất thình lình một màn, tự đang phát sinh có ở đây không đến nửa giây nổi. Nửa giây trước, Ôn Vĩnh Thọ còn không coi ai ra gì kiêu ngạo, nhượng Trần Phi từ vị trí lăn lên, vị trí này, hắn Ôn Vĩnh Thọ coi trọng, nhưng này nửa giây sau. Hắn lại lập tức im lặng, sắc mặt tái nhợt, đầy mồ hôi lạnh, con người co rút lại, thậm chí ngay cả dấu ở phía sau tay trường, đều ở đây đầu. Bởi vì bất thình lình phát sinh tất cả, nhất còn là hắn tương đương quen thuộc trận pháp, cái này nhất thời làm người khác nhanh choáng váng, không rõ tiểu tạp chủng, chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử vì sao biết có loại thủ đoạn này cùng năng lực. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết ta là ai? Đại ca, ngươi còn đang làm gì? Cứu ta a! Sau đó chỉ thấy Ôn Vĩnh Thọ một bên sắc lệ nội tra quát, một bên lại thần sắc hốt hoảng lại cầu xin tha thứ. Đón nhận Trần Phi con người đen nhánh, không biết vì sao, hắn dĩ nhiên là ở không khống chế được có chút chột dạ, thật giống như tiểu tạp chủng này. Thật dám động hắn. Trần tiên sinh đừng xung động, đừng xung động. Tu Mã Hách càng trên trán mồ hôi lạnh mạo dày đặc hơn, một bên nghiêng đầu, nhãn thần trộm liếc một cái sắc mặt kia âm lãnh Ôn Thiên Hùng. Một bên vội vàng đứng dậy một cái đi nhanh tiến lên, vuốt mồ hôi lạnh trên trán hướng Trần Phi nói Trần tiên sinh, cái này Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh không biết thực lực của ngươi cùng thân phận, vì vậy cũng hẳn không phải là cố ý muốn ghim ngươi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Ta nói Tu Mã Hách thân vương ngươi đến tột cùng có ý tứ a? Không phải là chính là một cái tiểu tạp chủng,
độc tương còn không có giải đủ. Ngươi có đúng hay không không hắn hiện tại đang làm gì, mắt mù. Đại ca, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, cầu ta a? Vì sao không ra tay cứu ta a? Ôn Vĩnh Thọ ở nhìn thấy Tu Mã Hách phản ứng đầu tiên lại không phải là hướng Trần Phi xuất thủ, bang trợ hắn thoát khốn, mà là như vậy hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo, mặt mang bất đắc dĩ vẻ, giống như là hắn Ôn Vĩnh Thọ không biết trời cao đất rộng, không biết lượng sức, mạo phạm tiểu tạp chủng vậy. Cái này nhất thời làm trong lòng của hắn không khỏi bộc phát ra nồng nặc khuất nhục cùng sỉ nhục đi ra, xanh mặt. Câm miệng. Nhưng lúc này đây Ôn Thiên Hùng lại trực tiếp mặt lạnh đem uống đoạt, sau đó âm trầm ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên người, trầm mặc hồi lâu, mới trong miệng vang lên thanh âm hùng hậu, lạnh lùng nói còn chưa thỉnh giáo. Cùng đệ đệ hắn cái loại này đầu tú đùa tên so với, hiển nhiên hắn vẫn thông minh hơn. Vô luận là từ hiện trường mọi người giờ này khắc này thần sắc cùng biểu tình, hay là trong nháy mắt đó liền xuất hiện, phong tỏa ở đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ trên người trận pháp, đều hoàn toàn đủ để nói rõ, đối phương cái này trong mắt hắn cũng liền chỉ là 20-30 tuổi mao đầu tiểu tử, tựa hồ xa không giống năm nào kỳ thoạt nhìn. Đơn giản như vậy a. Mà đang nghe hắn lời này, mặt mang trong trẻo nhưng lạnh lùng Trần Phi chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói xem ra ngươi là đang hỏi ta a. Ta gọi là Trần Phi. Trần Phi, tên không tệ, Ôn Thiên Hùng chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng. Tên không tệ, cái này tựa hồ cũng không cần ngươi nhiều mù quan tâm. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bĩu môi. Đúng vậy, đây quả thật là không nên ta mù quan tâm, bất quá, để ta hiện tại ở trên tay ngươi, ta đây tổng hẳn là có thể quan tâm một chút đi. Theo thanh âm này, Trần Phi trước mặt cư nhiên không hiểu có một đạo bóng người quơ quơ. Lập tức chỉ thấy Ôn Thiên Hùng. Không ngờ ra hiện ở trước mặt hắn, đôi tròng mắt kia lạnh như băng đưa hắn nhìn, thoạt nhìn thái độ, tựa hồ rất không thiện. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đôi tròng mắt kia đã lạnh lùng theo vi nheo lại, nhìn mặt mũi của đối phương, mặt chữ điền lông mày rậm, thân tráng phu hắc, vừa lên tiếng, hai hàng hàm răng siêu siêu vẹo vẹo, khanh khanh hoa hoa, hoặc là bởi vì niên kỷ quá. Có thể hắn lúc này đứng ở trước mặt mình, lại khá có vài phần đại nhân vật làm cho cảm giác dáng vẻ bệ vệ ngập trời cảm giác. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh A, Trần Phi nhạy cảm mà thần thức đã cảm giác được, trách không được Tu Mã Hách máu này thân tộc vương, thậm chí Myers Dorp thánh ma đạo, đều đối kỳ kính nể ba phần, nguyên lai là cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh A. Mà lúc này, bên trong phòng hội nghị mọi người gặp Trần Phi rốt cục cùng Ôn Thiên Hùng chống lại, nhất thời không ít người gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Sau ngay tức khắc tự an tĩnh lại. Bầu không khí động lại. Tuy nói bọn họ rất khẳng định, Trần Phi, tuyệt không khả năng là Ôn Thiên Hùng địch thủ. Nhưng vấn đề là hiện tại, Ôn Vĩnh Thọ nhưng ở tiểu tử kia trên tay, bị bắt được. Còn nếu là kỳ thực sự nảy sinh ác độc, vậy sẽ là một loại dạng gì kết cục, tự quá làm người ta khó có thể dự liệu. Hoặc là phải nói bọn họ chân thực không muốn đã qua phương diện nào muốn, có khả năng sẽ quá dọa người. Dù sao ngay cả hồ giáo chủ, trước đều bị đối phương trà đạp thành phó hình dạng. Người Ôn gia như thế nào đi nữa cường thế, chẳng lẽ còn có thể hơn được thần thánh giáo duyên giáo hội sao? Nghĩ đến đây, mọi người mồ hôi lạnh trên trán liền càng nhiều. Ngươi chỉ cần là mắt không mù, nên có thể thấy mới vừa rồi là cái này lão tạp mao trước tìm ta phiền phức. Trần Phi lạnh lùng đáp lại nói. Nhất thời hiện trường mọi người sắc mặt lại thay đổi nữa thay đổi. Nhìn phía Trần Phi ánh mắt hơi có chút phức tạp. Tuy nói trải qua trước hồ giáo chủ sự kiện kia, bọn họ đều đã có chút cảm nhận được, tên này vì Trần Phi người Đông Phương không dễ chọc, tính cách cực kỳ cương mãnh cùng cường thế, có thể bọn họ nhưng vẫn là không nghĩ tới đối phương lại dám dùng loại giọng nói này cùng Ôn Thiên Hùng nói. Đây chính là Ôn Thiên Hùng A. Bọn họ phương Tây hắc ám thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cùng SSS cộng tồn tại chạy song song với siêu cấp tồn tại, nhưng bây giờ... Phiền phức, cũng chưa nói tới cái gì tìm phiền toái đi. Chẳng qua là đệ ta không nhìn ra thực lực của ngươi, hiểu lầm một hồi mà thôi. Lẽ nào liền vì chút chuyện nhỏ này, ngươi còn muốn, hướng ta Ôn Thiên Hùng đệ vấn tội. Quả nhiên, nghe vậy Ôn Thiên Hùng con ngươi một chút liền trầm xuống, bắn ra lau một cái như đao vậy sắc bén hàn quang, chậm rãi. Thản nhiên nói. Hắn lời nói này đương nhiên, thật giống như rất bình thường cũng rất tràn đầy đạo lý vậy. Khởi điểm bất quá là đệ hắn không nhìn ra thực lực của ngươi mà thôi, nếu là đã nhìn ra, tự chắc chắn sẽ không có như vậy hiểu lầm. Nói trắng ra là,
kỳ thực chính là thực lực vi tôn. Chút chuyện nhỏ này, ha ha, ha ha ha. Có thể nghe nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại bỗng nở nụ cười, con người đen nhánh nhìn chằm chằm đối phương Tự Tiếu Phi Tiếu, nói vậy ngươi cũng biết liền vì trong miệng ngươi cái này cái gọi là, chút chuyện nhỏ này, có người cũng đã trả giá thật lớn, hơn nữa, ngay vừa rồi. Mà đang nghe Trần Phi lời này, mọi người không khỏi trên mặt thần sắc đều không hẹn mà cùng đổi đổi. Bọn họ đương nhiên biết, Trần Phi trong miệng chỉ trả giá thật lớn, là cái gì? Hơn nữa bọn họ còn là vừa rồi chính mắt thấy. Ngươi lời này có ý tứ, quan sát được mọi người chung quanh trên mặt thần sắc biến hóa, Ôn Thiên Hùng nhất thời mạnh con ngươi híp một cái, ánh mắt tập trung ở Trần Phi trên mặt, chậm rãi. Lạnh giọng nói, đại ca, ngươi cùng hắn lời thừa nhiều như vậy làm gì? Tiểu tạp chủng này hắn mà coi là vật gì vậy, ngươi trực tiếp động thủ giết hắn, nhìn hắn còn thế nào? Mà Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy thấy thế càng sắc mặt một oán độc, trực tiếp há mồm mắng lên. Tuy nói hắn hiện tại mọi người vẫn còn Trần Phi trên tay, bị trận pháp bắt được theo, có thể hắn dù sao bình thường ỷ vào đại ca hắn Ôn Thiên Hùng thực lực uy phong đã quen, hiện tại lại gặp đến như vậy nhục nhã, hơn nữa tiểu tạp chủng còn lại dám ở đại ca hắn trước mặt đều thể hiện như vậy một bức cuồng vọng tư thái, so với hắn Ôn Vĩnh Thọ cũng còn kiêu ngạo, điều này làm cho hắn tại sao có thể tiếp thu. Nhất thời trong lòng không nín được của oán độc cùng vặn vẹo cơn tức, vì vậy trực tiếp nhảy lên chân mắng lên. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh đừng, mà Tu Mã Hách Thân Vương ở nhìn thấy đều loại thời điểm này, Ôn Vĩnh Thọ lại còn dám chỉ vào Trần Phi mũi mắng, nhất thời sắc mặt lần thứ hai đại biến, sắc mặt có chút bối rối cùng với bất đắc dĩ quá to. Bất quá hắn nói đều còn chưa nói hết, hắn không muốn gặp lại chuyện tình, cũng đã xảy ra. 3. Bất đồng hắn thoại âm rơi xuống, mọi người bên tai chợt nghe gặp, 3, một tiếng. Ôn Vĩnh Thọ trên mặt đã bị một đạo hoàn toàn là từ hỏa diễm ngưng tụ thành cái tát trọng trọng vẫy ở trên mặt. Nhất thời hiện trường mọi người một mảnh quỷ dị vắng vẻ. Ngươi hắn sao lại dám? Ôn Vĩnh Thọ bị Trần Phi như vậy làm cho chúng con mắt nhìn chừng dưới trọng trọng quăng một cái tát, một đôi mắt trong nháy mắt ngay tức khắc trở nên không gì sánh được dữ tợn, cùng đỏ bừng, sau đó chỉ thấy kỳ khuôn mặt không gì sánh được oán độc cùng vặn vẹo gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thật giống như muốn dùng hàm răng ở trên người hắn khẳng xuống tới một miếng thịt. Nhưng sau đó, trên mặt hắn lại bị một cái tát quăng đi tới, không gì sánh được chói tai cùng đau đớn. Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi nói ngươi nếu lại ở trước mặt ta miệng không sạch sẽ, ta hiện tại ngay tức khắc sẽ giết ngươi, không tin ngươi có thể thử xem. Xôn xao. Nhất thời Ôn Vĩnh Thọ trên mặt vặn vẹo cùng oán độc trong nháy mắt cứng lại rồi. Bởi vì hắn từ Trần Phi trong lời nói này, cảm giác được sát ý, và lại còn là cái loại này chân chính xích lóa, không bất luận cái gì ẩn giấu cùng thu liễm lạnh lẽo sát ý. Mà trừ hắn ra, hiện trường mọi người cũng lại thay đổi nữa sắc mặt thay đổi, sau đó trong lúc mơ hồ, trở nên có chút tao loạn. Không có biện pháp, phải biết rằng Ôn gia Ôn Thiên Hùng hiện tại thế nhưng ở a. Làm cho mặt của hắn nói muốn giết hắn đệ đệ, coi như là Tu Mã Hách Thân Vương, Myers Dorp Thánh Ma Đạo. Mặc dù là bọn họ, có gan này sao? Tiểu tử, người có đúng hay không quá không đem ta Ôn Thiên Hùng để ở trong mắt a? Gặp Trần Phi lại dám làm trò hắn Ôn Thiên Hùng mặt, làm xuất hiện ở đây loại chuyện này, dù là lấy hắn loại tầng thứ này trầm ổn lòng dạ, lúc này cũng không nhịn được có chút nổi trận lôi đình lên, một đôi mắt lại là âm lãnh, lại là xương lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng mặt hộc ra tương đương làm người sợ hãi cùng sợ hãi lời của. Đến lúc này sợ rằng mọi người có thể nghe được, hắn Ôn Thiên Hùng, là thật tức giận. Ta không coi ngươi ra gì, ha ha, ha ha ha. Nghe nói như thế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật giống như nghe được cái gì buồn cười nhất trò cười. Một bên mặt mang lạnh lùng dáng tươi cười hướng về phía Ôn Thiên Hùng cười, một bên vươn tay tùy tiện chỉ một cái cách đó không xa người, chậm rãi nói vị bằng hữu kia, làm phiền ngươi có thể hay không nói cho cái này Ôn Thiên Hùng Ôn lão tiên sinh. Tại bọn hắn trước khi tới, ở đây, đều chuyện gì xảy ra? Ta, bị chỉ đến đầu trên mặt người kia thần sắc chợt run lên, chợt có chút cổ quái đứng lên đến, thanh âm thong thả vang lên Ôn Thiên Hùng đại nhân, Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, ở các ngươi tới trước, hồ giáo chủ từng nghi vấn vị này Trần tiên sinh nhập tọa viên kia bàn tư cách, sau đó, bọn họ ở bên ngoài đánh một hồi, mà kết quả lại là, hồ giáo chủ bị vị này Trần tiên sinh bẻ gãy một tay. Hơn nữa làm trò chúng ta mặt, mở miệng cầu xin tha thứ. Ngươi nói cái gì?
Ôn Vĩnh Thọ trên mặt vốn là oán độc, vặn vẹo, cuồng nộ trong nháy mắt cứng ở, như là đột nhiên ngừng lại, sau đó thì bị nồng nặc sợ hãi cùng khó có thể tin thay thế. Thậm chí coi như là Ôn Thiên Hùng, hiện vào lúc này cũng có chút sắc mặt hơi thay đổi, nhìn phía Trần Phi đôi tròng mắt kia, âm lãnh quang mang lóe ra bất định. Hồ, là thần thánh giáo duyên giáo hội cái kia hồ sao? Hắn bị tiểu tử này bẻ gãy một cánh tay, còn mở miệng cầu xin tha thứ. Hồ nói như thế nào cũng là thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, coi như là kỳ thực lực chưa đi đến Ôn Thiên Hùng cái loại này cao độ, được không xấu, SS cộng cực hạn vẫn phải có đi. Thậm chí cũng còn so với đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ lợi hại một ít, vì vậy hai người bọn họ huynh đệ. Lại làm sao có thể không biết vậy đối phương? Hắc, Hồ giáo chủ bị hắn bẻ gãy một tay, còn mở miệng cầu xin tha thứ. Điều này sao có thể a? Trong nháy mắt Ôn Vĩnh Thọ trên mặt thần sắc không gì sánh được xấu xí, thậm chí cũng không nhịn được hơi hút một cái lương khí, lại nhìn phía Trần Phi ánh mắt, cũng tràn đầy khiếp sợ còn có bất khả tư nghị. Không có biện pháp, lấy hồ thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ cái loại này trình tự, nhất định là sớm đã có cùng hắn Ôn Vĩnh Thọ từng có giao lưu cùng tiếp xúc, hơn nữa hắn còn rất rõ ràng, tuy nói hai người bọn họ đều là SS cộng cực hạn cường giả cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cực hạn, nhưng vấn đề là thực lực của đối phương, cũng tuyệt đối là nếu so với hắn Ôn Vĩnh Thọ lợi hại một chút. Huống chi cái này đều còn chưa phải là trọng điểm là hồ nhân vật chính thân phận. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ, là có thêm như vậy một cái bảng tổ chức lớn chỗ dựa. Mà người như thế, chỉ sợ cũng coi là bọn hắn Ôn gia, coi như là hắn Ôn Vĩnh Thọ đại ca, Ôn Thiên Hùng. Cũng không dám đơn giản động, nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại tiểu tạp chủng này lại nói hồ giáo chủ bị hắn bẻ gãy một cái cánh tay, còn tưởng là theo nhiều người như vậy, chúng con mắt nhìn chừng mặt mà mở miệng cầu xin tha thứ. Loại sự tình này chỉ nghĩ muốn cũng đủ để khiến đầu hắn đỉnh có chút ra đầu tê dại. Làm sao không làm hắn khiếp sợ cùng cảm thấy bất khả tư nghị. Liên hắn Ôn Vĩnh Thọ đều muốn được thông loại này đạo lý, Ôn Thiên Hùng tự nhiên càng không phải người ngu. Chợt chỉ thấy kỳ con ngươi lóe lên hướng Tu Mã Hách Thân Vương ánh mắt đảo qua đi, tựa hồ là muốn còn muốn hỏi thật giả. Sau đó người ở chú ý tới ánh mắt của hắn, lại không chậm trễ chút nào, gọn gàng dứt khoát gật đầu. Không có biện pháp, đây đều là hắn tận mắt nhìn thấy đến, đương nhiên không làm được giả. Không nghĩ tới a, ngay cả ta Ôn Thiên Hùng đều nhìn lầm. Thực sự là hậu sinh khả úy a, mà ở nhìn thấy Tu Mã Hách Thân Vương như vậy, kiên định, trả lời thuyết phục, dù là Ôn Thiên Hùng cái loại này hoa kiều ngón tay cái, giờ này khắc này cũng không khỏi trên mặt thần sắc hơi đổi, lần thứ hai nhìn phía Trần Phi ánh mắt, cũng cùng trước có chút không quá vậy. Chậm rãi lạnh nhạt nói. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn căn bản là có thể hoàn toàn không đem hồ không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là để xuống không để vào mắt là một chuyện, có dám hay không động thủ thật, vậy lại là một chuyện khác mà. Dù sao lời nói không dễ nghe, thần thánh giáo duyên giáo hội, tối thiểu sợ rằng nếu so với bọn họ Ôn gia cường ra gấp 5 lần, thậm chí thập bội. Cứ như vậy, hắn tự nhiên không dám đơn giản hướng hồ hạ ngoan thủ. Thậm chí đừng nói là dưới rất tay. Mặc dù chỉ là thông thường xung đột, hắn sợ rằng đều cần suy tính một chút, có hay không cái kia cần phải, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ một cái khi hắn Ôn Thiên Hùng trong mắt vẻn vẹn là một mao đầu tiểu tử tuổi nhỏ người, lại dám hướng hồ hạ thủ, và lại còn như vậy không nể mặt, không chỉ có bẻ gãy hắn một tay, còn thậm chí làm cho đối phương ở như vậy chúng con mắt nhìn chừng dưới mở miệng cầu xin tha thứ. Phải biết rằng đây là hạng nhục nhã cùng vẽ mặt hành vi. Hắn làm như vậy, lẽ nào sẽ không sợ thần thánh giáo duyên giáo hội tìm hắn thu sau tính sổ? Nghĩ đến đây coi như là hắn Ôn Thiên Hùng, cũng không miễn hơi lớn cảm khó giải quyết, nhìn phía Trần Phi, lạnh lùng nói thả đệ đệ ta nhượng hắn xin lỗi ngươi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Nhượng ta hướng hắn nói xin lỗi. Mà ở nghe được câu này, Ôn Vĩnh Thọ nhưng trong nháy mắt sắc mặt tựu thay đổi. Vừa rồi đó là hắn dẫn đầu răn dậy thét ra lệnh Trần Phi. Muốn hắn từ vị trí lăn lên, khơi mào chuyện bưng, có thể hắn hiện tại hắn thân đại ca lại dĩ nhiên nói muốn hắn hướng tiểu tạp chủng xin lỗi, cái đó và một cái tát hung hăng vẫy ở trên mặt hắn có cái gì khác nhau. Ha ha, cuối cùng là có cái hiểu chuyện, nghe vậy thấy thế Trần Phi trước ngẩn ra, sau cười lạnh nói. Mà ở nghe nói như thế Ôn Vĩnh Thọ sắc mặt không khỏi lại lớn hơn nữa thay đổi lên, trở nên không gì sánh được hắn giọng.
Trần tiên sinh, mọi việc dĩ hòa vi quý, có thể cho ta Tu Mã Hách một cái mặt mũi sao? Thấy tình cảnh này Tu Mã Hách thân vương phải đứng ra hòa giải. Hắc hắc, đâu có, nếu thân vương đại nhân đều tự mình lên tiếng, ta đây Trần Phi đương nhiên cũng không thể không cấp ngươi mặt mũi này. Trần Phi nghe vậy cười hắc hắc cười, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Kỳ giơ tay lên đánh một cái búng tay, phong tỏa ở Ôn Vĩnh Thọ trên người trận pháp liền ẩn thân tiêu tán ở giữa không trung. Tiểu tạp chủng, ngươi thực sự là thật to gan a. Ta Ôn Vĩnh Thọ sống lớn như vậy mấy tuổi, thật đúng là chưa từng có gặp gỡ có người dám đối với ta bất kính như thế. Ôn Vĩnh Thọ nặng lấy được tự do, lập tức lạnh giọng nói. Vậy ngươi bây giờ gặp. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không thể đưa không cười lạnh cười, chậm rãi mở miệng cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Có thể thả ngươi lúc này đây, tự đã coi như là cho đại ca ngươi mặt mũi, nếu không, ngươi thật nghĩ đến ngươi so với kia vị thần thánh giáo duyên giáo hội hồ giáo chủ, mặt mũi lớn hơn nữa. Lớn đến ta Trần Phi không dám động ngươi. Lời vừa nói ra, Ôn Vĩnh Thọ sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trong ánh mắt cấp tốc toát ra nhục nhã vẻ. Rất hiển nhiên, hắn căn bản là nghĩ Trần Phi đây là đang nhục nhã hắn. Nếu không, hắn Ôn Vĩnh Thọ coi như là lại ngạo mạn, lại tự phụ, danh mạch từng câu chính hắn tuyệt không pháp cùng hồ so với. Dù sao hồ phía sau, thế nhưng thần thánh giáo duyên giáo hội. Mặc dù là bọn họ Ôn ra, đều so ra kém. Được rồi, miệng ngồi xuống đi. Bất quá sau đó không chờ Ôn Vĩnh Thọ mở miệng, Ôn Thiên Hùng cũng đã sắc mặt âm trầm quát lên. Một bên quát, hắn còn một bên phảng phất là vô ý vậy, còn người lạnh lẽo quét mắt Trần Phi liếc mắt, ánh mắt ở chỗ sâu trong lộ ra hàn mang, rất bí mật, toàn trường cũng chỉ có ít như vậy tính mấy người chú ý tới. Ôn Vĩnh Thọ nghe nói như thế, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Sau cùng chỉ thấy Kỳ tàn bạo trừng Trần Phi liếc mắt, nhưng tựa hồ còn là tạm thời tuyển trạch thôi. Không có biện pháp, chỉ dựa vào một mình hắn, cũng không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt kêu gào. Thấy tình cảnh này, Tu Mã Hách thân vương lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mỉm cười hướng Ôn Thiên Hùng mở miệng nói Ôn Thiên Hùng tiên sinh ngươi tới trễ như thế, ta còn tưởng rằng ngươi là tạm thời cải biến chủ ý, không dự định muốn phong ấn trong bảo bối ni. Không đến, làm sao có thể không đến, ta còn trông cậy vào phong ấn nội có ta Ôn Thiên Hùng mong muốn bảo vật ni. Chẳng qua là trên đường tạm thời có việc trì hoãn một chút. Bất quá thần vương trước ngươi nói cho ta biết, thực sự là thật sao? Tại nơi phong ấn trong, ngoại trừ có suy yếu tới cực điểm thánh vực ác ma, còn có một đồ chúng ta đông phương trong truyền thuyết luyện khí sĩ cường giả di thể. Ôn Thiên Hùng nghe vậy mâu quang lóe lên, lạnh lùng mở miệng nói rằng. Rất hiển nhiên, hắn hôm nay sở dĩ sẽ đến đây, cũng cùng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ôm mục đích giống nhau. Đó là đồ đông phương luyện khí sĩ cường giả di thể, còn có hắn để lại bảo vật. Cái này đương nhiên là thực sự. Ôn Thiên Hùng tiên sinh ngươi vừa rồi từ bên ngoài lúc tiến vào, hẳn là cũng nhìn thấy đi. Trên cửa đá phong ấn, theo chúng ta phương Tây hắc ám thế giới ma pháp trận, thật có chút không quá vậy. Nghe vậy Tu Mã Hách thân vương cười tủm tỉm nói rằng, thậm chí còn cử ra một ví dụ. Ừ, đúng là chúng ta đông phương trận pháp. Ôn Thiên Hùng ngay tức khắc gật đầu một cái nói. Nhưng sau đó hắn rồi lại cau mày chậm rãi nói có thể chỉ là như vậy, nhưng cũng không giống như có thể chứng minh vật gì vậy đi. Vậy nếu là ta Tu Mã Hách, từng chính mắt thấy đồ đông phương cường giả di thể ni. Tu Mã Hách tiếp theo như lời nói, lại khiến mọi người tại đây đều thất kinh. Ngươi nói cái gì, ngươi từng thấy tận mắt, đây chẳng phải là trước ngươi đã đi vào một lần. Myers Dorp Thánh Ma Đạo cau mày nói. Đó là đương nhiên. Nếu không ta tại sao có thể như vậy hiểu rõ phong ấn nội tình hình? Tu Mã Hách thân vương hỏi ngược lại. Đã như vậy, tự xin Tu Mã Hách thân vương cẩn thận nói một chút ở trong đó tình hình đi. Nếu là có thể nói trước hiểu rõ ràng tình huống, cái này đúng kế hoạch của chúng ta nhất định là có cực trợ giúp lớn. Nghe thế Ôn Thiên Hùng lập tức thần sắc nghiêm túc mở miệng nói. Tục ngữ nói thật tốt, chi kỷ chi bỉ, bách chiến bách thắng. Nếu là có thể sớm biết được tình huống cụ thể. Vậy khẳng định là tốt nhất bất quá. Các vị không nên gấp gáp, ta đây đương nhiên sẽ nói. Tu Mã Hách đem trên mặt mọi người biểu tình thu hết đáy mắt, chợt sắc mặt khá có vài phần phức tạp đã mở miệng, chậm rãi nói ta nghĩ. Các vị hẳn còn nhớ ta Brett gia tộc Mauri Zerdo thân vương đi. Mauri Zerdo thân vương, đương nhiên nhớ kỹ, mà khi năm hắn không phải là đột nhiên không giải thích được mất tích. Chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Ôn Thiên Hùng.
Myersdorf đám người nghe vậy, lập tức nhìn không được nhíu mày một cái nói. Nguyên lai ở mấy năm trước, cái này Brett gia tộc là chính mình hai vị huyết tộc thân vương cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá một vị khác, cũng sẽ tu mã hách hiện vào lúc này trong miệng, Mauri Zerdo, nhưng ở mấy năm trước mạc danh kỳ diệu mất tích. Mà chuyện này một lần thành bọn họ Âu Châu hắc ám thế giới một điều bí ẩn, dĩ nhiên, cũng càng là Brett gia tộc kiêng kỵ, rất kiêng kỵ người khác nhắc tới, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại, cái này tu mã hách nhưng vẫn mình chủ động đem sự tình lại lật đi ra. Chẳng lẽ, năm đó Mauri Zerdo thân vương tiêu thất, còn theo phong ấn nơi có quan hệ gì phải không? Có thể có tư cách đi tới nơi này người, đều không phải người ngu, vẻn vẹn chỉ là tu mã hách vừa nói như vậy, cũng đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Các vị thật đúng là một điểm tựu thấu a. Mà ở nhìn thấy ở đây vẻ mặt của mọi người, tu mã hách thân vương không khỏi hoạt kê cười cười, chợt gật đầu trực tiếp thừa nhận không sai, năm đó Mauri Zerdo tiêu thất, quả thực cùng phong ấn nơi có quan hệ. Càng chuẩn xác mà nói, hắn là bị thánh vực ác ma cho ở lại phong ấn bên trong. Lời vừa nói ra, hiện ở trên mặt mọi người thần sắc lại kịch biến lên. Tu mã hách thân vương, ý của ngươi là, các ngươi đều đã cùng nó động tới tay. Hơn nữa ngay cả Mauri Zerdo như vậy huyết tộc thân vương, đều bị giết. Myersdorf trầm mặt, lạnh lùng nói. Tuy nói trên thực tế, năm đó Mauri Zerdo thân vương thực lực thật không coi là hết sức lợi hại, thậm chí ngay cả cùng tộc tu mã hách đều so với hắn lợi hại, cái này chớ nói chi là cùng hắn Myersdorf so sánh. Nói chung thực lực của hắn tuyệt đối là bao trùm tại nơi Mauri Zerdo thân vương trên. Có thể bao trùm là một hồi, có thể hay không đem giết chết, vậy tuyệt đối lại là một chuyện khác. Bởi vì hắn luôn không khả năng đứng ở đó tùy ý ngươi giết đi. Chớ nói chi là đường đường huyết tộc thân vương sinh mệnh lực, cùng với đào sinh năng lực là có kinh khủng bực nào, đây tuyệt đối là vòng tròn nội công nhận. Thậm chí mặc dù là hắn Myersdorf, đều cho tới bây giờ không muốn quá có thể giết chết một vị huyết tộc thân vương tồn tại, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ tu mã hách lại nói Mauri Zerdo chết ở thánh vực ác ma trong tay. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa thánh vực ác ma thực lực, sợ rằng muốn xa so với trước hắn tưởng tượng, lợi hại hơn rất nhiều. Như vậy, cái này làm sao không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ và trong lòng hoảng loạn ni? Đúng vậy. Mauri Zerdo đúng là chết ở thánh vực ác ma trong tay. Tu mã hách mãn sắc phức tạp gật đầu. Vân vân chờ đã. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng đem cắt đứt. Chỉ thấy thứ nhất mặt ngưng trọng nhìn đối phương, chậm rãi nói lúc đó, hai người các ngươi vị là đi vào chung. Trần Phi lời vừa nói ra, mọi người tại đây lại lần thứ hai sắc mặt kịch biến lên. Bởi vì hắn lời này cho chúng điểm mấu chốt. Vì vậy, tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng nhìn tu mã hách thân vương, cùng đợi từ trong miệng hắn muốn phun ra đáp án. Nếu thật sự là như thế, hai đại huyết tộc thân vương đồng thời tiến nhập phong ấn nơi, lại đến cuối cùng lại một mạng một trốn, cái này ý vị như thế nào, phong ấn trong lại có cỡ nào nguy hiểm, chỉ sợ là cái tên đầu heo, cũng phải biết đi. Đúng vậy, hơn nữa lúc đó không chỉ có ta cùng Mauri Zerdo. Ngoại trừ ta cùng hắn ở ngoài, lúc đó cùng chúng ta đồng hành. Còn có chúng ta Brett gia tộc 5 vị đại công tước cấp bậc nguyên lão, nhưng coi như là như vậy, đến cuối cùng Mauri Zerdo vẫn phải chết, 5 vị nguyên lão cũng vẻn vẹn có 2 người theo ta trốn thoát. Cái gì? Làm tu mã hách thân vương lời nói này thoại âm rơi xuống, hiện đang lúc mọi người không gì sánh được vẻ mặt khiếp sợ. Không ai nghĩ đến, bọn họ Brett gia tộc 2 đại huyết tộc thân vương cùng với 5 đại đại công tước cường giả, dắt tay nhau tiến nhập phong ấn trong. Lại cư nhiên sẽ là như thế này một loại kết quả. Phải biết rằng coi như là Ôn Thiên Hùng như vậy, có tư cách cùng SSS cộng cường giả sánh ngang tương đối siêu cấp tồn tại, đều tuyệt không thể nào làm được loại sự tình này đi. Vì vậy, lẽ nào thánh vực ác ma còn giữ trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc thực lực? Nếu không có như thế, hai đại huyết tộc thân vương, cộng thêm 5 đại Brett gia tộc đại công tước cấp bậc nguyên lão, như thế nào sẽ dắt tay nhau tiến nhập trong đó, lại 4 chết 3 trốn? Tu mã hách thân vương, nếu đúng như lời ngươi nói, chúng ta đây thật có cần phải lại tiến nhập phong ấn nơi. Hữu dụng không, một lát sau, được khen là đất khô cằn minh vương mô đần nhìn không được sắc mặt cổ quái nhíu. Không chỉ là hắn, ở đây những người khác trên mặt thần sắc cũng chân thực rất đi nơi nào. Không có biện pháp, nếu thật giống như hắn theo như lời, hai đại thân vương, 5 đại đại công tước cùng nhau tiến nhập phong ấn nơi, đến cuối cùng lại cư nhiên 4 chết 3 trốn, còn chết cái thân vương.
vậy bọn họ những người này bây giờ còn có cái gì tiến nhập trong đó cần phải? Chẳng lẽ là đi làm con cờ thí? Mộ Đần tiên sinh, từ trong miệng ngươi nói ra như vậy ngu xuẩn nói, có thể làm ta hơi có chút ngoài ý muốn. Nếu là chuyện này thật như vậy bình thường, tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, ta đây Brett gia tộc đến mức như vậy đại phí chu trương, mời các vị đến đây, thậm chí còn bỏ ra không gì sánh được to lớn đại giới. Bao lớn hồi báo, tự bao lớn phiêu lưu, các vị hẳn là minh bạch câu nói này hàm nghĩa đi. Có thể Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy, lại như vậy bình thản lạnh lùng đã mở miệng, nói. Nhất thời Mộ Đần trên mặt thần sắc tự cứng đờ, có chút âm tình bất định. Bất quá hắn cũng biết đối phương nói không sai. Nếu chuyện này thật đơn giản như vậy, thậm chí tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết, vậy bọn họ Brett gia tộc cũng không đến mức như vậy đại phí chu trương, thậm chí để mời bọn họ đến, mà nỗ lực như vậy làm bọn hắn thốt nhiên tâm động mà lại trên thực tế là, dị thường thật lớn cùng nặng nề giá cao. Chỉ là đưa bọn họ những người này mời tới, chỉ sợ cũng hoàn toàn là có thể nói cái này Brett gia tộc là đã bỏ ra thiên đại đại giới. Vì vậy nếu bọn họ nguyện ý đến, nên sớm làm tốt vướng tay chân chuẩn bị mới là. Tu Mã Hách Thân Vương, nói một chút thánh vực ác ma đi, hắn thật còn giữ trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc thực lực. Hắn nghĩ đến đây, Ôn Thiên Hùng cũng đã mặt không thay đổi hỏi. Nhất thời, mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đi. Trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại, tương đương với đông phương thế giới cổ vũ giả tiên thiên đại tông sư. Mà loại cấp bậc đó cường giả, có thể hoàn toàn nói không khoa trương một câu, coi như là Ôn Thiên Hùng cái loại này cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh, đều sợ rằng ở trước mặt đối phương, sẽ giống như trẻ con cùng người trưởng thành vậy nhỏ yếu. Vì vậy Ôn Thiên Hùng lần này lời vừa ra khỏi miệng, ở đây gần như mọi người tựu đều bị lời này hấp dẫn đi lực chú ý, ngưng trọng nghiêm mặt sắc, lẳng lặng cùng đợi kỳ kế tiếp trả lời thuyết phục. Ôn Thiên Hùng tiên sinh hỏi, ác ma kia hay không còn giữ thánh vực cấp bậc sức chiến đấu? Tu Mã Hách Thân Vương đỏ thắm con ngươi chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, mới chậm rãi mở miệng nói có thể, chắc là không kém bao nhiêu đâu. Có thể, hẳn là không sai biệt lắm. Tu Mã Hách Thân Vương lời vừa nói ra, ở đây tuyệt đại đa số mọi người trong lòng một cái lộp bộp, sau đó sắc mặt kịch biến lên. Mà coi như là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, đồng dạng cũng có chút hơi biến sắc mặt. Trải qua gần trăm năm phong ấn, đều lại còn có thể giữ thánh vực cấp bậc thực lực. Vậy đầu cái gọi là thánh vực cấp bậc ác ma, kỳ đỉnh thời kỳ là mạnh bao nhiêu? Đây quả thực có chút làm người ta không dám nghĩ a. Tu Mã Hách Thân Vương, ngươi lời này, nói không sai chứ, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta bây giờ đi vào, chẳng phải là tiến đi chịu chết. Mà Myers Dorp Thánh Ma Đạo cũng không nhìn được nhướng mày, phảng phất cảm giác lời này rất sai lầm. Mà liên hắn đều là như vậy. Ở đây những người khác tự nhiên sắc mặt cũng liền đều tốt không đi nơi nào. Nhưng bây giờ lúc này có thể có tư cách ngồi ở đây, tối thiểu đều là theo Âu Châu các thế lực lớn cường như SS cộng cấp bậc lão gia này, người nào không phải là trải qua vô số sóng gió mới đi đến bước này. Bởi vậy tuy rằng bọn họ lúc này trong lòng đều cảm giác có chút sai lầm, nhưng vẫn là có thể vẫn duy trì biểu hiện ra rung động, tính xem Tu Mã Hách Thân Vương đối với chuyện này là muốn thế nào trả lời. Chịu chết. Kỳ thực chuyện này cũng không các vị nghĩ nguy hiểm như vậy, tuy nói phong ấn bên trong ác ma quả thật có khả năng còn vẫn duy trì thánh vực thực lực, có thể các vị cũng đừng quên, trải qua qua nhiều năm như vậy phong ấn, tên kia chỉ sợ sớm đã trở nên suy yếu không gì sánh được, thứ nhất thân thực lực, tối đa cũng khó mà phát huy ra 2-3 thành. Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy, chậm rãi nói rằng, có thể đây cũng là phi thường mạo hiểm sự tình, trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại. Coi như là thứ nhất thân thực lực kinh khủng chỉ còn lại có 2-3 thành, nhưng cùng chúng ta loại này chưa tới truyền thuyết kia tầng thứ người so với, cũng còn là mạnh hơn nhiều lắm đi. Như vậy đến lúc đó đừng nói là đem giết chết, coi như là muốn toàn thân trở ra, cũng có chút chắc trở đi. Có thể Myers Dorp Thánh Ma Đạo nghe vậy rồi lại lắc đầu, như là thật cảm giác rất vướng tay chân. Không có biện pháp, dù sao cũng là trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc tồn tại. Chỉ là loại này xưng hào. Cũng đủ để đưa bọn họ chân áp, thậm chí kiêng kỵ Mạc Thâm. Nếu không phải Tu Mã Hách trước căn bản là không có cùng hắn nói rõ ràng như vậy, chỉ sợ hắn ngày hôm nay cũng không biết nguyện ý tới chỗ này. Myers Dorp Thánh Ma Đạo, ngươi lời nói này cũng có chút hơi quá. Thánh vực ác ma là thực lực gì, lẽ nào ta sẽ không biết sao?
Năm đó ta cùng với Mauri Zerdo còn có chúng ta Brett gia tộc năm đại đại công tước nguyên lão cùng với đủ chém giết mấy canh giờ lâu, đến cuối cùng mặc dù là chúng ta tan tác mà chạy, có thể ngươi cho rằng thánh vực ác ma, tự thật là toàn thân trở lui. Tu Mã Hách Thân Vương gương mặt lạnh lùng, chậm rãi nói lúc đó, tên kia bị chúng ta hợp lực chặt bỏ đến một chân, vì vậy đến cuối cùng, chúng ta mới có thể thành công trốn tới. Ngươi nói thánh vực ác ma bị các ngươi hợp lực chặt bỏ đến một chân. Nghe thế, Ôn Thiên Hùng lạnh lùng hai tròng mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang đến. Không chỉ là hắn, coi như là những người khác cũng sắc mặt có chút mừng rỡ lên. Không sai, ta vừa nói như vậy, tin tưởng các vị tựu mới có thể đúng thánh vực ác ma thực lực, có đại khái phán đoán đi. Tu Mã Hách Thân Vương hung hăng gật đầu, đỏ thắm con ngươi tùy theo xẹt qua lau một cái vẻ tàn nhẫn, cất giọng nói ta thừa nhận, tên kia tuy rằng đích xác thực lực rất khủng bố. Nếu không năm đó chúng ta cũng không đến mức nỗ lực thảm như vậy đau đại giới, mới thành công trốn tới. Có thể coi là như vậy, thánh vực ác ma cũng không phải không thể chiến thắng. Thánh vực ác ma cũng không phải không thể chiến thắng sao? Nghe vậy, mọi người tại đây không khỏi kinh ngạc nỉ non lên. Giữa lúc Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy, mâu quang hơi lấp lánh, muốn lại giải thích lúc, vẫn không lên tiếng Ôn Vĩnh Thọ lại đột nhiên ha hả cười lạnh nếu thật là trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc cường giả. Vậy khẳng định tuyệt không khả năng bị các ngươi hợp lực chặt bỏ một chân. Vì vậy thay lời khác mà nói, đó chính là bị trấn áp tại đại trận dưới ác ma, mặc dù còn cất giữ thánh vực cấp bậc cảnh giới, nhưng bởi vì chân thực quá mức suy yếu, sợ rằng thứ nhất thân thực lực cũng đã sớm từ thánh vực cái cấp bậc đó ngã xuống. Mà muốn là thật như thế, đều cần các ngươi phải bọn người kia mù trộn đều, chỉ bằng đại ca của ta một người, đó là dư giả. Kỳ thực lực đã từ thánh vực cảnh giới ngã xuống sao? Không ít người nghe vậy đều là ở nhìn không được vẻ mặt kích động mở miệng. Bởi vì nếu là thực sự như vậy, vậy bọn họ liền quả thật có khả năng chiến thắng thánh vực ác ma. Chỉ cần kỳ thực lực, đã không có ở cái kia trong truyền thuyết thánh vực cảnh giới là được. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh nói không sai, tiêu diệt triệt để chúng ta năm đó từng cùng thánh vực ác ma đối chiến tình huống đến xem, tên kia tuy rằng quả thực còn giống như cất giữ thánh vực tầng thứ cảnh giới. Nhưng thực lực cũng đã từ truyền thuyết kia trình tự ngã xuống. Nếu không, ta năm đó chỉ sợ cũng rất khó chạy mất, càng đừng nói cái gì đem một chân chém đứt. Nói đều đã nói đến bây giờ loại tình trạng này, các vị lẽ nào còn lo lắng sao? Tu Mã Hách nói rằng, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại lần nữa mở miệng nói hơn nữa hiện nay chúng ta đội hình có thể sánh bằng năm đó lợi hại hơn, coi như là SSS cấp bậc vô địch cực hạn tồn tại, đều không cần thiết có thể ngăn lại chúng ta. Huống hồ, nếu đến lúc đó thật có cái gì ngoài ý muốn, ghê gớm riêng phần mình phân công nhau đột phá vòng vây là được. Dù thế nào phong ấn đối với chúng ta có thể không có tác dụng, nếu là điểm ấy phiêu lưu các vị cũng còn không muốn mạo, vậy thì mời không muốn bằng hữu tự hành ly khai đi. Ta Tu Mã Hách cũng không miễn cưỡng. Tu Mã Hách Thân Vương, trong lòng ta mặt vẫn có cái nghi vấn, không biết ngươi có thể hay không giải thích cho ta tình huống. Nhưng vào lúc này, Bắc Âu Odin thần cung lót. Lại đột nhiên đứng lên nói. Đương nhiên, Tu Mã Hách Thân Vương nghe vậy không để lại vết tích nhíu mày một cái, sau đó lại lập tức vừa cười gật đầu nói Lót tiên sinh có cái gì muốn hỏi, nói đi. Là như vậy, ta quả thật có một điểm không biết rõ. Nếu thật như Tu Mã Hách Thân Vương lời ngươi nói, phong ấn nội chỉ là phong ấn một vị thánh vực ác ma, vì sao mặc kệ mời mấy vị SSS cấp cường giả đến đây, như vậy không phải là hẳn là có nắm chắc hơn. Nhưng bây giờ ngươi lại mời nhiều như vậy chúng ta loại này chưa đi đến SSS cấp người, cái này có đúng hay không? Nói thật đi, ta có một ít không biết rõ dụng ý của ngươi. Lót ngược lại cũng trực tiếp đem loại này không tốt lắm nói không hề che lấp nói ra. Nhất thời ở đây không ít người đều biến sắc, bởi vì bọn họ cũng cảm giác có vấn đề. Nguyên lai việc này, coi như Lót tiên sinh ngươi lúc này không hỏi, ta đợi cũng chuẩn bị hướng các vị giải thích nói rõ. Quả thực, nếu là có thể nhiều hơn nữa mời mấy vị SSS cấp bậc cường giả, làm như vậy nắm chặt là sẽ lớn hơn một chút. Nhưng vấn đề là làm như vậy, lại sẽ sản sinh lượng tệ đoan. Tu Mã Hách Thân Vương thập phần bình tĩnh giải thích. Cái gì tệ đoan, mọi người nghe vậy sắc mặt hơi có chút nghi hoặc. Một, Tu Mã Hách Thân Vương dựng thẳng lên một ngón tay, sắc mặt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói nếu chúng ta thật làm như vậy, nhiều hơn nữa mời mấy vị SSS cấp bậc cường giả đến đây. Sợ là chúng ta Brett gia tộc sẽ có một ít không khống chế được cục diện.
Nhất thời tất cả mọi người ngẩn người, lại không có bất kỳ người nào ở phản bác. Sau đó lại thấy Tu Mã Hách Thân Vương vươn ngón tay thứ hai đầu, nói đến mức người thứ hai tệ đoan, đó chính là người một khi nhiều lên, đồ vật muốn làm sao chia. Ha ha, Thân Vương cái này cũng nói đúng lời nói thật. Nghe vậy Ôn Thiên Hùng ngay tức khắc hé mắt, chợt ý có hàm ý khẽ cười nói. Đúng vậy, người một khi nhiều lên, bảo vật lại nên như thế nào phân phối. Bọn họ cũng đều là hướng về phía bảo vật, mới tới. Mà mọi người khác tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chợt đều im lặng trầm mặc. Liên Lót cũng là như vậy. Thấy tình cảnh này Tu Mã Hách mỉm cười, một bên ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây, một bên lại cười rộ lên, nói các vị nếu là không có cái gì khác vấn đề, ta đây coi như các ngươi đều đáp ứng rồi. Ta còn có một cái vấn đề. Ngay tại lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên mở miệng muốn là chúng ta bang trợ Thân Vương ngươi, thành công diệt phong ấn nội thánh vực ác ma, ở trong đó này bảo vật, chúng ta nên như thế nào phân? Lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người không khỏi ánh mắt đều ngưng nhưng mà lên, lấp lánh tinh mang. Hiển nhiên, cái này cũng là bọn hắn sở chú ý trọng yếu nhất. Về điểm này, tin tưởng trước chúng ta Brett gia tộc đã cùng các vị nói rất rõ ràng. Chỉ cần các vị có thể giúp bọn ta gia tộc diệt phong ấn nội ác ma, bên trong bảo vật chúng ta Brett gia tộc cái gì cũng không muốn, toàn bộ chắp tay nhường ra, đến lúc đó các ngươi các vị bằng bản lãnh của mình, cái này cũng không có vấn đề đi. Tu Mã Hách nghe vậy ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên người, lại sau đó nâng lên, nhìn chung quanh hiện trường mọi người một vòng, cái này mới chậm rãi mở miệng, nói. Bằng bản lãnh của mình, nghe vậy ở đây tầm thường SS cộng cấp, SS cộng đỉnh cấp người, cũng không từ hơi biến sắc mặt thay đổi, bởi vì này loại quy tắc trên thực tế đối với bọn họ rất bất lợi. Nhưng này rồi lại là cũng sớm đã nói xong sự tình, không có khả năng vì bọn họ hiện tại trở lại thay đổi. Hơn nữa bọn họ vừa tựa hồ không có biện pháp chống lại cái này liệp sát thánh vực ác ma mà mang tới mê hoặc, cũng chỉ có thể kiên trì thụ, tuyển trạch trầm mặc cùng thỏa hiệp. Đã như vậy, chúng ta tự ước định ở ngoài sáng sớm bắt đầu hành động đi, 8 giờ tả hữu tại đây tập hợp, không thành vấn đề đi. Thấy tình cảnh này, Tu Mã Hách Thân Vương cuối cùng đánh nhịp, nói. Đi, không thành vấn đề, vậy sáng mai 8 giờ tại đây tập hợp đi. Nghe được Tu Mã Hách Thân Vương lời nói này. Lần này cũng rốt cục không ai nhắc lại ra dị nghị. Tất cả đều lặng lẽ đồng ý. Vậy cứ như vậy đi. Đã như vậy, bọn ta tự cáo từ trước. Sau đó chỉ thấy Ôn Thiên Hùng mặt không biểu tình đứng dậy, mang theo đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ từ nơi này hội nghị trong sảnh ly khai. Thấy tình cảnh này, Modern, Lord, Myers Dorp Thánh mà đạo đám người cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Thấy mọi người như vậy tùy ý rời đi dáng dấp, Tu Mã Hách Thân Vương không khỏi mâu quang lóe lóe. Nhưng theo tựu bất đắc dĩ lắc đầu, nở nụ cười khổ. Hắn đương nhiên tựu minh bạch chỉ bằng một mình hắn, có thể đem hiện tại cục diện này khống chế thành như vậy, đã rất tốt. Dù sao Modern, Lord, thậm chí Ôn Thiên Hùng, Myers Dorp đám người, không có thể như vậy gia tộc bọn họ hậu duệ, tự nhiên cũng sẽ không khả năng giống như tộc nhân như vậy, đối với hắn Tu Mã Hách có bao nhiêu sao cung kính. Nghĩ đến đây, hắn cũng thẳng thắn một bên lắc đầu đứng dậy. Một bên trên mặt lại lần nữa khôi phục bình thản vẻ, và những người khác vậy, hướng phòng hội nghị hướng phía ngoài đi. Mà lúc này, cũng chỉ có chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu chờ số người cực ít, vẫn ngồi ở dưới mông mặt chỗ ngồi, không đứng dậy rời đi. Các bằng thủ đoạn, xem ra lần này tại nơi phong ấn trong, là có phiền toái. Vẫn ngồi ở chỗ ngồi, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu híp mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến có cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh thực lực Ôn Thiên Hùng. Một trận áp lực chậm rãi liền hướng hắn kéo tới, bao phủ ở trong lòng của hắn mặt. Trước hắn cùng với đối phương từng có như vậy kịch liệt xung đột, nếu là sau bọn họ ở phòng ấn nội đơn độc đánh lên, vậy khẳng định không thể thiếu sẽ đại chiến một trận. Huống chi, bọn họ song phương mục đích còn đều là luyện khí sĩ cường giả di thể. Nếu đổi lại là những người khác, muốn biết rõ tiến nhập phòng ấn nội liền có khả năng bị Ôn Thiên Hùng để mắt tới, thậm chí hạ ngoan thủ diệt trừ. Sợ rằng những người đó nhất định sẽ tuyển trạch lập tức quay đầu đã đi, không hề dính vào cái này tranh vũng nước đục đi. Đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sở dĩ sẽ lưu lại, cũng có cân nhắc của chính hắn cùng tự định giá. Từ hắn tu vi đi đến luyện khí ngũ trọng đỉnh sau, tiến triển tốc độ, quả thực hoàn toàn có thể dùng ốc sên bò để hình dung. Hắn phỏng chừng, nếu lại dựa theo tốc độ này dựa vào chính mình tu luyện, đối phó đi qua,
sợ rằng không mấy tháng thậm chí nửa năm, hắn đều hoàn toàn đừng nghĩ từ luyện khí ngũ trọng đỉnh bình cảnh đánh vỡ đi qua, bước vào luyện khí lục trọng. Vì vậy hiện tại có như vậy cơ hội thật tốt, hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao nếu có thể đủ từ nghi là trúc cơ cảnh cường giả di thể trên được cái gì chí bảo, vậy hắn muốn mau sớm bước vào luyện khí lục trọng nguyện vọng, chẳng phải là có thể tỷ lệ tăng nhiều. Cho nên nói cái này cơ duyên hắn tuyệt không thể bỏ qua. Mặc dù cho dù có thể cùng cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong Ôn Thiên Hùng chống lại, sẽ cực kỳ nguy hiểm, hắn cũng phải đụng một cái. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu coi như là hoàn toàn xác định mới bên trong ý tưởng. Sau đó chỉ thấy Kỳ chuẩn bị đứng dậy, cũng muốn rời đi. Có thể nhưng vào lúc này, hắn bên tai lại đột nhiên truyền đến một người thanh. Thanh niên nhân, người thật đúng là gan lớn đi, trước lại dám như vậy không để cho Ôn Thiên Hùng mặt mũi. Cái này nếu để cho hắn hiện ở bên trong tìm được cơ hội, người chỉ sợ cũng phải ngã xui xẻo, thậm chí đem mệnh lưu lại, cũng không phải là không có khả năng. Thanh âm kia tuy rằng bình bình đạm đạm, có thể lại có thể làm cho cảm giác được trong đó trào phúng cùng chung hoặc. Vì vậy nghe rõ lời này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi cười lạnh cười, chợt trong miệng phát sinh cười nhạt than nhẹ ta không quá tế hóa cùng giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt nói. Bọn chuột nhắt, ngươi ở đây mắng ta. Âm thầm người vừa nghe đến Trần Phi lời này, lập tức giọng nói trở nên có chút âm trầm, lạnh giọng nói. Chửi, không dám, ta chẳng qua là lời nói thật mà thôi. Bất quá, ta nghĩ các hạ người tốt nhất còn là đừng như thế nhìn có chút hả hê tốt. Bằng không coi như là Ôn Thiên Hùng muốn ở bên trong đối phó ta, các hạ tình cảnh của ngươi, có thể so với ta tốt đi nơi nào. Nếu ta đoán không lầm, ngươi cũng cùng Ôn Thiên Hùng có cửu oán đi. Myers Dock, Thánh Ma Đạo, Trần Phi mặt không thay đổi lại đang dù gì nói xong lời cuối cùng lại khóe miệng dơ lên, có chút cười nhạt. Nguyên lai cái này âm thầm phát ra tiếng nơi phát ra, chính là Myers Dock Thánh Ma Đạo. Hắn nghe vậy, nửa ngày không có lên tiếng. Ngay Trần Phi cho rằng đối phương sẽ thẹn quá thành giận, nhất thì bán hội sẽ không lại cùng bản thân lời thừa lúc. Người có nghĩ là độc chiếm Đông Phương cường giả di bảo. Sau đó sau một khắc, hắn bên tai lại bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh như băng ngôn ngữ, mà lời kia nói nội dung trực tiếp làm hắn con người co rụt lại. Thánh Ma Đạo tiên sinh, ngươi lời này là có ý gì? Trầm mặc nửa ngày sau, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hít mắt chậm rãi nói. Ha ha, có ý tứ. Kỳ thực ý của ta rất đơn giản. Hiện tại sẽ cùng ngươi tranh Đông Phương cường giả di bảo, đơn giản cũng chỉ có Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ huynh đệ mà thôi. Ngươi nếu chịu theo ta liên thủ, nhân cơ hội này diệt trừ bọn họ, ta liền có thể ở đây đồng ý, sẽ toàn lực bang trợ ngươi độc chiếm Đông Phương cường giả di bảo. Điều kiện này thế nào? Phải biết rằng, nếu không phải là bởi vì ta Myers Dock là cái này phương Tây hắc ám thế giới ma pháp sư, cũng căn bản không dùng được các ngươi Đông Phương cường giả để lại bảo vật, nếu không nói cái gì ta cũng sẽ không bỏ qua. Núp trong bóng tối Myers Dock Thánh Ma Đạo dùng chung hoặc cùng uy hiếp giọng nói từ từ mở miệng, trong lời nói cũng không lại che giấu đúng Ôn Vĩnh Thọ cùng với Ôn Thiên Hùng hai huynh đệ đầy ngập sát ý mà ngươi nếu là không đồng ý cùng ta liên thủ, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ hai huynh đệ thoạt nhìn, nhất định sẽ chủ động tìm tới ngươi, đem ngươi diệt trừ. Dù sao ta xem bọn hắn cũng muốn độc chiếm Đông Phương cường giả để lại di vật đi. Đến lúc đó, ha ha. Ngươi nghĩ mượn hơi ta với ngươi cùng nhau đối phó Ôn Thiên Hùng. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức cặp kia nước sơn mắt đen híp một cái, không có ngay tức khắc cho thấy thái độ đồng ý hoặc là cự tuyệt, mà là một lần nữa ngồi trở lại vị trí kia trên lặng lẽ lên. Trên mặt nhíu mày, tràn đầy vẻ trầm ngâm. Không sai, bất quá đây gọi xong thắng đi. Ta cùng với lão gia hỏa kia có cửu oán, bọn họ hiện tại cũng không thấy sẽ bỏ qua ngươi, các ngươi Hoa Hạ không phải là có câu tục ngữ, gọi địch nhân của địch nhân, tự là bằng hữu sao? Chúng ta bây giờ hẳn là có thể coi là bằng hữu đi. Myers Dock Thánh Ma Đạo tràn đầy chung hoặc thanh âm lại lần thứ hai truyền đến, thật giống như hoàn toàn không vội không nóng nảy, định liệu trước vậy. Không có biện pháp, tự cùng bọn họ hoàn toàn không có biện pháp chống cự suy yếu tới cực điểm thánh vực ác ma vậy. Cái loại này tồn tại hiện nay ở trong mắt bọn hắn, hoàn toàn chính là một tòa kim sơn, không bất kỳ phòng bị nào cùng lực lượng phòng ngự kim sơn. Vì vậy hắn tin tưởng, chỉ cần là Đông Phương bên kia tu luyện giả, lại không thể có thể có người có thể đủ cự tuyệt lớn như vậy mê hoặc. Độc chiếm Đông Phương cường giả di bảo.
Vì vậy hắn hiện tại chỉ cần lẳng lặng đợi Trần Phi cho hắn trả lời thuyết phục là được. Mà hắn nghĩ, cũng đúng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng bây giờ mặt sở bị mê hoặc đến, không cách nào cự tuyệt. Như vậy nhíu tự định giá một trận, hắn rốt cục híp mắt dù gì nói quả thực, điều kiện này là có đủ hấp dẫn người, bất quá, cũng không thể ngươi như bây giờ tùy tiện vừa nói, để ta lập tức dưới quyết định muốn cùng một vị cổ vũ giả thiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả chống lại đi. Ta hiện tại cần ngươi xuất ra một điểm thành ý. Thành ý, được rồi, nếu là ngươi, thật nói muốn, ta đây tự kể chuyện xưa cho ngươi nghe đi. Lui đang âm thầm Myers Dorp thánh ma đạo híp mắt một cái, bỗng có ghi tự diễu vậy mở miệng nói. Nghe thế, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhãn thần ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia vẻ kinh dị, mặt không biểu tình nghe. Nguyên lai like cái này Myers Dorp cũng không phải người cô đơn, mà là ta Âu Châu Hắc Ám thế giới đỉnh cấp ma pháp công hội người khai sáng, hiện giữ hội trưởng, mà nhà này ma pháp nghiệp đoàn vị trí ở vị trí, lại đúng lúc là Ôn gia sở chiếm giữ quốc gia lân biên, liền nhau một quốc gia, vì vậy bọn họ song phương bởi vì lợi ích vấn đề coi như là làm có ma sát. Sau lại, theo Ôn Thiên Hùng thực lực càng ngày càng lớn mạnh, Myers Dorp sở khai sáng ma pháp nghiệp đoàn tương ứng càng ngày càng xu thế yếu, Ôn gia liền nổi lên hướng ra phía ngoài mở rộng tâm tư. Hướng Myers Dorp sáng chế xây ma pháp nghiệp đoàn chỗ ở quốc gia hạ thủ. Ôn Vĩnh Thọ tận lực cùng Myers Dorp một gã đệ tử phát sinh xung đột, cố ý làm khó dễ, hai người không khỏi đánh đập tàn nhẫn, kết quả người sau trực tiếp bị ẩn giấu rất sâu Ôn Vĩnh Thọ tại chỗ đánh chết, sau đó Ôn gia càng mượn cái này cớ, trực tiếp hướng Myers Dorp sở khai sáng ma pháp nghiệp đoàn khai chiến, muốn kỳ trực tiếp bắt. Bất quá sau cùng bởi vì Myers Dorp thực lực cũng đủ cường, lại mạng lưới quan hệ thực cứng, mời tới đủ để có thể so với thần thánh giáo duyên giáo hội Hắc Ám Thần Điện đứng ra, Ôn gia cuối cùng vẫn bởi vì kiêng kỵ Hắc Ám Thần Điện con vật khổng lồ này, mà tuyển trạch lui binh thu tay lại. Chỉ là một lần kia, Myers Dorp sở khai sáng ma pháp nghiệp đoàn nhưng vẫn là tổn thất cực kỳ thảm trọng, thậm chí ngay cả hắn vị đệ tử đều bị Ôn Vĩnh Thọ cho thân thủ giết chết. Song phương bởi vậy kết làm huyết hải thâm cừu. Sau lại ta vừa khổ đợi một cái cơ hội tốt, muốn đem Ôn Vĩnh Thọ giết chết. Vì đồ đệ của ta báo thù. Có thể lần kia hắn làm mất đi trong tay ta mặt chạy thoát, sau đó đến chuyện này bị Ôn Thiên Hùng biết, hắn truy sát ta một tuần. Lui từ một nơi bí mật gần đó Myers Dorp thánh ma đạo khóe mắt lấp lánh khiếp người hàn quang, trong lời nói cũng có vẻ không gì sánh được lạnh lẽo nói. Vân vân chờ đã, ngươi xác định ngươi nói không sai. Ngươi là nói, tự vừa rồi lão tạp mao. Hắn có loại này óc. Nhưng lại có thể từ như ngươi vậy thánh ma đạo trong tay, chạy thoát. Nghe thế Trần Phi chân thực có dũng khí trong lòng bất khả tư nghị cảm giác, híp mắt nói. Tự từ trước hắn cùng lão tạp mau tiếp xúc đến xem, hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, tự cái loại này không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại lão tạp mau, lại còn có thể có loại này óc, loại tâm cơ này. Còn có lão tạp mau thực lực, không phải là chỉ có cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ cực hạn sao? Đã có thể loại trình độ này. Lại làm sao có thể thành công từ một vị thánh ma đạo trong tay cường giả chạy thoát. Ngươi không có khả năng thật cho là hắn trước ở trước mặt ngươi bày ra hình dạng, chính là hắn Ôn Vĩnh Thọ chân chính diện mạo đi. Nếu thật sự là như thế, ngươi nghĩ hắn là thế nào thành công sống đến bây giờ? Myers Dorp nhàn nhạt cười lạnh nói. Ta, nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt có chút hơi phiếm hồng, cảm giác như là đang bị đốt vậy. Nói thật cho ngươi biết đi. Ôn Vĩnh Thọ thực lực tối thiểu sợ rằng đều ở đây SSS cấp bậc. Hơn nữa ta còn hoài nghi hắn cũng không phải thông thường cổ vũ giả, mà có thể là các ngươi Đông Phương trong truyền thuyết luyện khí sĩ. Mà nhưng vào lúc này, lùi từ một nơi bí mật gần đó Myers Dorp lại lần thứ hai giọng nói ngưng trọng mở miệng nói trước ta và hắn giao thủ thời gian, phát hiện coi như là ta vẫn có thể áp chế hắn, nhưng nếu muốn giết người nói, rất khó. Như vậy ngươi tự suy nghĩ một chút đi. Nếu tại nơi phong ấn trong, ngươi cần một mình đối mặt hai người này, ngươi có cái kia nắm chặt cùng tự tin. Có thể là chúng ta Đông Phương luyện khí sĩ a. Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bỗng nhiên híp một cái con ngươi, lại bỗng nhếch miệng nở nụ cười xem ra, ngươi cũng rất sợ sau khi đi vào, hai người bọn họ sẽ liên thủ đơn độc tìm tới ngươi, nhân cơ hội này đem ngươi cho diệt trừ. Đến bây giờ hắn cuối cùng cũng minh bạch đối phương là tâm tư gì, nguyên lai cũng là sợ a. Dù sao nếu thật giống như hắn theo như lời, Ôn Vĩnh Thọ ngoại trừ là một gã cổ vũ giả ở ngoài, còn là một vị luyện khí sĩ, chính mình sánh ngang SSS cấp cường giả thực lực.
vậy nếu là hơn nữa cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong Ôn Thiên Hùng nói, hai người bọn họ huynh đệ liền đã hoàn toàn có tư cách tại bọn hắn đám người kia trong đi ngang. Coi như là hắn Myers Dop, theo chân bọn họ chống lại, cũng còn là nguy hiểm lỗi nặng tự tin, thậm chí có thể sẽ bị giết đi. Vì vậy hắn hiện tại mới có thể tới kéo Long Trần Phi, bởi vì chúng ta Trần Đại Thiếu bây giờ là hắn một cái tình cảnh. Nhưng tối trọng yếu là, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thực lực, rồi lại nhường hắn gặp được cơ hội. Nếu hai người bọn họ liên thủ, cũng không thấy nghịch không quay được cục diện này. Mặc dù là nghịch không quay được, nhưng tối thiểu vẫn có thể đủ tự bảo vệ mình đi. Như vậy, cũng đã đủ rồi. Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nói như thế, người mới vừa nói những lời này, không phải đều là ở đùa ta chơi. Người bất quá là muốn tìm cái cùng ngươi cùng nhau tự bảo vệ mình người, thì như thế nào có thể làm cho ta độc chiếm di bảo. Hắn lời này lĩnh Myers Dop hơi biến sắc mặt thay đổi. Lời cũng không thể nói như vậy. Trước có mệnh sống sót, mới có thể tiếp tục suy nghĩ độc chiếm bảo vật chuyện tình, không phải sao. Sau đó chỉ thấy Kỳ lạnh lùng mở miệng nói rằng, tránh nặng tìm nhẹ. Hơn nữa muốn là chúng ta thật có cơ hội diệt trừ hai người bọn họ nói, ta Myers Dop đương nhiên cũng tuyệt sẽ không bỏ qua tiện tay mềm. Chỉ bất quá, vẫn là lấy tự bảo vệ mình là tiền đề đi, dù sao, hai chúng ta cũng tốt giống ai đều không phải là Ôn Thiên Hùng đối thủ, trừ phi, hai người bọn họ có thể lạc đàn, chúng ta đây tự có cơ hội. Nói đến đây hắn trong mắt nếu đao phong vậy xẹt qua một tia hàn mang vẻ, cực kỳ lạnh lùng nói. Hắn từ lâu cùng Ôn gia không chết không ngớt, nếu là có cơ hội, đương nhiên tuyệt không sẽ nương tay. Được rồi, hy vọng có thể hợp tác càng nhanh đi. Sau một lát, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cục vẫn phải gật đầu đáp ứng. Có thể nhiều một vị thánh ma đạo cấp bậc minh hữu, quả thực so với hắn tự mình một người đan thương thất mã phải tới cường rất nhiều, tối trọng yếu là giữa bọn họ còn không có bất luận cái gì xung đột lợi ích, tương phản, vẫn còn có cộng đồng đại địch. Cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong Ôn Thiên Hùng, cộng thêm một cái khác hiện tại đến giấu giếm rất sâu, tối thiểu cũng chính mình có thể sánh ngang SSS cấp cường giả Ôn Vĩnh Thọ, hai người này liên hợp cùng một chỗ, coi như là hắn hiện tại cũng lớn cảm vướng tay chân. Thậm chí trong lòng rất rõ ràng đánh không lại. Dù sao hắn căn bản dày nữa thực, cũng thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có luyện khí ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Nếu cũng chỉ là một Ôn Thiên Hùng hoàn hảo, hắn còn có thể cắn răng liều mạng, nhưng bây giờ lại nhiều hơn nữa ra một cái khác, hắn tự chân thực có chút lực bất tòng tâm. Vì vậy, liên minh đúng là chí lý. Đương nhiên, hy vọng có thể hợp tác vui vẻ, dù thế nào ngươi cũng sẽ không hối hận ngươi bây giờ làm quyết định này. Myers Dop thanh âm lần thứ hai truyền đến, lại càng ngày càng nhẹ, như là người đã ly khai. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng từ chỗ ngồi dậy, xoay người ly khai ám hồng sắc cung điện phòng hội nghị. Cùng lúc đó, trước một bước ly khai dưới đất khu vực người, không sai biệt lắm đều đã về tới trên mặt đất cổ bảo nội. Tà bụi gai cùng cây tường vi hoa quấn vòng quanh đường nhỏ trong, tả hữu mọc như rừng tuyệt mỹ thực vật, leo lên ở giữa, cũng có cao nhã. Tràn ngập nghệ thuật hơi thở điêu văn vây quanh tại nơi rất nặng đường nhỏ trên tường đá, cực kỳ hấp dẫn nhãn cầu. Mà ở cảnh sắc dị thường ưu mỹ cùng cao nhã đường nhỏ trong, Ôn Thiên Hùng không nhanh không chậm phía trước mãn đi tới, Ôn Vĩnh Thọ tác vẻ mặt bình thản theo sát phía sau, trên mặt cái loại này thần thái, lại từ lâu không giống trước ở ám hồng sắc cung điện bên trong phòng họp như vậy não tàn, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại. Vĩnh Thọ, thế nào? Tiểu tử kia thực lực làm sao? Có thể nhanh chóng như vậy bố trí ra như vậy một tòa trận pháp, xem ra hắn trận pháp tạo nghệ. Thật không thấp a, bỗng, Ôn Thiên Hùng mở miệng nói. Đúng vậy, bằng ta vừa rồi như vậy đích thân thể hội để phán đoán, trận kia pháp uy lực, tối thiểu có thể làm SS cộng đỉnh cường giả trong nháy mắt mất đi năng lực chống cự. Dĩ nhiên, dùng đi đối phó SS cộng cực hạn cường giả cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Xem ra tiểu tử kia địa vị thật không tiểu, bằng không. Lại làm sao có thể ở từng tuổi này, thì có vậy thực lực. Ôn Vĩnh Thọ híp mắt, lãnh tĩnh phán đoán. Phải, nghe vậy Ôn Thiên Hùng lạnh lùng đôi mắt mạnh động đất chấn, chợt có chút chần chờ nói Vĩnh Thọ, người nói tiểu tử kia có phải hay không là với ngươi vậy? Theo ta vậy, đại ca, người nghĩ nói tiểu tử kia cũng là một gã luyện khí sĩ. Ôn Vĩnh Thọ nghe Ôn Thiên Hùng vừa nói như vậy, cũng sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm tư nửa ngày, chậm rãi nói ngươi lời này cũng nhắc nhở ta. Nói không chừng thật là có khả năng này. Dù sao nếu chỉ là cổ vũ giả nói,
từng tuổi này thế nhưng vô cùng khó khăn có thể đi đến thực lực như vậy cao độ, mà nếu luyện khí sĩ nói. Đây hết thảy tựu dễ thuyết phục hơn. Nói như thế, tiểu tử kia bối cảnh, tựu sợ rằng sẽ rất kinh người a. Nghe được đệ đệ mình lời nói này, Ôn Thiên Hùng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Như vậy một cái tuổi quá trẻ luyện khí sĩ, lại lực lượng đã đạt đến kinh người như vậy cao độ, người nói sau lưng của hắn không có thế lực cường đại làm chống đỡ, điều này có thể sao? Coi như là dùng cái mong muốn, cũng biết đây nhất định là không thể nào đi. Thay lời khác mà nói chính là tiểu tử kia tất nhiên bối cảnh rất kinh người a. Cần phải thật là như vậy nói, chẳng lẽ thật muốn cùng với một nửa phân phong ấn trong cường giả di bảo. Hiển nhiên trong lòng của hắn là không cam lòng, cũng không muốn. Hơn nữa phải biết rằng phong ấn nội vị kia bọn họ Đông Phương cường giả, đây chính là có thể cùng trong truyền thuyết thánh vực cấp bậc ác ma tranh phong cường đại tồn tại. Mặc dù đến cuối cùng là thua, nỗ lực sinh mạng đại giới, có thể cái loại này tầng thứ cường đại tồn tại, kỳ hàm kim lượng, cũng còn là không thể nghi ngờ. Vì vậy cái loại này tồn tại sau khi di lưu chí bảo, là chân quý mực nào, hạng vô giá, thậm chí đều xưng là cực hạn sức dụ dỗ, hắn sao có thể thực sự cam tâm chắp tay nhường cho người, cùng cái loại này mao đầu tiểu tử một nửa phân. Nhưng nếu là chẳng phân biệt được nói, tiểu tử kia bối cảnh lại. Đại ca, ta biết ngươi ở đây lo lắng cái gì, nhưng ta lại nghĩ, ngươi kỳ thực không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Đến lúc đó tiểu tử kia nếu là thật không cảm thấy được, ghê gớm giết đó là, đừng quên chúng ta bây giờ đây là đang Âu Châu, mà không phải quốc nội. Ngay cả tiểu tử kia có kinh người gì lai lịch, nhưng chỉ cần chúng ta làm được bí mật một ít, ai có thể biết. Rồi hãy nói coi như là có thể đoán được là chúng ta hạ thủ làm, nhưng chỉ muốn không có bị người tại chỗ bắt được chứng cứ truyền đi. Những địa phương kia tên, chẳng lẽ còn có thể tới Âu Châu làm gì được chúng ta? Có thể nghe nói, Ôn Vĩnh Thọ lại cười lạnh không kiêng nể gì cả nói đại ca, đừng quên cái này phương Tây hắc ám thế giới cùng quốc nội, nguyên bổn chính là đối địch quan hệ. Nếu là danh không tránh nói không thuận, bọn họ dám gióng trống khua chiêng đến cái này Âu Châu đến nháo sự sao? Phải biết rằng, vậy có thể đủ trực tiếp cùng thần ma thế giới trao đổi thần điện, không có thể như vậy ngồi không? Nghe được cuối cùng. Ôn Thiên Hùng nguyên bản nhíu chân mày cũng dần dần giãn ra. Điều này cũng đúng, cứ làm theo như ngươi nói. Nếu tiểu tử kia thức thời nói, ghê gớm đến lúc đó phân hắn giờ đầu thừa đuôi thẹo, cuồn cuộn nước nước, coi như là hai huynh đệ chúng ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cần phải là tiểu tử kia không cảm thấy được, ha ha. Cũng đừng trách ta Ôn mỗ người không nói tình cảm, ỷ lớn hiếp nhỏ, ha ha, ha ha ha. Nói, hắn Ôn Thiên Hùng thậm chí ngạo nghễ đè thấp thanh. Cười như điên. Lấy hắn cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong tu vi, ngoại trừ những người đó, ở địa cầu này, đều đã xưng là đứng ở tột cùng nhất, đương nhiên là có tư cách nói ra những lời này. Còn có Myers Dorp, lần trước đại ca ngươi không đưa hắn giết chết, vừa vặn lần này để hắn, được như nguyện, đi. Lại còn dám xuất hiện ở chúng ta Ôn gia huynh đệ trước mặt, hắn lá gan, thật đúng là đại A. Mà Ôn Vĩnh Thọ lúc này lại đột nhiên con ngươi lóe lóe. Lau một cái âm ngoan, độc ác dáng tươi cười xuất hiện. Hiển nhiên, hắn đây là còn tù nhớ kỹ chính hắn đương sơ bị đối phương hạ sát thủ chuyện, canh cánh trong lòng đến bây giờ. Đó là đương nhiên, lần trước ta tựu từng đã cảnh cáo hắn, nếu còn dám xuất hiện khi hắn Ôn Thiên Hùng trước mặt, tất lấy hắn mạng chó, xem ra hắn là không tin lời nói của ta a. Ôn Thiên Hùng lạnh lùng mở miệng nói, như là rất tức giận đối phương lại dám không nhìn hắn đã từng thả ra nói vậy. Ngừng nói. Lại thấy kỳ mắt đột nhiên nheo lại, nói mặt khác, Tu Mã Hách cũng cần đến lúc đó chú ý một chút. Tu Mã Hách, đại ca, ngươi nói con rơi, cũng liền chính là một cái huyết tộc thân vương mà thôi, đừng nói là ngươi, chỉ sợ cũng xem như là ta đều có năng lực giải quyết hắn, có cái gì tốt chú ý. Nghe vậy, Ôn Vĩnh Thọ lại nổi lên nghi ngờ, sau đó khinh thường nói. Không có biện pháp, trong mắt hắn, Tu Mã Hách đính thiên cũng chính là cái huyết tộc thân vương mà thôi. Liên hắn cũng cảm giác mình có năng lực giải quyết, vì vậy hắn dùng, chính là, hai chữ, nhưng bây giờ, đại ca hắn, đường đường cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, lại nói phải chú ý. Cái này nhất thời làm hắn có chút cảm giác ngoài ý muốn lên, cũng hiểu được có phải là hắn hay không đại ca, có chút chuyện bé xé ra to cùng đại kinh tiểu quái. Loại trình độ đó, không phải hai người bọn họ huynh đệ tùy tùy tiện tiện đều có thể giải quyết. Như vậy, còn cần chú ý cái gì? Vĩnh Thọ, Tu Mã Hách không người nghĩ đơn giản như vậy. Có thể nghe nói,
lần này Ôn Thiên Hùng lại lắc đầu. Sau đó chỉ thấy kỳ cặp kia lạnh lùng già nua con ngươi, vẻ kinh dị lóe lóe, theo sát mà tự lại mở miệng nói ngươi còn nhớ rõ trước tại nơi trong phòng hội nghị, hắn nói câu nói kia sao? Câu nói kia, câu nào? Ôn Vĩnh Thọ nghe vậy giật mình. Liền nói hắn nói nếu lại mời nhiều mấy vị SSS cấp cường giả, sẽ không khống chế được cục diện. Thay lời khác mà nói, có phải hay không chúng ta hiện tại những này bị mời tới người, chính là hắn Tu Mã Hách, chính là hắn Brett gia tộc vẫn có thể dưới sự khống chế tới cục diện. Là bọn hắn vẫn có thể dưới sự khống chế tới trình độ. Nghe thế Ôn Vĩnh Thọ trên mặt thần sắc bỗng nhiên biến đổi, có chút chần chờ bất định nói có thể, đại ca, chỉ là trên miệng nói cũng không quá khả năng đi. Nhưng ngươi cũng đừng quên gia tộc bọn họ còn có hai kiện đỉnh cấp trung phẩm thánh khí. Thế mà Ôn Thiên Hùng một câu nói, lại cuối cùng cũng trực tiếp chọt trúng điểm mấu chốt. Hắn một bên cười lạnh nói có vậy đối với đỉnh cấp trung phẩm thánh khí thủ trạc ở trên tay, hắn Tu Mã Hách thực lực cũng đã không thể so ta yếu đi, thậm chí còn có khả năng sẽ cường một điểm. Ta nghĩ, đây chính là hắn lo lắng chỗ đi. Đúng vậy, đại ca ngươi không nói ta cũng còn quên. Brett gia tộc là có một bộ đỉnh cấp trung phẩm thánh khí thủ trạc. Theo thứ tự là tìm lạp mỗ huyết hoàng tài quyết, cùng thẩm phán. Bất quá chúng ta cùng hắn Brett gia tộc lại không có gì xung đột lợi ích, vì vậy ngược lại cũng không cần thiết cố kỵ nhiều như vậy đi. Nghe vậy Ôn Vĩnh Thọ mạnh con người run lên, lúc này mới nhớ tới Brett gia tộc còn có như vậy chấn tộc chi bảo ở. Nhưng sau đó lại thấy kỳ nụ cười trên mặt Hiên Liễu Hiên, nhíu chặt chân mày theo tựu tản ra. Bởi vì, coi như là như vậy, lão con rơi cũng giấu rất sâu, thực lực không kém, có thể giữa bọn họ lại không có thù gì, hoặc xung đột lợi ích, vì vậy bọn họ cũng chân thực không cần thiết lo lắng nhiều như vậy. Dù sao hai người bọn họ huynh đệ cũng không phải ngồi không. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người lại tái tụ tập đến dưới đất khu vực, khổng lồ trước cửa đá. Chỉ thấy tại nơi trên cửa đá, bất ngờ tràn ngập ba quang như rung động vậy, xanh thẳm ngỗi mỹ đến làm người ta kinh diễm năng lượng. Mỹ lệ thông thấu đến thật giống như bảo thạch màu lam, nhưng lại bên trong bộ tràn đầy làm người sợ hãi cùng sợ hãi năng lượng, chỉ là thế này rất xa cảm thụ được, tới khiến không ít người đều con ngươi không tự chủ được co rút lại, ánh mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua rung động thật sâu. Mà xanh thẳm năng lượng lúc này giống như cái này lẳng lặng khóa tại nơi trên cửa, một luồng sợi như vô ý thức phiêu động theo, đi làm cho cảm giác thật giống như có thể khóa lại thần cùng ma vĩnh không ngừng nứt ra xiềng xích. Mà cái này, cũng chính là trong mắt mọi người vững vàng khóa thánh vực ác ma phong ấn. Cái này trên cửa đá phong ấn đến tột cùng là loại nào đẳng cấp cường giả bày ra. Khoảng cách gần như vậy cảm thụ, lực lượng này vị miễn cũng quá cường đại đi, chỉ thấy tại nơi cũ kỹ cửa đá dưới. Bắc Âu Odin thần cung cường giả lót lấy tay nhẹ nhàng dán tại xanh thẳm sóng gợn trên mặt thần sắc chẳng biết lúc nào đã cực độ ngưng nhưng mà cùng chấn động. Nguyên lai trước hắn cũng không có khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua, trên cửa đá phong ấn lực, mà bây giờ lực lượng này vị miễn cũng cường hãn đi. Nếu là không cường, người nghĩ cái này phong ấn làm sao có thể ngăn chặn thánh vực ác ma hơn 10. Nhiều năm, loại sự tình này mà không có thể như vậy đùa giỡn. Cũng may là đều đã qua nhiều năm như vậy, nếu không, người nghĩ ta Brett gia tộc, có lá gan dám bày ra lần hành động này sao? Mà nhưng vào lúc này một đạo mặc ám kim sắc yến đuôi quý tộc lễ phục lão giả thân ảnh từ nhân quần hậu phương xuất hiện. Chính là Brett gia tộc hiện nay duy nhất thân vương tồn tại, Tu Mã Hách mặt không biểu tình, trầm trầm mở miệng nói. Đừng nói nhiều như vậy, các người Brett gia tộc lẽ nào tự sẽ không cảm thấy thời gian cấp bách sao? Nếu cái này phong ấn đột nhiên sụp đổ, ở trong đó thánh vực ác ma hiện tại tựu từ bên trong chạy đến, các ngươi cái này. Ôn Thiên Hùng thân thể có vẻ dị thường hùng tráng cùng cao to, trong con ngươi cũng theo hiện ra cười nhạt vẻ, dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh phương hướng, giễu cợt nói sợ rằng sẽ bị phá hủy không còn một mảnh. Gặp ngập đầu tai ương đi. Nghe vậy Tu Mã Hách thân vương hơi biến sắc mặt, nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại, từ trong lòng móc ra một quả lớn chừng bàn tay gì đó. Từ tứ phương, theo phong cách cổ xưa đông phương văn tự, liếc mắt là có thể nhượng người biết là không tầm thường gì đó. Mà ở nhìn thấy tứ phương gì đó, Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ cùng với Trần Phi, đều sắc mặt trong nháy mắt đổi. Đây là, Tu Mã Hách thân vương, đây là vật gì? Vì sao ngươi không đem nó sớm lấy ra nữa? Ôn Thiên Hùng sắc mặt có chút âm trầm rơi xuống tứ phương vật thể trên, lại đem dương mắt lên nhìn đến, bá đạo nhìn Tu Mã Hách mặt chất vấn.
không đem nó sớm lấy ra nữa sao? Ta cho rằng đây cũng không phải là thứ gì trọng yếu, tựu đã quên chuyện này. Bất quá cái này hình như cùng kế hoạch của chúng ta không có quan hệ gì đi. Nghe vậy Tu Mã Hách Thân Vương mặt lạnh cười cười, ngược lại cũng tựa hồ rất không chút hoang mang, đem tứ tứ phương phương vật cầm nắm ở trong tay, cười nhạt nói. Không quan hệ. Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói có thứ này ở trên tay, nếu thân vương ngươi nghĩ tại nơi trong trận pháp đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt, cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa thân vương ngươi bây giờ trễ như thế mới đưa thứ này lấy ra nữa, vậy có phải hay không ta liền có lý do hoài nghi, ngươi là bụng dạ khó lường ni. T. Cái gì? Nắm giữ vật kia, là có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Cái này, nhất thời mọi người tại đây đều sắc mặt kinh biến lên, bởi vì Trần Phi lời nói này, thậm chí cũng còn lộ ra vẻ giận dữ. Tu Mã Hách Thân Vương, người cái này lại là có ý gì? Myers Dorp Thánh Ma Đạo càng sắc mặt âm lãnh theo, khí thế cường liệt theo về phía trước một bước, nhất thời liền có một làm người ta mồ hôi đầm đìa nhiệt độ cao bộc phát ra. Sau đó, lại thấy kỳ nhìn phía Trần Phi ngữ tốc rất nhanh hỏi, tiểu hữu, Tu Mã Hách Thân Vương trong tay vật kia, đến tột cùng là cái gì? Trận phù, thuyết phục tục dễ hiểu giờ đó là có thể đủ khống chế trận pháp chìa khóa. Nếu thân vương trong tay cái này mai trận phù, là có thể khống chế tòa đại trận này trận phù nói, ước định của chúng ta lúc trước chỉ sợ cũng muốn bàn bạc kỹ hơn. Có trận phù này ở trên tay, liền có thể khống chế trận pháp này tối thiểu một nửa lực lượng, đến lúc đó, cũng không nói cái gì lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có thể chỉ cần thân vương các hạ người đối với chúng ta lên cái gì lòng xấu xa, sợ rằng chúng ta sẽ liên năng lực phản kháng cũng không có. Dù sao đại trận này quả thực quá mạnh mẽ, gió này hiểm, ta chân thực có chút không quá thích. Trần Phi mặt không thay đổi mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại không chút do dự muốn xoay người ly khai. Cái này khiến mọi người tại đây sắc mặt lại là biến đổi. Nhất thời, không ít người nhãn thần ở chỗ sâu trong cũng bắt đầu rất rõ ràng lóe lên, theo lại còn có người theo Trần Phi động tác, yên lặng muốn xoay người rời đi. Mà ở trong những người này, bất ngờ có được xưng là đất khô cằn Minh Hoàng, đất khô cằn Cửa, Nhị Bả Thủ, Mô Đần. Đến mức đồng dạng rất rõ ràng cùng rõ ràng cái này trong lợi hại quan hệ Ôn Thiên Hùng, Ôn Vĩnh Thọ lưỡng huynh đệ, cũng sắc mặt cực kỳ tối tăm đứng ở tại chỗ. Do dự mà có đúng hay không cũng nên ly khai. Cầm trong tay đại trận trận phù, liền tối thiểu có thể nắm trong tay đại trận một nửa lực lượng. Vì vậy nếu lão con rơi thật đối với bọn họ nổi lên cái gì khó lường tâm, đây chẳng phải là chính bọn nó đem mạng nhỏ, đã qua trong tay đối phương đưa. Đến bọn họ loại này mấy tuổi cùng trải qua người, lại làm sao có thể làm ra đem cái mạng nhỏ của mình ký thác vào trong tay người khác, bực này chuyện ngu xuẩn tình. Vậy căn bản không có khả năng được không? Nghĩ đến đây, liền bọn họ đều thậm chí đã dậy rồi ly khai ý. Vân, Vân chờ đã. Mà nguyên bản trên mặt thần sắc không chút hoang mang Tu Mã Hách Thân Vương rốt cục trấn định không xuống. Vội vã mở lớn tiếng nói các vị, các ngươi là không phải là hiểu lầm cái gì. Hiểu lầm cái gì, ha ha, thân vương, chúng ta chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo, người nghĩ chúng ta sẽ khả năng hoàn toàn đem mạng nhỏ giao cho ngươi sao. Có trận phù này ở trong tay, chỉ cần chúng ta tiến vào đại trận, đây còn không phải là tất cả. Đều từ ngươi nói coi là, có thể ngươi nghĩ như vậy hiện thực sao. Trần Phi dừng lại rời đi bước chân, xoay người hơi cười lạnh nói. Những người khác cũng lộ ra cùng giống nhau cười nhạt, cùng với vẻ giận dữ. Đúng vậy, đem cái mạng nhỏ của mình dựa vào ở trong tay người khác, bọn họ có như thế ngu xuẩn. Nếu thật là như vậy, ta Tu Mã Hách đối với các ngươi có cái gì lòng xấu xa, cũng không đến mức hiện tại đã đem thứ này lấy ra nữa. Sau khi đi vào lấy thêm ra đến, không phải là rất tốt. Có thể Tu Mã Hách thân vương nghe vậy lại nói như thế, cũng khiến mọi người tại đây sắc mặt hơi hỏa hoãn mấy phần. Lời này, ngược lại cũng quả thực nói không sai. Có thể quang là một câu nói như vậy, hiện tại cũng còn chưa đủ thuyết phục chúng ta a. Tu Mã Hách Thân Vương, Myers Dorp Thánh Ma Đạo trầm mặt nói. Hắn lời này chiếm được ở đây công nhận của tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào ở Tu Mã Hách trên người, chậm đợi hắn phải cho ra một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Đích xác, bất quá các vị các ngươi vị miễn cũng quá nóng lòng. Ta đang chuẩn bị hướng các ngươi nói rõ chuyện này, Tu Mã Hách chậm rãi nói. Sau đó, chỉ thấy kỳ ánh mắt nhìn chung quanh mọi người tại đây,
sau cùng trong miệng mặt hộc ra khiến người kinh dị nhất đoạn văn kỳ thực, trong tay ta thứ này cũng không thể đủ điều khiển cái này bên ngoài tầng này phong ấn. Ý của ngươi là, bên trong còn có một tòa đại trận, Trần Phi con ngươi hơi co rụt lại, nói. Đúng vậy. Tu Mã Hách Thân Vương nhìn lướt qua Trần Phi, dùng giọng khẳng định gật đầu, chậm rãi nói trên thực tế, cái này phong ấn chắc là có phần vi nội ngoại hai tầng, hoặc là thẳng thắn có hai cái phong ấn. Trong tay ta bảo vật này, chắc là bên trong tầng kia phong ấn chìa khóa, mà bên ngoài tầng này phong ấn. Ta là không có biện pháp khống chế nó. Còn có loại sự tình này. Mà nhưng vào lúc này Ôn Thiên Hùng cường thế lạnh lùng thanh truyền đến. Chỉ thấy Kỳ lại đi thẳng tới Tu Mã Hách Thân Vương trước mặt, đưa tay muốn nói Tu Mã Hách Thân Vương, ta cần nghiệm chứng một chút ngươi theo như lời nói, không thành vấn đề đi. Ta, đương nhiên không thành vấn đề, để Ôn Thiên Hùng tiên sinh, cho ta Tu Mã Hách chứng minh một chút thuần khiết đi. Tu Mã Hách đầu tiên là phản xạ có điều kiện trên mặt thần sắc giận dữ, lại sau đó còn là rất nhanh liền đè ép xuống tới. Một bên đem vật cầm trong tay trận phù đưa cho Ôn Thiên Hùng, một bên híp mắt cười lạnh nói. Nhất thời ánh mắt mọi người lại hướng về Ôn Thiên Hùng hội tụ đi. Mặc kệ nói như thế nào, Ôn Thiên Hùng đáng sợ kia trận pháp lực lượng, hay là đang cái này vòng tròn nội rõ như ban ngày. Sau đó chỉ thấy Ôn Thiên Hùng nắm bắt tứ tứ phương phương trận phù một trận trêu ghẹo mãi, lại quả thực không bày lấy ra cái nguyên cớ. Leo lên ở trên cửa đá xanh thẳm năng lượng không chút sức mẻ. Như trước như thòng lui tới vậy vẫn duy trì riêng quy luật vận chuyển. Lại sau một lúc lâu sau, Ôn Thiên Hùng mới đình chỉ đúng trận phù này loay hoay, ngẩng đầu lạnh lùng nói quả thực. Trận này phù đúng trận kia pháp không có tác dụng. Cho ta thử xem, có thể nhưng vào lúc này, một tay lại đột nhiên đưa tới trước mặt hắn đến. Ngươi, tiểu tử, ngươi có ý tứ. Ôn Thiên Hùng nhất thời ngẩn ra, sau đó lập tức đem lạnh lẽo con ngươi nhắm ngay thân tới được chủ nhân của cái tay kia. Cũng chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, trong miệng mặt phun ra đao phong vậy gở xương hàn ý nói ngươi là nghĩ ta hiện tại lại cùng hắn liên hợp lại, lấn lừa các ngươi. Vạn nhất nếu là ni, ngươi nghĩ ta sẽ nguyện ý đem mạng nhỏ dựa vào ở trong tay ngươi. Ngươi xem ta có như vậy ngu xuẩn, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại thái độ dị thường kiên quyết, văn ti không lùi, lạnh lùng nói. Ngươi, tốt, tốt, hanh, Ôn Thiên Hùng nghe vậy hai tròng mắt lạnh vô cùng. Giống như là muốn phun lửa vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, thổ lộ theo sát ý. Nhưng sau đó, hắn vẫn mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận cho tạm thời đè ép xuống tới, lạnh lẽo mâu quang chết nhìn ta chằm chằm các Trần Phi Trần Đại Thiếu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới đem trong tay trận phù ném đi, sau đó bị Trần Phi tiếp nhận. Thấy tình cảnh này Ôn Vĩnh Thọ không tốt trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ châm chọc không biết tự lượng sức mình gì đó. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi về điểm này bé nhỏ trận đạo tu vi coi là cái gì không? Nghe nói như thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu động tác trên tay hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn phía Ôn Vĩnh Thọ, khóe miệng nhấc lên lau một cái khinh miệt nói tổng so với một ít người thiếu chút nữa bị dọa đến muốn tè ra quần mạnh hơn nhiều. Ta nếu một ít người nói, hiện tại cũng sẽ không như vậy tự rước lấy nhục mở miệng nói chuyện, a, à, ngươi lại nghĩ đến ngươi coi là vật gì vậy? Luận trên miệng công phu. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật không sợ ở đây bất luận kẻ nào. Tự rước lấy nhục, đúng vậy, đây đúng là tự rước lấy nhục. Tiểu tạp chủng ngươi, tốt, tốt, hy vọng ngươi đừng có cơ hội cắm ở trong tay ta, đến lúc đó, ta tuyệt đối cho ngươi sống không bằng chết. Một mảnh đỏ sẫm hiện lên ở Ôn Vĩnh Thọ hai gò má, mà vẻ mặt của hắn lúc này từ lâu triệt để lạnh lẽo cùng dữ tợn. Nhìn Trần Phi, hắn hai tròng mắt hình như muốn ăn thịt người vậy. Tràn đầy xích lõa khỏa thân sát khí nói. Phải, lời giống vậy ta cũng muốn phụng trả lại cho ngươi. Nhượng ông trời phù hộ ngươi đi, phù hộ ngươi đừng cắm ở trong tay ta, bằng không, ngươi hẳn là sẽ hối hận. Trần Phi lại thản nhiên nói. Mà đang nghe lời như vậy, mọi người tại đây câu đều có chút nhìn nhau không nói gì, nhãn thần ở chỗ sâu trong lộ ra chấn động. Dám đảm đương theo Ôn Thiên Hùng mặt, hướng đệ đệ hắn Ôn Vĩnh Thọ cảnh cáo ra lời như vậy. Sợ rằng hiện trường cũng chỉ có cái này không biết trời cao đất rộng người Đông Phương, mới có loại này khoa trương lá gan đi. Hắn thật đúng là làm thật không sợ Ôn Thiên Hùng quái vật kia, tìm hắn phiền phức. Thế mà làm ra như vậy làm bọn hắn chấn động chuyện nhân vật chính, cũng chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, cũng đã không đem lực chú ý để xuống ở trên người bọn họ. Chỉ thấy Kỳ nắm bắt trận phù bày suy nghĩ cả nửa ngày, nếm thử các loại biện pháp. Xác định không phải là trận này phù lực lượng bị người gian lận cho ẩn tàng rồi, mà đúng là trận này phù,
không thuộc về trên cửa đá đại trận, mới thôi. Thân vương, xin lỗi, là ta trước lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bất quá, về bên trong tòa trận pháp tình huống cụ thể, có thể cho chúng ta cẩn thận tiết lộ một chút sao? Sau đó, chỉ thấy kỳ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại hỏi. Tuy nói trận này phù cũng không thuộc về bên ngoài tòa đại trận này, có thể bên trong nhưng vẫn là có A. Mà đến lúc đó hắn nếu là lầm vào trong đó, kết quả, còn chưa phải là vậy nguy hiểm không? Trần tiên sinh ngươi thật đúng là đa nghi A. Bất quá như vậy cũng tốt, Tổng hội là muốn đều nói cho các ngươi biết. Tu Mã Hách thân vương đầu tiên là nhìn Trần Phi cảm thán một tiếng, sau lại biểu tình nghiêm túc mở miệng, nói rằng bên trong tầng kia phong ấn cùng tầng ngoài không quá vậy, mà là trực tiếp tác dụng ở thánh vực ác ma trên người. Vì vậy các vị trong lòng lo lắng sự tình kỳ thực hoàn toàn không cần thiết, trừ phi ta cam nguyện tự hủy trường thành, đem chấn áp tại thánh vực ác ma trên người phong ấn cho nhổ, nhưng nếu là nói vậy, cái này phong ấn hẳn là bản thân sẽ tiêu thất đi. Nói. Hắn đem ánh mắt của mình dịch chuyển đến Ôn Thiên Hùng bên kia, như là đang tìm thường hắn lời nói này độ chuẩn xác cùng đáp án. Nếu thật như lời ngươi nói, vậy cũng quả thực, đại trận này trên cơ bản đã không cách nào chống đỡ thêm đến lần thứ hai sức bật lượng. Một khi nhổ, liền nhất định sẽ trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Nhưng ai biết ngươi có đúng hay không gạt chúng ta? Ôn Thiên Hùng tuy rằng thừa nhận Tu Mã Hách thân vương nói, có thể nhưng vẫn là cần phải cẩn thận, cùng hoài nghi nói. Cái này rất đơn giản, nếu đến lúc đó tình huống chân thật nói với ta không giống với, các vị đại khả khi đó lại quay đầu bước đi. Nói đều đã nói đến đây loại phân thượng, các vị còn hoài nghi ta sao? Tu Mã Hách con người tùm nói. Ta còn có một vấn đề. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng vẫn là lại lên tiếng, có chút nhíu mày nói đã như vậy, thân vương người bây giờ đã đem trận này phủ lấy ra nữa, dụng ý là cái gì? Dụng ý? Kỳ thực đây cũng chính là ta cấp cho các vị nói. Tu Mã Hách thân vương con người đảo qua mọi người tại đây, chậm rãi nói trên thực tế, chúng ta bây giờ tiến nhập cái này phong ấn châu, sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến bên trong mấy cái khu vực. Ngẫu nhiên truyền tống, vừa nghe đến lời như vậy, Ôn Thiên Hùng sắc mặt không khỏi mạnh đổi. Không sai. Tu Mã Hách thân vương gật đầu, lại đem câu chuyện nhận trở lại, tiếp tục nói tại đây phong ấn mặt sau. Là một tòa dưới đất cổ bảo, mà tòa dưới đất cổ bảo tắc như là bị chia làm cổ bảo ngoại, cổ bảo nội mê cung, cùng với chỗ sâu nhất phong ấn nơi ba khu vực. Mà ngoại trừ sau cùng phong ấn nơi, trước hai cái địa phương, đều sẽ phải có chút nguy hiểm, các vị tốt nhất cẩn thận một chút. Nghe thế, mọi người sắc mặt đều ngưng nhưng mà lên, minh bạch Tu Mã Hách cái này lão con rơi rốt cục đem một ít nói thật, cho để lộ ra đến. Thánh vực ác ma nếu còn sống, ai không nguy hiểm? Phỏng chừng cũng không ai tin đi. Đến mức ta đem bảo vật này lấy ra nữa mục đích, kỳ thực cũng rất đơn giản, cũng liền chỉ là vì có thể khiến chư vị càng mau một chút tìm được ta. Có thể mau chóng cùng ta Brett gia tộc tại nơi sau cùng phong ấn trước đại môn hội hợp. Mà nhưng vào lúc này Tu Mã Hách thân vương còn nói thêm. Cái đó và trận này phù có quan hệ gì? Có thể nghe nói, Ôn Vĩnh Thọ tắc nhịn không được cau mày nói rằng. Mà mọi người cũng cùng trên mặt hắn thần sắc là một cái biểu tình. Đúng vậy, cái đó và trận này phù có quan hệ gì? Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh, người ở phía trên tích một giọt ngươi máu của mình, liền đã biết. Nhưng ngay khi sau đó, Tu Mã Hách thân vương lại thần thần bí bí nói. Tích một giọt máu của ta. Nghe vậy Ôn Vĩnh Thọ trên mặt lại là vẻ cổ quái, có thể nhưng vẫn là theo lời làm, cắt vỡ ngón tay, nhỏ một giọt máu của mình ở trận phù này mặt trên, nhất thời. Trận kia pháp hơi sáng ngời, Ôn Vĩnh Thọ ánh mắt cũng vi híp lại, lẩm bẩm nói cảm giác này là. Ôn Vĩnh Thọ tiên sinh ngươi bây giờ hẳn là cảm nhận được đi. Ở bảo vật này trên nhỏ một giọt máu, liền có thể cảm giác được hắn ở cái gì phương hướng. Tu Mã Hách lúc này mới đem đáp án nói ra. Nguyên lai chỉ cần tại đây trận phù trên nhỏ một giọt máu, là có thể cảm giác được, nó chỗ ở phương hướng. Không sai, hình như là. Ôn Vĩnh Thọ nhắm mắt trầm mặc tốt nửa ngày, lại đến cuối cùng vẫn là phụ họa Tu Mã Hách theo như lời nói. Bởi vì hắn hiện tại, quả thật có thể mơ hồ cảm giác được trận phù này vị trí, phương hướng. Đã như vậy nói, các vị hẳn là sẽ thấy không dị nghị gì đi. Nghe thế, Tu Mã Hách không chút hoang mang vẻ rốt cục lại trở lại trên mặt, nhìn chung quanh mọi người nói. Lúc này đây cũng quả thực không có người nào nhắc lại ra cái gì dị nghị. Dù sao. Tu Mã Hách cái này luân phiên nói thật đã cẩn thận.
mà nếu ở đi xuống nói, đó chính là bọn họ cố ý tìm phiền toái. Vậy động thủ đi, Từ Ôn Thiên Hùng trong miệng phun ra như vậy một đạo lại liền thanh âm lạnh lùng, chợt, chỉ thấy Kỳ Cắt vỡ ngón tay, đem máu của mình giọt đi tới. Thấy tình cảnh này, những người khác hơi chút do dự một hồi, cũng tuyển trạch làm theo. Trần Phi đã ở trận kia pháp trên nhỏ một giọt máu của mình. Nhất thời, hắn quả thực cảm giác được mình cùng trận phù này xây dựng nổi lên nào đó quỷ dị lại liên hệ thần bí. Cũng quả thật có thể mơ hồ cảm giác được trận phù này phương vị sở tại. Các vị, ta đây trước hết đem cái này phía ngoài ma pháp trận mở ra. Sau đó, Từ Tu Mã Hách trong miệng hộc ra nói như vậy âm. Chợt, đứng ở hắn sau lưng Brett gia tộc Tam Đại phá vỡ đại công tước Nguyên Lão trong cơ thể nhất tề hiện ra một cổ lực lượng, đem trải ra trên mặt đất cùng trên vách tường tử sắc lục mang tinh ma pháp trận mở ra. Mà trong chớp nhoáng này cát bay đá chạy, bụi bặm tung bay, đại địa, bắt đầu run rẩy. Giống, oanh, Từ Tu Mã Hách thân vương trong miệng lúc này cũng hung hăng bộc phát ra gầm nhẹ có tiếng, thân thể cấp tốc hiển lộ ra đỉnh phong trạng thái chiến đấu. Kỳ phía sau nếu như ác ma vậy giữ tợn cánh trong nháy mắt cũng, siêu, một tiếng căng bể quý tộc lễ phục, triển khai. Nặn ra làm người sợ hãi lực rung động lượng, hai tay hung hăng để tại nơi trên cửa đá, ung ung đem đẩy ra, lộ ra sau đó mặt xanh thảm như nước gợn thông thấu màn sáng truyền tống cửa. Các vị, mau chóng chạy tới đi, ta Brett gia tộc ở bên trong chờ các ngươi. Theo, Tu Mã Hách thân vương cùng với Brett gia tộc tam đại đỉnh đại công tước tồn tại, đều không chậm trễ chút nào. Bước vào xanh thảm màn sáng truyền tống trong môn. Chỉ còn lại có khàn giọng, thanh âm lạnh lùng, ở trong không khí qua lại quanh quẩn. Siêu, 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 làm Tu Mã Hách thân vương cùng với Brett gia tộc tam đại đỉnh đại công tước cường giả tiến nhập đại trận truyền thuyết cửa sau, còn lại hiện trường chúng cường giả tuy rằng tương hỗ kiêng kỵ theo, nhưng cũng vẫn là không có do dự một chút, liền top 5 top 3 mấy đạo thân ảnh nổ bắn ra nhập xanh thảm truyền tống bên trong cánh cửa, tiến nhập đại trận trong. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng muốn không do dự nữa, cước bộ bán ra hướng xanh thẳm truyền tống cửa dựa vào đi qua. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một đạo dị thường thân ảnh cao lớn cực kỳ bá đạo để ngang trước mặt hắn. Chắn hắn mại hướng truyền tống cửa tất trải qua đường trước. Tiểu tử, chúng ta làm một khoản giao dịch, thế nào? Chỉ thấy Ôn Thiên Hùng khuôn mặt lạnh lùng nhìn phía Trần Phi. Nhãn thần ở chỗ sâu trong lại phảng phất mang theo một loại làm trò ngược, thật giống như trên cao nhìn xuống, hoặc khinh miệt mùi. Nhất thời cách đó không xa Myers Dorp Thánh Ma Đạo chuẩn bị rảo bước tiến lên truyền tống cửa bước chân dừng lại. Kỳ nhãn thần không để lại vết tích lạnh lùng hướng bên này ngắm. Những người khác cũng là như vậy, có thể trong bọn họ tuyệt đại đa số người, nhưng ở nhìn liếc mắt bên này sau, câu đều tốt giống như trước một giây không có gì cả thấy vậy. Quay đầu trở lại đi, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tử kia trước lại dám tại bọn hắn Ôn gia hai huynh đệ trước mặt cái này cuồng, lấy bọn họ bản tính, đồng ý như vậy từ bỏ ý đồ mới là lạ. Mạc danh kỳ diệu bị người trận ở phía trước, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lập tức nhãn thần ở chỗ sâu trong xẹt qua lau một cái hàn mang. Có thể thế nhưng đối phương là Ôn Thiên Hùng loại này cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong quái thú, ở chưa triệt để xé rách ra mặt trước, hắn cũng chỉ có thể trước chịu đựng. Sau đó, chỉ thấy kỳ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngẩng đầu, đang nói lạnh lùng phun ra. Giao dịch gì? Giao dịch gì? Ôn Thiên Hùng dùng một loại, người tốt nhất thức thời, cùng bá đạo cường thế ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Phi, điềm nhiên nói ta biết ngươi cũng đúng bên trong di bảo cảm thấy hứng thú. Bất quá, ta hiện tại khuyên ngươi tốt nhất bỏ đi cái này ngu xuẩn ý niệm trong đầu, nói cách khác, ngươi nên biết sẽ là hậu quả gì. Ta Ôn Thiên Hùng coi trọng gì đó? Chỉ bằng ngươi cái này chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử, còn không có tư cách nhớ thương, hiểu chưa? Nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không khỏi trong lòng hiện ra một nồng nặc lửa giận, hai tròng mắt tùy theo hiện lên lạnh lẽo vẻ. Bỏ đi rơi cái ý niệm này. Nếu hắn thật nguyện ý bỏ đi, vậy hắn còn có cần phải lại tiến nhập đại trận trong lãng phí thời gian sao? Còn có lão già này có đúng hay không quá coi trọng mình? Tự thật cho rằng tùy tùy tiện tiện một câu nói như vậy. Là có thể làm hắn Trần Phi sợ bể mật tử, hù được hắn buông tha tranh đoạt di bảo. Còn là nói, lão già này trực tiếp là ở nhục nhã hắn, muốn trước tiên ở cái này chúng con mắt nhìn chừng dưới cho hắn cái ra oai phủ đầu. Tránh ra, nhất thời, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng thanh âm vang vọng đang lúc mọi người bên tai. Ôn Thiên Hùng sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi, nói,
Sao? Hắn trong con ngươi mang theo uy hiếp, chết nhìn chằm chằm Trần Phi, một chữ một cái, nói. Ta nói, tránh ra, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hai tròng mắt nổ bắn ra ra lăng liệt hàn mang, sau lại hai tay đưa ngang một cái, đem chính ngăn cản ở trước mặt hắn Ôn Thiên Hùng. Cho trực tiếp đẩy ra. Xôn xao. Không phải đâu, tiểu tử này hắn. Một trận cúi đầu ồ lên thanh từ cách đó không xa những người đó trong miệng vang lên. Hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, cái này Đông Phương tiểu tử cư nhiên như thế không biết sống chết, dám đẩy ra Ôn Thiên Hùng. Mà ở bị đẩy ra sau, về phía sau phương rút lui một hai bước Ôn Thiên Hùng, một bên cước bộ hung hăng cho thân thể lập xuống tới, một bên nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng cùng trên cao nhìn xuống khinh miệt thần thái cũng từ từ âm trầm thu liếm, thay vào đó là một loại làm người sợ hãi băng hàn vẻ. Chỉ thấy kỳ ánh mắt dày đặc cùng tràn ngập sát ý nhìn Trần Phi, lăng liệt giọng chậm rãi từ trong miệng phun ra. Từng bước lên đài mà đến mục trần, chợt khóe môi hơi hiên liễu hiên. Thật là một muốn chết gì đó. Tiểu tạp chủng, ngươi có đúng hay không nghĩ ta thật không dám giết ngươi. Nếu không ngươi thử xem, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đối chọi gay gắt, không nhường chút nào. Mà con ngươi của hắn ở chỗ sâu trong cũng bất ngờ trở nên sâm lạnh lên. Thậm chí huyền thạch kính đều đã bị hắn đội lên lòng bàn tay. Thực sự là uy phong thật to a. Ôn Thiên Hùng, người đem nơi này trở thành là người Ôn gia Bạch Bích Sơn. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, Myers Dorp Thánh Ma Đạo lại từ truyền tống cửa phương hướng mặt hướng bên này, khuôn mặt trên tràn đầy vẻ trào phúng. Nhất thời Ôn Thiên Hùng hơi biến sắc mặt thay đổi, Ôn Vĩnh Thọ càng trực tiếp lạnh lùng thốt ra yêu. Xem ra là hai chó nhà có tang gắn bó một mạch. Có chút ý tứ, chỉ là không biết giống như hai người các ngươi phế vật đi cùng một chỗ, thì có ích lợi gì. Có đúng hay không chó nhà có tang, hoặc là phế vật, ta không biết. Ta chỉ là biết một ít người ở trong mắt ta quả thực rất giống là phế vật, nếu không, chúng ta trước hết tại đây đánh một trận đi. Trước đêm bọn ngươi cái này hai chướng mắt con dẹp giải quyết hết, tiết kiệm sau khi tiến vào, phiền toái nữa. Thế mà hắn vừa mở miệng lại trực tiếp dẫn Trần Phi khinh thường tiếng cười lạnh, thản nhiên nói. Ôn Vĩnh Thọ mặt như băng xương vậy chụp xuống đến, lâu không nói chuyện. Vậy chờ xem đi, xem chúng ta ai có thể đủ cười đến cuối cùng, hanh. Sau cùng, Ôn Thiên Hùng vẫn là không có động thủ, mà chỉ là bỏ xuống một câu nói như vậy tựu mặt như xương lạnh xoay người ly khai, đi vào truyền tống cửa trong. Hiển nhiên hắn vẫn rất kiêng kỵ Myers Dorp cái này thánh ma đạo. Dù sao cũng đã sắp đi đến đỉnh phong. Sau khi đi vào cẩn thận một chút, mau chóng hội hợp đi. Thấy tình cảnh này, Myers Dorp trong lòng thở dài một hơi, lại hướng Trần Phi bỏ lại một câu nói như vậy, liền cũng tiến nhập truyền tống trong môn. Nếu là ngẫu nhiên truyền tống, vậy bọn họ có ở nhà hay không đi vào chung, tự nhiên tự không có ý nghĩa gì. Nói chung chỉ có thể mau chóng hội hợp. Hanh, tiểu tử ngươi cho ta rửa cái cổ chờ. Cũng đừng làm cho huynh đệ chúng ta ở bên trong bắt được thu thập cơ hội của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là hối hận cũng không kịp. Mà Ôn Vĩnh Thọ thấy tình cảnh này, cũng bộ mặt tức giận, một bên con ngươi nhìn chằm chằm Trần Phi hùng hùng hổ hổ, một bên thân thể hướng truyền tống cửa cái hướng kia đi đến. Phải, ngươi vừa nói như vậy, ta thế nào lại càng chờ mong. Ngươi, hanh. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vốn đang vẻ mặt vẻ châm chọc. Nhưng không nghĩ tới chính là, lão tạp mao cư nhiên quay mạnh đầu lại, một đạo lớn chừng bàn tay quang mang thần tốc lóng lánh, từ bên trong chui ra một hắc sắc thước đo, nhanh như tia chớp đánh vào tối đa chỉ có nửa thước ngoại Trần Phi trên người. Phanh phát ra một tiếng vang thật lớn truyền ra. Ở chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hơi co rút lại trong con ngươi, màu đen kia thước đo lại một chút tự phá khai rồi hắn cả người linh khí, thiếu chút nữa sẽ kích nện ở lồng ngực của hắn trên. Lại bị hắn chỉ mảnh treo chuông dùng huyền thạch kính cho cản lại. Có thể dù vậy, sức giật, lực đánh vào, cũng làm hắn trong lúc nhất thời trong cơ thể máu rung động, nghịch lưu, liên sắc mặt đều có chút không bình thường đỏ ửng lên. Sau đó, chỉ thấy kỳ chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật mặt như xương lạnh lên. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới, bản thân lại thiếu chút nữa lão tạp mao đạo mà. Cũng là pháp khí sao? Không nghĩ tới lại nhượng đại ca đã đoán đúng. Trách không được người tiểu tạp chủng này dám như thế cuồng vọng cùng kiêu ngạo, nguyên lai thật đúng là một gã luyện khí sĩ a. Ôn Vĩnh Thọ con ngươi nhìn chằm chằm treo ở Trần Phi bộ ngực huyền thạch kính, mặt không thay đổi lẩm bẩm nói. Lão tạp mao, ngươi giả ngây giả dại trang được rồi.
Một mảnh đỏ sẫm hiện lên ở Trần Phi hai gò má. Hắn một tay cầm theo ngực, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi không gì sánh được âm lãnh nhìn chăm chú vào vậy đối phương, nói. Giả ngây giả dại, đã nhìn ra cũng còn có thể thiếu chút nữa bị ta đánh lén đến, ngươi loại này tiểu tử, quả nhiên a, còn là quá non một ít. Nghe vậy, Ôn Vĩnh Thọ trên mặt đâu còn có cái loại này khoa di động không coi ai ra gì vẻ. Thay vào đó là một loại nếu như cáo giả vậy âm lãnh, còn là nhàn nhạt khinh miệt. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu sắc mặt lại thay đổi nữa thay đổi, nhưng lại hiếm thấy không nói chuyện. Bởi vì hắn quả thực biết có vấn đề, nhưng vẫn là thiếu chút nữa bị đối phương đánh lén đến. Điều này làm cho hắn đối với đối phương khinh miệt, trào phúng, đều không lời nào để nói. Cái này tựa hồ là hắn ứng với nên có được nghiêm phạt. Mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên trầm mặc không nói, Ôn Vĩnh Thọ trái lại nhướng mày, nhìn Trần Phi thản nhiên nói tiểu tử, một lần cuối cùng ta sẽ cho ngươi để tỉnh, Đông Phương cường giả di vật, ta cùng đại ca của ta tình thế bắt buộc. Ngươi nếu thức thời nói, tốt nhất nhanh chóng bỏ đi ngươi không nên có ý niệm trong đầu, nếu không, ngươi hẳn là rõ ràng sẽ là hậu quả gì đi. Nói xong tự cút cho ta. Có thể đáp lại hắn lại là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng đến vô cùng thanh âm. Theo sát mà chỉ thấy thứ nhất phủi, huyền thạch kính liền biến thành lau một cái bùn chảy, như bùn tương bạo phát vậy hướng Ôn Vĩnh Thọ đấu đá đi. Người sau nhất thời trên mặt thần sắc đổi đổi, chợt lách người hình, cả người tựu đã hoàn toàn không có vào xanh thẳm truyền tống cửa trong. Chỉ có kỳ như độc hạt vậy thanh âm còn từ bên trong nhợt nhạt truyền đến tiểu tạp chủng, chúng ta đi nhìn. Chờ xem. Chúng ta đây tự chờ xem một chút đi. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một vừa nhìn xanh thẳm truyền tống cửa con ngươi lạnh lẽo theo, một bên lại tự lẩm bẩm, xuất thần lên vừa rồi hắc xích hẳn là coi là chỉ là nhất kiện hạ phẩm pháp khí đi. Ngược lại thì lão tạp mao, dĩ nhiên chính mình luyện khí lục trọng tu vi. Dấu thật đúng là sâu a. Hiển nhiên hắn trăm triệu không nghĩ tới, Ôn Vĩnh Thọ lại chính mình luyện khí lục trọng tu vi. Coi như hình như là không lâu, vừa mới vừa đột phá. Nhưng này tối thiểu cũng không so với kia tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong Ôn Thiên Hùng chênh lệch a. Huống chi tên kia hiện ở trong tay mặt còn nắm một thanh hạ phẩm pháp khí cấp bậc hắc xích. Muốn thật hơn nữa đồ chơi kia mà, sợ rằng cái này lão tạp mao có thể so với Ôn Thiên Hùng càng vướng tay chân đi. A, bất quá ngươi hẳn là không nghĩ tới sao. Ta đây huyền thạch kính, có thể cũng không phải là nhất kiện hạ phẩm pháp khí, mà là nhất kiện trung phẩm pháp khí. Ngươi ẩn giấu được sâu. Ta làm sao thường không cất giấu con bài chưa lật ni. Chờ xem vậy chờ xem đi, ta hiện tại đến thật muốn nhìn một chút, chúng ta đến tột cùng. Ai có thể cười đến cuối cùng, nhưng sau đó, chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cười lạnh một tiếng, cũng bước vào xanh thẳm truyền tống cửa trong. Nguyên trước khi tới ngắn giao phong, hắn tự thủy chí chung đều cất giấu huyền thạch trong kính phẩm pháp khí lực lượng, chỉ hiển lộ ra hạ phẩm pháp khí trình tự, vì, tự là muốn tê dại đối phương. Giấu lại một tay ám kỳ. Dù sao lão tạp mao hẳn là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn từng tuổi này tuổi nhỏ người, trong tay vẫn có thể xuất ra nhất kiện trung phẩm pháp khí. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là cái này toàn bộ trên địa cầu, có thể lấy ra nữa trung phẩm pháp khí loại này cấp bậc bảo vật lão gia này, cũng thực sự quá ít quá ít. Hơn nữa không có chỗ nào mà không phải là cái loại này chân chính đứng ở đỉnh tồn tại. Vì vậy lão tạp mao coi như là cẩn thận nữa. Lại giả dối như hồ, cũng tuyệt không khả năng đoán đúng loại sự tình này mà. Làm Trần Phi một trận đầu váng mắt hoa sau, người bất ngờ xuất hiện ở một mảnh cực kỳ hoang vắng tiểu đất sườn núi trên, cách đó không xa tắc còn mơ hồ thấy rõ đến một tòa cung điện to lớn, bao phủ hắc quang, ẩn nấp ở sương mù trong lúc đó. Nhất thời hắn lại đang con mắt chỉ hướng về chu vi khu vực nhìn vài lần, lại theo ánh mắt có chút quái dị lên. Bởi vì cách hắn cách đó không xa phương hướng cũng chỉ có mấy người, những người khác tắc tung tích hoàn toàn không có, từ trước đến nay cũng không có truyền tống đến cùng đi theo với bọn họ phương hướng. Mà trong mấy người, còn bất ngờ cũng có trước từng cùng hắn từng có xung đột Bắc Âu Odin thần cung SS cộng cực hạn cường giả, Lót ở nơi này. Chỉ thấy Lót vừa thấy được Trần Phi xuất hiện ở nơi ấy, nhất thời sắc mặt kinh đổi đổi, nhãn thần để lộ ra bất an. Bất quá chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiển nhiên đã không muốn quá lại cùng hắn tính toán cái gì. Chỉ thấy kỳ mâu quang quét một vòng mấy người kia, liền đôi môi một mân, mở miệng hỏi các vị đều dừng lưu lại nơi này không đi, chẳng lẽ là phía trước có phiền toái gì? Nói,
ánh mắt của hắn còn mơ hồ hướng phía cung điện cái hướng kia ném cao mày thần thái. Bởi vì hắn tựa hồ cảm giác được, phương hướng kia hình như có cái gì dị động. Không sai, là có chút phiền phức. Trần tiên sinh, nếu chúng ta mấy người bị như vậy truyền tống đến một khối, coi như là đại có duyên phận. Không bằng chúng ta cùng nhau hợp lực xông qua thế nào. Dù sao phía trước ma vật chân thực có chút khó đối phó, ở ngươi trước khi tới, đã có một vị bằng hữu muốn mạnh mẽ xông qua mà bị trước mặt ma vật cho thôn phệ, xé thành mảnh nhỏ. Có một vị mặt mũi hiền lành hạt phát ngoại quốc lão vừa nghe đến Trần Phi nói, liền lập tức có chút kích động cùng ngưng túc mở miệng nói. Tuy nói Trần Phi là người Đông Phương, còn trẻ như vậy, có thể kỳ thực lực kinh người lại hay là bọn hắn dùng con mắt cộng đổ. Vì vậy cái này ngoại quốc lão hiện vào lúc này mới có thể hưng phấn như thế. Dù sao nếu có thể có như vậy tên lợi hại theo chân bọn họ cùng nhau xông quá khứ, vậy chắc chắn sẽ không có lớn như vậy nguy hiểm. Ma vật. Trần Phi nghe được đối phương trong miệng ma vật, nhất thời ánh mắt không khỏi hướng cách đó không xa cẩn thận quan sát một chút, lúc này mới nhìn thấy, cách bọn họ ngoài mười mấy dặm, muốn đi vào tòa cung điện khổng lồ tất trải qua chi lộ thượng. Lại có một đoàn đoàn ám hồng sắc quỷ dị vũ khí nổi lơ lửng. Mỗi khi không biết từ đâu thổi tới âm phong thổi tới vụ trên lúc, liền lại có quỷ khóc nhọn minh có tiếng mơ hồ truyền đến, làm cho chưa phát giác ra trong lòng phát lạnh. Mà này quỷ dị ám hồng sắc vũ khí tựa hồ cũng chỉ có thể ở một mảnh kia khu vực hoạt động, nếu không, Trần Phi đám người, hiện tại chỉ sợ cũng không tốt như vậy quá, mà là sẽ bị ma vật che giả mang mọc quấn lên đến. Đó là vật gì? Thấy tình cảnh này, Trần Phi không khỏi híp mắt một cái, hỏi. Không biết, có thể là cái này phong ấn bản thân lực lượng, cũng có thể là cung điện chỗ sâu quái vật, cố ý đem lực lượng của chính mình tiết lộ ra ngoài, mà khiến nơi này dị biến ra như vậy quái vật. Nhìn như vậy lên, cái này phong ấn tựa hồ thật sắp không đè ép được thánh vực ác ma. Hạt phát ngoại quốc lão tiểu tụy vì lo lắng, tựa hồ đang chất vấn đã biết lần tuyển trạch, đến tột cùng đúng hay không. Tiếng nói vừa dứt. Lại thấy kỳ hướng về Trần Phi thành khẩn nói Trần tiên sinh, ta biết ma vật cũng còn không coi là quá lợi hại, nhưng chúng ta cùng nhau hành động sẽ phải an toàn một ít đi. Tự giới thiệu mình một chút, ta là ông Magdo, đến từ Thụy Điển Simon gia tộc. Ta mặc dù không có Trần tiên sinh ngươi lợi hại như vậy, có thể cũng sẽ không kéo ngươi cái gì chân sau. Cái này ngoại quốc lão ngược lại cũng thẳng thắn, cũng rất thông minh. Nếu là hắn có thể cùng Trần Phi cùng nhau hành động, là có thể so với hắn hiện tại an toàn rất nhiều. Mà đang nghe hạt phát ngoại quốc lão nói, những người khác cũng lộ ra cùng giống nhau sắc mặt. Ha ha! Có thể nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên cười lạnh cười, sau đó trực tiếp đưa tay chỉ hướng Bắc Âu Odin thần cung lót, khóe miệng nhấc lên nhàn nhạt dáng tươi cười, nói các ngươi nếu muốn cùng ta cùng nhau hành động, có thể, chỉ là không thể đưa hắn bao quát ở bên trong. Nhất thời lót trên mặt thần sắc mạnh đổi, giống như bị nhục nhã vậy. Âu Mạc Đô Tây Mông cũng trên mặt lộ ra vẻ khổ sở Trần tiên sinh, cái này. Odin thần cung ở Bắc Âu cực kỳ thế lớn, thậm chí đều có thể đủ nói sắp đến lấy thúng úp voi loại trình độ đó. Vì vậy nếu không có chân thực cần phải, hắn là thật không nguyện đơn giản đắc tội lót như vậy Odin thần cung cao tầng. Dù sao bọn họ Simon gia tộc chỗ ở Thụy Điển, ngay Tây Âu. Mà những người khác thấy tình cảnh này, cũng đều nhìn lẫn nhau. Không hẹn mà cùng sắc mặt khác thường trầm mặc, đều không nói lời nào. Hiển nhiên bọn họ cũng là không ai muốn ý nhảy ra, làm con này rõ ràng là đắc tội với người chim đầu đàn. Không được quên đi đi. Thấy thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không có vấn đề cười cười, lại trực tiếp cất bước hướng ma vụ đi đến. Làm ra một bộ muốn bản thân một mình xông quan hình dạng. Phu, CK, vật gì vậy, thật cho là chúng ta thiếu người tựu xông không đi qua sao? Lót nhất thời sắc mặt khó xem, còn có vẻ thần sắc cực kỳ buồn bực. Hiển nhiên hắn đối với Trần Phi trước như vậy, nhục nhã hắn, chuyện tình, canh cánh trong lòng. Tiếng nói vừa dứt, lại thấy kỳ hung tợn nguyền rủa nói tiểu tạp chủng này thật đúng là cho là hắn bản thân coi là vật gì vậy. Dám như thế cuồng, một người đơn độc hành động, tốt nhất bị này ma vật xé thành mảnh nhỏ quên đi. Hanh, mà đang nghe Lót như vậy, buồn cười, nói. Mọi người rốt cục nhìn không được trên mặt hiện ra vẻ châm chọc, trong lòng thực đang hối hận, tại sao muốn bởi vì. Này ngu ngốc, mà buông tha Trần Phi cái loại này cường viện. Nếu là liền đối phương cái loại này cường giả đều xông bất quá cái này tầng ngoài nhất cửa thứ nhất nói, vậy bọn họ những người này còn lưu lại nơi này làm gì?
thật không như bây giờ liền trực tiếp quay đầu ly khai quên đi, hà tất còn đợi tại đây lãng phí thời gian. Quả nhiên, ma vụ mặc dù mới vừa cắn nuốt một người, có thể nó ở chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trước mặt nhưng bây giờ không tạo nổi sóng gió gì. Thậm chí làm ám hồng sắc ma vụ lăn lộn đánh về phía Trần Phi lúc, một luồng sợi chói mắt diễm quang lại đều dĩ nhiên đem cắt đứt mở. Có tam dương chân hỏa hộ thể, ma vụ căn bản là không gần được Trần Phi thân. Mà ở thấy tình cảnh này, Lót thật giống như lại bị rõ ràng vẽ mặt vậy, sắc mặt càng hắng giọng cùng khó coi. Thế mà Âu Mác Đô thấy tình cảnh này lại lập tức hưng phấn chúng ta cũng đi thôi, có tên kia ở phía trước cho chúng ta mở đường, như vậy tựu an toàn hơn. Hanh, Âu Mác Đô, ngươi lời này có ý tứ. Ngươi nghĩ ta Lót cần tiểu tạp chủng như thế tự mình đa tình, cho chúng ta mở đường. Lẽ nào ngươi là đang chất vấn lực lượng của ta? Có thể Lót nghe vậy lại sắc mặt càng âm trầm, thậm chí còn hừ lạnh một tiếng, chợt khuôn mặt có chút dữ tợn nói. Trước hắn còn đúng Trần Phi như vậy bất tiết nhất cố, hiện tại lại muốn mượn đối phương quang, mới dám quyết định xuất phát, xông qua ma vụ. Đây đối với hắn Lót mà nói đương nhiên không gì sánh được chuyện mất mặt, tự nhiên cảm giác trở không dưới cái này nét mặt già nua. Nhưng lúc này đây lại tựa hồ như không bao nhiêu người nguyện ý lại bận tâm mặt của hắn. Bởi vì Trần Phi thâm nhập ma trong sương mù, đã càng chạy càng xa, bọn họ nếu chỉ hoãn nữa, tự có thể tới không kịp. Sau đó tự thấy bọn họ nếu không dám chần chờ, bước nhanh đuổi theo Trần Phi đi tới phương hướng chạy tới. Thấy tình cảnh này Lót sửng sốt, sau hung hăng cắn răng, cũng trên mặt thần sắc đỏ lên đi theo, xông vào ma trong sương mù. Nhất thời cách đó không xa mơ hồ truyền tới quỷ khóc nhọn minh có tiếng liền kịch liệt hơn. Thậm chí có một ít làm người ta trong lòng bỡ ngỡ. Làm ám hồng sắc ma vụ cảm giác có sống người tiếp cận, lại như cùng có sống mệnh vậy sôi trào, cũng lăn lộn đánh về phía bọn họ. Nếu là thông thường người phàm, thậm chí tu vi hơi yếu dị năng giả, cổ vũ giả tại đây, một khi bị quỷ dị kia, nóng rực ma vụ cuốn lấy nói, sợ rằng ngay tức khắc cũng sẽ bị thôn phệ thành mảnh nhỏ. Hoặc là rõ ràng bị nhiệt độ cao ô đến hít thở không thông mà chết. Bởi vì khi bọn hắn chân chính tới gần ma vụ lúc, mới bất ngờ phát hiện, trong. Lại hình như giấu kín theo một tòa đang ở núi lửa bộc phát, dung nham vậy nóng nhiệt khí cuồn cuộn hướng ra phía ngoài mạo, làm bọn hắn mồ hôi đầm đìa, thở phì phò. Thậm chí ngay cả y phục cũng dần dần bị cuồn cuộn mà rơi lớn chừng hạt đậu mồ hôi hột cho thấm ướt. Bởi vậy thấy rất mạnh. Nhưng mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ có thể hiện tại đứng tại ở cái chỗ này, cũng không phải cái loại này không có chân tài thật học tầm thường. Đều vẫn là có thủ đoạn của mình, chống lại quỷ dị kia ma vụ cùng nhiệt độ cao. Chỉ thấy Âu Mác Đô khoát tay, trong miệng mặt cũng trong lúc đó nhớ kỹ chú ngữ, liền có một tầng xanh thẳm mông mông vòng bảo hộ đem cả người hắn thân thể đều cho bao phủ. Mà cái này xanh thẳm mông mông vòng bảo hộ không phải là đừng thủ đoạn, chính là điện ảnh, trò chơi hoặc trong tiểu thuyết đều, thật to nổi danh, ma pháp. Nước ma pháp lá chắn. Mà Lót tắc trực tiếp đem phía sau mình khoác mặt áo choàng vung, tự dĩ nhiên lập tức có một khiến người cảm thấy lạnh lẽo dòng nước lạnh chảy ra đến, ở quanh người hắn xoay quanh, thật giống như kết thành một cái có thể di động trượng rất lớn hàn băng kết giới vậy. Làm này ám hồng sắc ma vụ một va chạm vào cái này dòng nước lạnh, nhất thời phát ra két két thanh âm, nhất thời đông lại thành băng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Lót mặc dù là có chút không coi ai ra gì, tự cho là đúng. Tự cao tự đại. Có thể hắn SS cộng cực hạn tầng thứ lực lượng, cũng giả. Cái này ma vụ tựa hồ căn bản là không có biện pháp thế nhưng hắn. Dĩ nhiên, liên hắn loại này, chính là, SS cộng cực hạn đều hoàn toàn không e ngại cái này phiêu tán ở chung quanh ma vụ. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, tự nhiên càng không sợ. Tam dương chân hỏa là tốt rồi tự một luồng sợi lửa đỏ sương mù vậy xoay quanh ở quanh người hắn. Trừ lần đó ra hắn hình như tựu thật không có động thủ lần nữa kỳ thủ đoạn của hắn. Mà này ma vụ dựa vào một chút gần quanh người hắn, liền lập tức bị tam dương chân hỏa khí thế hung hăng đốt sạch, nuốt hết. Liên cặn bả đều thừa lại không dưới. Thấy tình cảnh này, xa xa rơi ở Trần Phi sau lưng Âu Mác Đô đám người liền càng thêm trong lòng chấn động lên. Cũng càng thêm rung động cùng kính nể chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thực lực khủng bố. Mà chính là như vậy. Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sắc mặt bình thản đi về phía trước. Bọn họ tắc thần sắc khác thường ở hơn 10 mét xa hậu phương theo, bầu không khí dị thường yên lặng cùng quỷ dị. Bọn người kia cũng thực sự là sẽ nhặt sẵn quả đào. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu khóe miệng hơi nhấc lên, có chút khinh thường nỉ non,
nhưng cũng lười cùng phía sau bọn họ này chỉ biết là đầu cơ trục lợi, tên không chấp nhặt. Dù thế nào bọn họ hiện tại sở hành đi khu vực đã hoàn toàn bị ma vụ che mất, đi ở phía trước cùng đi ở phía sau, cũng không khác nhau nhiều. Nếu là thật có nguy hiểm gì, dù thế nào tất cả mọi người chạy không cởi, đều giống nhau. Cần phải là cũng chỉ có loại trình độ này, loại này ma vụ, cũng không đến mức có thể chôn vùi SS cộng cường giả đi. Bất quá theo chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại nhíu lên, tự lẩm bẩm, tựa hồ nhận thấy được cái gì không đúng lắm đối phương. Muốn nói hiện tại khu vực này ma vụ, mặc dù là có chút lực sát thương, nhưng đối với ở đây tối thiểu là SS cộng tầng thứ mọi người mà nói, tựa hồ cũng không có gì đáng sợ đi. Thậm chí đều có thể đủ nói một bữa ăn sáng. Có thể trước, ông Magdo lại nói đã có một người bị cái này ma vụ cho cắn nuốt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này ma vụ trong chẳng lẽ còn có cái gì khác bọn họ bây giờ còn chưa gặp phải nguy hiểm? Nghĩ đến đây Trần Phi nhất thời ánh mắt hơi ngưng nhưng mà lên, cũng biến thành càng cẩn thận hơn. Có thể nhưng vào lúc này, ken két, nhất thanh thúy hưởng, Trần Phi bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó tự dừng bước, híp mắt cúi đầu xem. Chỉ thấy dưới chân hắn lại có một đống bạch cốt, bên ngoài còn bọc một tầng phân nửa bị đốt thành màu xám bụi, một nửa kia nhưng vẫn là cất giữ vốn có bộ dáng bẩn thỉu y phục. Thế mà cái này còn cũng không phải trọng điểm là thi hài bên cạnh, dĩ nhiên lăn chảy một khối cắt thành hai đoạn phương Tây kỵ sĩ kiếm, kỳ dạn nứt chỗ còn lưu lại đen như mực vết tích, cùng linh tinh vài điểm hỏa quang, lại giống như là mới vừa mới bị dung đoạn. Trần tiên sinh, chuyện gì xảy ra, thật. T, đây là, xa như vậy xa rơi ở Trần Phi sau lưng Âu Mác Đô đám người gặp Trần Phi lại đột nhiên dừng bước, không khỏi hơi biến sắc mặt, cẩn cẩn rực rực tiến lên trước tới hỏi. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết, ánh mắt trùng hợp nhìn quét đến Trần Phi dưới chân thi hài cùng đoạn kiếm lúc, cũng không từ bỗng sắc mặt kịch biến. Thậm chí còn phát ra cũng hút lương khí thanh âm. Làm sao vậy, Âu Mác Đô đại nhân, phát cái gì chuyện gì? Đúng vậy, thế nào hồi? Gì, đây là... Từ phía sau hắn truyền đến mấy đạo thanh âm. Âu Mác Đô tiên sinh, người hẳn là nhận thức hắn đi. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên nhíu lông mày, ghé mắt hướng Âu Mác Đô vẻ mặt ngưng túc đặt câu hỏi. Âu Mác Đô lúc này sắc mặt từ lâu trở nên có chút bối rối, cùng khó xem. Chỉ thấy kỳ có chút chật vật nuốt một ngụm nước bọt, lại nhịn không được lè lưỡi, liếm môi một cái, lúc này mới ngôn ngữ thanh có chút run run mở miệng nói nếu ta không nhìn lầm. Đây cũng là trước so với chúng ta trước một bước xông vào cái này ma vụ cơ nào tiên sinh, hắn và ta vậy, chính mình SS cộng đỉnh thực lực. Mà cái này đoạn kiếm cũng hình như là hắn mang theo người thánh khí. Có người nói chỉ thiếu chút xíu nữa lực lượng chính là trung phẩm thánh khí. Nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí đều lại nhìn không được sắc mặt xấu xí gian nan nuốt một cái nước bọt, vẻ mặt sai lầm cùng vẻ khó tin. Tuy nói bọn họ mới vừa rồi là nhìn thấy cái này cơ nào bị ma vụ cắn nuốt, nhưng này mới bao lâu thời gian. Thi thể cũng chỉ còn lại có đầu khớp xương, liên chuôi này thánh khí phương Tây kỵ sĩ kiếm đều bị cắt kim loại thành hai đoạn. Cái này. SS cộng đỉnh sao? Còn cầm thánh khí, có chút ý tứ a, nói như vậy nói, phụ cận đây chắc là còn cất giấu một cái tên lợi hại đi. Ta nguyên bản tự cảm giác có chút kỳ quái, loại trình độ này cái gọi là ma vụ, tại sao có thể cắn nuốt hết một vị SS cộng tầng thứ cao thủ? Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nghe vậy, cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lóe lên lau một cái vẻ ngưng trọng. Quang mang lóe lên, huyền thạch kính bị hắn đội lên rảnh tay trong. Cái gì, đây là cơ nào, không phải đâu, Âu Mác Đô phía sau mấy cường giả nghe được Trần Phi cùng người trước lần này đối thoại, cũng nhất thời nhìn không được trên mặt thần sắc bạch khởi đến. Liên con người theo đều có chút lóe ra theo hoảng loạn, bọn họ lại không ngốc, đương nhiên rất rõ ràng lần này đối thoại ý vị như thế nào. Oanh! Đáng chết, thứ quỷ gì, cho ta đi tìm chết. Mà nhưng vào lúc này... Bỗng có một khiến người cảm thấy lạnh lẽo đầu khớp xương luồng không khí lạnh như núi lửa vậy bộc phát ra. Theo mọi người bên tai cũng nhớ tới một người rơi ở hơn 10 mét hậu phương, Bắc Âu Odin thần cung lót lăng liệt giống giận. Nguyên lai mọi người ở đây để sát vào Trần Phi lúc, hắn cư nhiên, bị tập kích. Siêu! Sẽ ở đó trước một giây trong lúc bất chợt, một điểm hàn quang hiện ra, tràn ngập sát ý, nóng sỏ xuyên qua không khí. Chỉ thấy một đạo chừng 2-3 thước cao khổng lồ hư ảnh mượn ám hồng sắc ma vụ che mắt,
lại làm cho vô cùng lặng yên không hơi thở xuất hiện ở lót phía sau, một ám hồng sắc nước lũ như là hư ảnh tay, hoành đoạn đi ra, đánh phía lót đầu. Quá nhanh cùng đột nhiên. Đây quả thực khiến mọi người tại đây bất cứ người nào đều căn bản không thời gian phản ánh đến. Tình con người có rút lại, rất nhiều người tự vấn, nếu là đổi thành bản thân, tuyệt đối không cách nào tránh thoát, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giống. Lót thấy tình cảnh này cũng sắc mặt không gì sánh được dữ tợn cùng da mặt tử run rẩy, minh bạch bản thân chính gặp chí mạng uy hiếp. Nếu đỡ không được một quyền kia, hoặc là tránh không khỏi, vậy hắn giờ này khắc này chỉ sợ cũng thật muốn táng thân một lần. Bị hư ảnh quái vật một đấm đánh thành thịt nát, chợt phía sau hắn áo choàng bộc phát ra làm người ta kinh hãi luồng không khí lạnh, lại phối hợp trước mọi người nghe được giống giận. Hắn muốn dùng phương thức như vậy đến chống lại quái vật kia một quyền. Có thể tiếp phát sinh tất cả, lại làm hắn, thậm chí khiến ở đây tất cả mọi người con ngươi hoàn toàn ức chế không được sợ hãi chợt co rút lại lên. Hàn khí điên cuồng ra bên ngoài mạo. Chỉ thấy tốt lắm tự nước lũ vậy ám hồng sắc quả đấm đánh vào luồng không khí lạnh trên, lại hình như trong nháy mắt đem nhiệt độ thấp đều cho lau đi, không khí hơi bị một trầu, sau đó mọi người bên tai tự kinh hãi vang lên áo choàng bị xé rách thành nát bộ, xoẹt phập, thanh. Lại một món thánh khí, lại bị phá hủy. T. Mọi người khó có thể tin phát sinh cũng hút lương khí thanh âm. Cả người cũng bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn chỉ không ngừng run rẩy, có thể. Cái này cũng còn không kết thúc. Phanh. Phốc suy. Tuy rằng bởi vì có áo choàng thánh khí bị phá hủy mà tranh thủ được một chút thời gian, nhượng lót tránh thoát hoàn toàn chí mạng tử cục. Có thể coi là như vậy, làm sau một khắc, một quyền kia dắt dư lực hung hăng nện ở hắn bên phải nửa người trên vai lúc. Tràng cảnh quả thực hoàn toàn giống như là nổ tung. Tiểu nửa người trực tiếp bị oanh nổ tung, huyết nhục không rõ, máu bão táp. Nhất thời một màn này trực tiếp khiến mọi người tại đây đều thân thể cương trực. Coi như là Trần Phi cũng là như vậy, phía sau lưng lạnh cả người. Không có người có thể nghĩ đến, cái này ma vụ trong cư nhiên sẽ cất giấu như vậy quái vật, xuất hiện như vậy biến cố. Vừa ra tay, lại đã đem đường SS cộng cực hạn lót trực tiếp cho tiểu nửa người đánh bể. Thậm chí một quyền này còn phá hủy nhất kiện thánh khí. Cái này, đây quả thực. Giống. Mà nhưng vào lúc này, lại có làm người ta trong lòng run rẩy gầm nhẹ hơi vang vọng đang lúc mọi người bên tai, lúc này bọn họ rốt cục gặp rõ ràng, giấu ở ma trong xương mù lặng yên kéo tới, một quyền đã đem lót có chết khiếp khổng lồ hư ảnh, cư nhiên, lại là một đầu cả người thiêu đốt liệt hỏa viêm ma. Chỉ thấy viêm ma hình thể to lớn. Có đỏ sậm hỏa diễm biến ảo ác ma vậy đầu, loan theo kỳ sừng, trống rỗng thật lớn viền mắt trôi một đôi u sâm hỏa diễm, cực kỳ lạnh lẽo. Kỳ trên thân hình tắc hiện đầy lưu hoàng cùng yên vụ. Viêm ma, cái này lại là viêm ma, điều này sao có thể a? Mà ở nhìn thấy quái vật kia hiển lộ ra chân chính hình thể, mọi người câu đều kinh hãi mặt không có chút máu lên. Bọn họ đều cơ hồ phải không thêm tự định giá. Đã đem điều này làm hắn các từ trong lòng ở chỗ sâu trong đều run rẩy thứ tự, đều run rẩy thất thanh kêu lên. Không có biện pháp, làm phương Tây hắc ám thế giới nhân vật có mặt mũi, bọn họ phía sau gia tộc hoặc thế lực, khẳng định đều chính mình tương quan sách cổ tư liệu. Tại nơi cao cao tại thượng thần ma trên thế giới có thật nhiều lực lượng thông thiên triệt địa, đủ để hủy diệt thế giới thần, cùng ma. Mà cái này viêm ma bộ tộc tắc chính là trong đó ta siêu cấp tồn tại nô bộc. Là cái kia thần ma thế giới bản địa, thế mà coi như là chúng nó chỉ là thế giới nô bộc, nhưng cũng so với bọn hắn những này trên địa cầu người, cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì viêm ma cái chủng tộc này một khi chỉ cần thành niên, tự tất nhiên có thể có được thánh vực cảnh giới thực lực. Thánh vực cảnh giới thực lực a, đó là cái gì khái niệm? Cái này vật gì vậy? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ngưng trọng vô cùng thanh âm tại nơi Âu Mắc Đô bên tai nặng nề vang lên. Hiển nhiên, coi như là hắn, cũng trăm triệu không nghĩ tới, có thể tại đây ngoại vi tựu tao ngộ rồi kinh khủng như vậy tên. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng chỉ có đến cung điện chỗ sâu nhất, mới có khả năng gặp được, mà bây giờ. Trần tiên sinh, đây là viêm ma. Chúng ta mặt trên thần ma thế giới bản địa, một khi thành niên, sẽ có thánh vực cấp bậc lực lượng. Đáng chết, không phải nói thánh vực ác ma bị phong ấn sao? Tại sao lại xuất hiện ở cái này a? Chạy mau đi, chúng ta không ai là đối thủ của nó. Có người đại thế Âu Mác Đô trả lời Trần Phi vấn đề, còn sắc mặt hoảng sợ xoay người đã nghĩ chạy.
có thể giữa lúc hắn cũng còn không chạy ra vài mét, mà trong sương mù lại xích, xích, lao tới rậm rạp chẳng chỉ tiểu hỏa đoàn, nhìn kỹ, lại hình như là kinh khủng kia viêm ma thu nhỏ lại hãy. Chừng hơn 10 gần trăm chỉ, cũng liền trong khoảnh khắc, liền rậm rạp đem chạy trốn người cho che mất. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa tới kịp phát sinh. Xích, xích, đem chạy trốn người xé rách thành mảnh nhỏ sau, tiểu viêm ma lại đem mọi người vây quanh. Đó là viêm ma phân liệt thân thể, tiểu, viêm ma. Thấy tình cảnh này ở đây sắc mặt của mọi người không khỏi càng trắng bạch, hoàn toàn dung nạp không dưới huyết sắc. Không có biện pháp, loại tình huống này, để cho bọn họ làm sao chạy. Bọn họ đương nhiên không gì sánh được rõ ràng đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân, là chuyện ngu xuẩn dường nào tình. Chạy trốn người chính là cái điển hình ví dụ. Siêu. Nhưng ngay khi không khí này không gì sánh được đọng lại thời gian, một bên híp mắt vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng Trần Phi lại đột nhiên động thủ. Không có dấu hiệu nào. Chỉ thấy Kỳ khoát tay, có chừng 18 nói tam dương chân hỏa kiếm khí như hừng hực thiêu đốt dòng nước xiết vậy bắn ra, hướng chĩa vào ác ma vậy đầu viêm ma bản thể bộ vị yếu hại đánh tới. Uy thế cuồng liệt. Giống. Viêm ma bản thể hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi loại này ở nó trong mắt con kiến hôi, lại vẫn dám xuất thủ trước công kích hắn. Nhất thời giống giận, hỏa diễm khắp bầu trời, sóng nhiệt làm cho, trên thân thể lưu hoàng còn là hỏa diễm càng hình như thiêu đốt dịch thể vậy, một giọt tích đi xuống, cắt kim loại ra khiến người ra đầu tê dại hố sâu. Thế mà hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu thủ đoạn phải nhanh hơn một bước. Chỉ thấy đủ 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí như đạn đạo vậy ngươi trước ta sau làm cho đánh vào quyển kia thể trên, bắn tóe ra đáng sợ yên vụ cùng sóng xung kích. Cái gì, cái này, làm sao có thể? Mà khi bắn tóe mà đi ra ngoài yên vụ thần tốc tiêu tán đi ra, mọi người không khỏi con ngươi co rụt lại, kinh hô thành tiếng. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn nguyên bản hẳn là vô địch viêm ma, lúc này lại bên thân thể cũng không có. Bất quá thật cao vọt lên diễm quang lại như là chính đang khôi phục thiếu sót bộ vị. Có thể coi là như vậy, cái này cũng thực sự cũng đủ làm bọn hắn rung động. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết chân chân chính chính viêm ma a. Cái loại này không tầng thấp quái vật, ai chống đỡ được. Giống. Mà mọi người ở đây không gì sánh được chấn động cái này ở giữa, viêm ma bản tôn thì đã chữa trị tốt thiếu sót bên thân thể, chống giống viền mắt nội. Lạnh lẽo hai mắt không gì sánh được tàn nhẫn, trong miệng càng cuồng hộc ra làm người ta màng tai tạc liệt cuồng tiếng khóc. Cũng là trong chớp nhoáng này từ trong cơ thể hắn liền có kinh khủng nhiệt độ cao bộc phát ra, vững vàng tập trung vào Trần Phi, tràn đầy nguyên thủy nhất cùng cuồng liệt sát khí. Không chỉ có như vậy, nguyên bản vây quanh ở càng ngoại vòng tiểu viêm ma lại cũng xích, xích. Rút nhỏ chúng nó ngồi chồm hổm thủ liệp sát vòng tròn, lạnh lùng đem Trần Phi một người bao quanh vây vào giữa. Sóng nhiệt nóng tới cực điểm. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu hơi híp mắt, nhưng cũng không lưu lộ ra cái gì vẻ bối rối ở trên mặt, mà là ghé mắt đảo qua Âu Mạc Đô, cùng phía sau hắn ba người, không khách khí lạnh lùng nói ba người các ngươi đối phó này tiểu nhân, ta đến ứng phó cái này lớn. Không thành vấn đề đi. Trần Phi chính là lời nói thanh rất bình thản, có thể lời kia giọng nói nội dung lại khiến Âu Mạc Đô, cùng với Kỳ phía sau hai người kia đều trên mặt hiện ra một chút vẻ chần chờ. Bởi vì hiện vào lúc này, bọn họ vị trí đều là tại nơi tiểu viêm ma vây quanh ngoại vòng, vì vậy muốn là bọn hắn muốn chạy trốn, có thể. Tự có khả năng. Có thể ba người bọn họ trên mặt vẻ chần chờ cùng do dự vẻn vẹn tự tồn tại một giây đồng hồ, tự theo sát phía sau biến mất không thấy. Ông Mạc Đô trực tiếp cắn răng, nói Trần tiên sinh, vậy ngươi cẩn thận. Hiển nhiên bọn họ đều là người thông minh, nếu thật là lúc này đem Trần Phi vứt bỏ, chỉ sợ cũng thực sự cùng kết làm tử thù. Đến lúc đó, nếu là cái này Trần Phi cũng từ viêm ma trong tay chạy thoát, vậy bọn họ kết quả sẽ là thế nào dạng? Sợ rằng dùng cái mông muốn cũng rõ ràng đi. Hơn nữa kể từ bây giờ cục diện này thoạt nhìn, tựa hồ tình huống cũng không bọn họ trước bản thân sợ bản thân, nghĩ đến như vậy tao. Bởi vì viêm ma hình như cũng không có thánh vực cấp bậc lực lượng a. Chẳng lẽ là vị thành niên, hoặc là quá hư nhược, giống, mà nhưng vào lúc này, viêm ma bản tôn đột nhiên trống giống viền mắt nội nổ bắn ra ra hung quang, cả người lưu hoàng cùng hỏa diễm tùy theo hiện ra làm người ta kinh hãi khí tức, trong nháy mắt liên không khí đều nóng bỏng, thậm chí ngay cả cái loại này nóng bức sóng gợn đều tốt giống như huyễn hóa thành thực chất. Điều này hiển nhiên là đại gia hỏa muốn động thủ dấu hiệu. Thấy tình cảnh này,
Chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu không cần phải, nghĩ ngợi đã đem chữ ở trong tay huyền thạch kính dành trước thanh toán đi ra ngoài. Chỉ thấy huyền thạch kính ở trong nháy mắt xoay quanh tới giữa không trung, hóa thành một bùn chảy, đấu đá về phía trước. Nhất thời giữa không trung hiện ra ù ù thanh. T, đây tột cùng là cái gì lực lượng a? Mặt cái gương, chẳng lẽ là thần khí? Một màn này tự nhiên khiến Âu Mác Đô Ba trên mặt người thần sắc sợ ngây người. Không dám tin tưởng, thậm chí còn phát ra cũng hút lương khí thanh âm, đồng thời còn ở may mắn, bọn họ vừa rồi không bỏ xuống Trần Phi quay đầu bước đi. Nói cách khác, sau bọn họ hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm đi. Bởi vì cái gương lực lượng chân thực quá kinh khủng, thậm chí đều để cho bọn họ liên tưởng đến bọn họ phương Tây hắc ám thế giới thần khí, loại trình độ đó. Còn đứng ngây đó làm gì? Ba người các ngươi có đúng hay không muốn cùng hai cái thằng xui xẻo vậy, chết tại đây. Mau ra tay, có thể nhưng vào lúc này Trần Phi nổi giận thanh âm lại truyền đến, cắt đứt Âu Mác Đô ba người lúc này chấn động chìm đắm. Bởi vì lúc này, này tiểu viêm ma tựa hồ giống như nhận được mệnh lệnh, xì, xì. Tàn bạo hướng Trần Phi đánh tới, đồng thời trong miệng phun ra dị thường nhiệt độ cao địa ngục hỏa. Cái này cho Trần Phi áp lực thực lớn. Tuy nói thành quần kết đội, rậm rạp chẳng chỉ tiểu viêm ma đúng Trần Phi tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng này dù sao cũng là tại nơi cường hãn viêm ma bản tôn ở một bên nhìn chằm chằm dưới, mới có tình huống như vậy phát sinh. Cho nên khi tiếp Âu Mác Đô cùng với hai người khác liên thủ giết hướng tiểu viêm ma đàn lúc, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu bên này cũng rốt cục áp lực giảm bớt rất nhiều, chiếm được cùng viêm ma bản tôn đơn độc giao thủ cơ hội. Phanh! Có thể nhưng vào lúc này đã thấy khổng lồ kia, làm cho viêm ma bản tôn bỗng nhiên điên cuồng gào thét, giơ tay lên đến chính là một cái tát, bàn tay to kia lại trực tiếp đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong hóa thành nóng nảy địa ngục hỏa, lạnh lạnh vô cùng muốn huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy đánh tới. Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trên mặt tự mạnh đổi sắc mặt, muốn biến chiêu, lại phát sinh đã không còn kịp rồi. Huyền thạch kính sở hóa thành bùn chảy bất ngờ ở một giây kế tiếp, tự cùng nóng nảy địa ngục hỏa mãnh liệt đụng vào nhau. Cũng ngay tức khắc nhấc lên chiều dâng sóng lớn, lau một cái nếu khổng lồ vòng khói bạch sắc bốc hơi vũ khí như là bị mãnh liệt đè ép sau, lại thốt nhiên phóng thích ra ngoài. Lực đánh vào quả thực tuyệt, bốn phương tám hướng ma vụ thậm chí đều bị chấn khai. Người này thật đúng là vướng tay chân a, mà cái này đáng sợ lực đánh vào cũng khiến Trần Phi đều thậm chí tâm thần bị động đãng một chút, nhìn không được tự lẩm bẩm. Nhưng sau đó, lại thấy Kỳ vung mạnh tay lên. Lau một cái ánh sáng chói mắt tại nơi trong xương trắng hiển hiện. Bất quá vướng tay chân tự vướng tay chân đi, cái này ứng với giờ đến phiên ta xuất thủ đi. Nhan sắc, kèm theo một tiếng nỉ non, theo sát phía sau lau một cái làm cho viêm quang xuyên thủng đi ra, mang theo nóng chí cực nhiệt độ. Giống, bất quá viêm ma bản tôn không hổ là dưới tình huống bình thường một khi thành niên, sẽ chính mình thánh vực cấp bậc lực lượng thần ma thế giới khủng bố loài. Gặp, viêm chỉ, hướng mình xuyên thủng mà đến, đáng sợ như vậy uy lực, đại gia hỏa thậm chí ngay cả chút nào né tránh ý tứ cũng không có. Ngược lại là lần thứ hai dương lên ác ma kia vậy kỳ đầu đảng lô, giống một tiếng. Dung nham vậy cánh tay trực tiếp đập về phía trước phương. Nhất thời, ùm chấn động thanh cuồng liệt vang lên. Lưỡng đạo đồng dạng là hỏa diễm lực lượng cũng đã là điên cuồng đụng vào nhau. Chỉ là lúc này đây, Trần Phi sở thi triển ra. Viêm chỉ, nhưng thật giống như uy lực không đủ, bị nếu nham tương vậy viêm ma bản tôn cánh tay cho nắm trong tay, sau đó trực tiếp chấn vỡ. Hanh! Nhất thời chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu cũng cảm giác một trận khí huyết dâng lên, chợt sắc mặt khó coi muộn hừ một tiếng, trong ánh mắt cũng hiện ra hàn mang. Hiển nhiên, những người kia lực lượng còn cư nhiên khi hắn phỏng chừng trên. Sau đó chỉ thấy Kỳ thẳng thắn cắn răng, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm đầu lưỡi máu. Rơi vào 18 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí trên. Nhất thời một cực kỳ đáng sợ ba động liền từ 18 chuôi viêm trong kiếm chảy ra ngoài, thậm chí khiến trong không khí sóng nhiệt phong bạo đều hơi bị kiềm hãm. Tiểu ly xà kiếm trận. Sau đó, hơi bị kiềm hãm bên trong không gian liền vang lên chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lạnh lẽo lời của. Theo sát phía sau liền có lưỡng đạo vô cùng to lớn khủng bố viêm xà ở kiếm trận này triệu hoán dưới. Một luồng sợi kinh nhưng mà ngưng tụ thành thực thể, bộc phát ra khí tức cường đại, thậm chí khiến viêm ma bản tôn trống rỗng con người đều hơi một chút hơi bị lửa khói lay động một cái. Mà ở chú ý tới chi tiết này, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu không khỏi hơi mắt híp một cái. Chẳng lẽ,
những người kia còn lưu lại một chút thần trí. Quên đi, bất kể, trước đánh xong rồi nói. Nhưng sau đó hắn nhưng không nghĩ xen vào nữa nhiều như vậy, mà là hoàn toàn triển khai, tiểu ly xà kiếm trận, hướng viêm ma bản tôn nhào tới. Cái này cũng khiến trong không khí nhiệt độ lại kéo lên đến trình độ kinh người. Liên Trần Phi mình cũng có chút mồ hôi đầm đìa, bất quá đại gia hỏa rất hiển nhiên lúc này cũng gặp tai, bị kiếm kia trận sở ngưng hai đại viêm xà cắn xé trên thân. U u long, giống, giống, tê, tê, tê. Nhất thời cái này ma vụ bao phủ khu vực đều khá có vài phần cảm giác trời long đất lở. Nhất là làm Âu Mạc Đô cùng hai người khác nhìn thấy một màn này, ba đại quái vật như vậy cuồng bạo đối chọi, cuồng đánh nhau, loại này tràng cảnh, trực tiếp đều làm bọn hắn từ đáy lòng có chút bỡ ngỡ lên, sắc mặt trắng bệch. Đủ để có thể thấy bọn họ bây giờ tâm lý trùng kích, là có lớn bực nào. Bất quá hai đại viêm xà mặc dù là tiểu ly xà kiếm trận, biến thành, có lực lượng hết sức kinh người. Nhưng dù sao chúng nó hiện tại chỗ đối phó địch nhân chân thực quá đặc thù. Là trong truyền thuyết ma vật, viêm ma. Vì vậy đánh chỉ thấy chúng nó rõ ràng có chút rơi vào hạ phong. Mà trong đó một viêm xà tức thì bị kinh khủng kia viêm ma bản tôn nắm lấy cơ hội, lấy tay ngạnh sinh sinh đem nửa đoạn thân thể đều cho dã man xé đứt. Nhưng là chính vì vậy, một con khác viêm xà liền có cơ hội, phát cuồng một trận cắn xé, liền đem viêm ma bản tôn thân thể lại lần thứ hai phá hủy non nửa. Mà lần này, viêm ma bản tôn lại khôi phục lại sở tốn hao thời gian, tự rõ ràng nếu so với trước lần đầu tiên dài rất nhiều. Đồng thời không chỉ có như vậy, viêm ma bản tôn lúc này sở phát ra khí thế, cũng rõ ràng nếu so với trước yếu không ít. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng vén lên, cười lạnh nói ta còn thật nghĩ đến người đánh không chết ni. Hiện tại xem ra cũng không như vậy thần a. Tiếng nói vừa dứt chỉ thấy kỳ lại cường thịnh trở lại xu thế phát động công kích. Đến bây giờ hắn cũng không sai biệt lắm Mạc Thanh Sở. Viêm ma đích thực chính lực lượng, kỳ thực cũng không như vậy hù người, cũng chính là ôn thiên hùng cái loại này cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ đỉnh tả hữu, thậm chí còn giống như thiếu chút nữa, tuy rằng cũng rất vướng tay chân, nhưng thật không đến mức giống như trước Âu Mạc Đô đám người bị dọa đến lợi hại như vậy. Trên thực tế nếu không bị dọa đến lợi hại như vậy, lại quá mức thả lỏng cảnh giác nói, lót cùng bị dọa đến chạy trối chết người, hơn phân nửa không quá có thể sẽ chết. Đáng tiếc, thực tế thì tàn nhẫn, không có nếu như, giống, mà lúc này viêm ma bản tôn yếu thần trí tựa hồ cũng rốt cục cảm giác được như vậy một tia luống cuống. Tiếng giống giận dữ trong rõ ràng mang theo một ít vẻ lo lắng. Sau đó, chỉ thấy viêm ma bản tôn thân thể cao lớn lại bỗng bộc phát ra một hấp lực, hướng cách đó không xa cuốn đi, này đang bị Âu Mạc Đô đám người cuốn lấy tiểu viêm ma, lại câu đều bị hấp lực cuốn lại, hút trở lại cầm viêm ma bản tôn ở trong thân thể. Nhất thời đại gia hỏa trong miệng tự phát ra như là thống khổ vậy điên cuồng hét lên thanh, sau đó thân thể kia còn có chút dị biến lên. Từ hắn bị hừng hực hỏa diễm bao quanh thân hình khổng lồ nội, lại một trận không rõ sau, dài ra từng cây một góc cạnh rõ ràng kỳ sừng, bao phủ nồng nặc hắc khí, mùi lưu hoàng nói cũng càng gai mũi. Khốn khiếp, lẽ nào đây mới là bản thể của hắn? Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhất thời nhìn không được tức giận mắng ra. Sắc mặt tái xanh lên. Tuy nói Đông Tây Phương thủ đoạn, năng lực có rõ ràng sai biệt, nhưng bây giờ, hắn lại không phải người ngu, như thế nào sẽ xem không xuất hiện ở đây dáng dấp, sợ rằng mới là viêm ma chân chính bản thể. Mà lúc này đại gia hỏa sở phát ra khí tức, ít nhất, so với trước cường gấp đôi. Đến hỗ trợ, nếu không chúng ta bốn người cũng phải đem mệnh lưu lại nơi này. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được sắc mặt hắng giọng hướng Âu Mạc Đô ba người quát. Lại nói tiếp, ba tên này cũng thật là chân thực quá vô dụng một ít. Nếu bọn họ vừa mới có thể giết nhiều một ít này tiểu viêm ma, mà không chỉ có chỉ là, xuất công không ra lực, đem chúng nó tha trụ, sẽ là hiện tại loại kết quả này. Đây chính là đủ so với trước cường gấp đôi A, cổ vũ giả tiên thiên hậu kỳ cực hạn, còn là nửa bước đại tông sư. Trong lòng nghĩ đến đây, Trần Phi sắc mặt là thật đen cùng đáy nổi vậy. Nhưng bây giờ hắn nhưng ngay cả tức giận công phu cũng không có. Giống. Bởi vì lúc này viêm ma bản tôn hình như đã hoàn toàn đem thân thể của chính mình cho ngưng tụ đi ra. Sau đó chỉ thấy thứ nhất song thất lớn ác ma con người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ngửa đầu một tiếng giống sau, lại đi nhanh hướng về Trần Phi thẳng tắp nhào tới, mà hắn mỗi một lần cước bộ rơi trên mặt đất, đều cư nhiên có thể nhấc lên một lần rung động,
giống như là địa chấn vậy, mà hắn bảng nhiên thân thể cũng càng là một tòa sẽ di động hỏa sơn. Mà một màn này tắc tự nhiên khiến Âu Mắc Đô cùng với hai người khác đều thiếu chút nữa hù được sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì, này lực lượng chênh lệch chân thực quá lớn quá, đều làm bọn hắn có chút tuyệt vọng. Thấy tình cảnh này tuy rằng chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều tức giận muốn mắng to, phế vật có thể hiện thực chính gặp phải hiểm cục lại làm hắn không công phu muốn nhiều như vậy. Sau đó chỉ thấy Kỳ Mạnh cắn răng một cái, lần thứ hai xuất ra huyền thạch kính, cả người tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng về trong đó rót tiến vào. Từ bảo bối này thành công lột xác là trung phẩm pháp khí sau, Kỳ cần tiêu hao linh khí cũng hoàn toàn là trình thẳng tắp dâng lên, coi như lấy hắn hiện nay cảnh giới, luyện khí ngũ trọng đỉnh, cũng đều không thể chân chính vận dụng Kỳ vài lần, vì vậy trước hắn mới đang dùng quá một lần sau đã đem Kỳ thu vào. Bởi vì tiêu hao quả thực quá. Đa động dùng vài lần sợ rằng trong cơ thể hắn linh khí đều biết bị tháo nước. Mà bây giờ hắn sở dĩ có lấy ra nữa, tự nhiên là không nhốt được nhiều như vậy, dù sao đây mới là hắn hiện nay cường đại nhất một chương biển hiệu. Nếu lúc này mới đánh không lại, chỉ sợ hắn cũng chỉ có ngoan ngoãn chạy trốn, lưu. Cho ta đi tìm chết. Sau đó chỉ thấy thứ nhất vẫy trong tay huyền thạch kính, đem trực tiếp thanh toán đi ra ngoài. Nhất thời mặt kiếm bộc phát ra lau một cái làm cho quang thải, chợt một đạo thổ hoàng sắc quang trụ liền từ trong như laser vậy bộc phát ra, quang trụ chu vi còn quanh quẩn theo nhàn nhạt ám ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa kia không phải là khác, tựa hồ chính là cực phẩm huyết nguyệt đá luyện mà đến địa ngục tam đầu chó lửa. Mà ở nhìn thấy ám ngọn lửa màu đỏ, nguyên bản khí thế ngẩng cao viêm ma cũng tốt giống như gặp được cái gì khủng bố vật, thiêu đốt con người chảy ra tương tự với sợ hãi đích tình cảm. Thân thể muốn lui về phía sau. Có thể rất hiển nhiên lúc này mới muốn chạy đương nhiên là chậm. Chỉ thấy từ huyền thạch kính mặt kiếm bạo bắn ra thổ hoàng sắc quang trụ đã bất ngờ oanh kích đến viêm ma bản tôn thân thể cao lớn trên. Không chỉ có như vậy, không chờ nó có phản ứng gì là lúc, quang trụ trên nguyên bản tự còn quấn địa ngục tam đầu chó lửa còn bắn ra ngoài. Này hỏa diễm tốc độ cực nhanh, lóe lên rồi biến mất liền trực tiếp dọc theo viêm ma bản tôn thân thể, thoáng cái xông vào trong cơ thể hắn. Nhất thời người sau thân thể kia đều cứng lại rồi, con người cũng bắt đầu vô thần, thậm chí ngay cả nguyên bản rất làm cho đáng sợ khí thế, cũng bắt đầu dần dần có chút suy yếu lên. Cái gì, đây là có chuyện gì? Viêm ma nó, mà kinh khủng này hơi thở suy yếu, cũng khiến nguyên bản đều không sai biệt lắm đã bị sợ ngây ngô Âu Mắc Đô cùng với hai người khác bỗng nhiên không dám tin ngẩng đầu, sau đó không gì sánh được sợ hãi cùng ngạc nhiên hướng bên này vãng lai. Đang lúc bọn hắn sợ hãi cùng không gì sánh được ngạc nhiên trong ánh mắt của viêm ma bản tôn thân hình khổng lồ trên liệt hỏa giống như là chợt bị liệt hỏa tưới tức vậy, lộ ra bên trong cháy đen lưu hoàng thân thể, cùng hòn đá, ầm ầm sập xuống phía dưới, hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Cũng chỉ còn lại có một quả lớn chừng quả đấm hạt châu, hơi có một ít đáng chú ý tại nơi cháy đá trong, bên trong đan xen ám hồng sắc quang, tản ra nhiệt độ cao. Trần Phi chú ý lực cũng lập tức bị hạt châu kia cho hấp dẫn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 51.